Kính lạy Chúa và Trời toàn năng, Cha chính thánh của chư Vân. Thì giờ lại trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, thể tế tự từ phẩm của Đức Trời chí cao mà chúng con là dân sự Chúa, là chi của đồng của Chúa, là con thư tớ mà Ngài đã chỉ định để được làm môn đồ của Đấng Christ. Chúng con được ra mắt Chúa và được ngồi dưới bên chân của Ngài để được nghe lời sống của Chúa, vì chính thân của Ngài sẽ giảng qua chúng con để dẫn chúng con vào trong pháp lời đời của Ngài. Một ngày bỏ lại linh hồn chúng con vì cầu xin Chúa, chúng con vui mừng cảm ơn Chúa, một ngày yêu thương chúng con. Và tình yêu của Chúa được bày tỏ qua việc Ngài bày tỏ cho nên con sự giấu kín của đời thượng cổ. Vì như Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha trước khi lên thập tự giá, vì Ngài đã yêu con một ngày trước khi sang thế. Và bởi đó, con một ngày đã biết tất cả mọi sự mầu nhiệm ở trong Đức Chúa Cha. Nên ngoài Chúa Giêsu ra không ai có thể giải bày Đức Chúa Cha cho được người chúng con được. Và đến kỳ sáu đốt là trong danh của Chúa Giêsu Christ mà thần đã thật mở trí cho con, khiến con biết được cái lời giấu kín cái lời thượng cổ. Và đó tình yêu Ngài bày tỏ cho nên con, vì sự mầu nhiệm đó là lẽ thật của lời Chúa, là sự sống của linh hồn chúng con. Và tình yêu của Chúa đã ban được sống lại, sự sống lời cho nên con. Và Ngài muốn chúng con giảng ra để cho sự của Chúa, tất cả những người nào có lòng tìm kiếm Ngài sẽ tìm được Ngài qua lời sống này. Và đó con vui mừng cảm ơn Chúa vì tình yêu Ngài đã dành cho chúng con, và qua sự dẫn dắt của chính Ngài mà chúng con sẽ công bố điều cho chúng con soạn xuống và giảng ra, cùng những điều mà Ngài tiếp tục bày tỏ cho con đừng khi chúng con công bố những điều ra soạn này, hầu cho chúng con là người trực tiếp nghe và những người sẽ được nghe lại những cái bài giảng này, hoặc trên internet, hoặc gián tiếp, hoặc trên trực tiếp nữa. Hết thảy sẽ được Chúa dẫn dắt vào trong con đường của sự sống lại và sự sống một đời. Vì sự tinh ý của Chúa được nên, nước của Chúa được đến, danh Chúa được tôn thánh, luật pháp của Chúa được vững lập và lẽ thật của Chúa được bày tỏ. Vì sự thánh linh của Chúa cai trị và ban phước cho hết thảy mọi người trong đoàn, kể cả các lớp học viên thiếu nhi cũng như của sự Chúa thì được quý giá này, được Ngài dẫn dắt vào trong thật đời của Ngài. Chỉ Chúa toàn quyền cai trị và ban phước cho thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Từ sáng nay chúng ta tiếp tục học các thật trong sách Ma-thi-ơ bài 297. Cho là bài bằng lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ phán với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha. Cho là bài dạy người tin Chúa tất cả mọi điều mà Đức Chúa Giêsu đã truyền cho. Hôm nay chúng ta học phần 11L. Sự công bình của người tin Chúa liên quan đến nước thiên đàng như thế nào? Kiến thức hiện tại là sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17 đến câu 20. Chúa Giêsu phán: các ngươi đừng tưởng ta đến đằng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Có như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã ban thánh linh của Ngài là thần đã thật đến thế gian này để lập hội thánh của Ngài trên luật pháp thánh khiết và công bình mà Đức Chúa đã ban cho dân Israel qua Môi-se, là luật pháp mà chính Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này để làm cho được vững lập. Và chính Đức Chúa Jesus Christ đã gọi luật pháp đó là đá, như chỉ chính Ngài. Nhưng Ngài phán với các môn đồ của Chúa như này: còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa phủ chẳng thắng được hội đó. Từ sách Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 18, câu 19. Bản ghi chép với dân chép câu này như sau: and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon thee rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Khi Chúa Giêsu phán bằng lệnh này, không chỉ có một mình sứ đồ Phi-e-rơ ở bên Ngài, mà còn có các môn đồ khác cũng đang ở cùng Ngài nữa. Trong sinh hoạt thường ngày thì Chúa Giêsu gọi Phi-e-rơ theo cái tên thật của người là Simon, có nghĩa là sự nghe. Nhưng mà Chúa Giêsu đã phán với Simon rằng người sẽ được gọi là Phi-e-rơ, nghĩa là Simon tức là sự nghe sẽ được đổi thành Phi-e-rơ tức là viên đá. Nếu mà ta chỉ nghe thì không sẽ được gì cả, nó thụ động. Nhưng mà Chúa sẽ biến đổi từ cái người lắng nghe đó thành một viên đá để được xây lên nhà thiêng liêng của Chúa. Chúa dùng viên đó là xây lên chính Ngài.
Điều đó không chỉ nói về điều Chúa định cho các môn đồ của Chúa, từ người biết lắng nghe lời của Chúa trở thành viên đá để xây nhà thiêng liêng, mà chúng ta tất cả mọi người chúng ta là những người tin Chúa, mà được tin đến bởi sự người ta nghe. Nhưng mà chúng ta nghe rồi chúng ta phải xây đá. Chúng ta lắng nghe lời Chúa để được biến đổi, để quyền phép của lời Chúa mà chúng ta nghe đó sẽ vào trong ta, biến đổi chúng ta thành viên đá để xây nhà thiêng liêng. Đây là nguyên tắc thánh, không chỉ một lời nói mà bất cứ điều gì mà Chúa đã phán ấy là nguyên tắc. Chúa phán ta là sự sống lại và sự sống. Ngài đến để khiến chúng ta được sống lại, mà sống lại để được xây lên nước của Ngài. Và ngay từ khi loài người chưa được sinh ra trên đất này, thì trong ý tưởng của Đức Giê-ma, Ngài đã định rằng cái dòng dõi này sẽ được sinh ra và được đào tạo để trở nên công dân của nước Ngài, tức là những viên đá được xây lên nhà thiêng liêng. Điều đó nghĩa là không chỉ là một cái tạo vật được sống, mà nó là được ở trong cõi đời với Ngài. Tất cả mọi tạo vật Chúa dựng nên phải hầu việc Chúa, không phải để Ngài hưởng thụ cái sự việc đó, mà để muôn vật hưởng thụ cái tình yêu của Ngài. Chúng ta phải hiểu rõ Đức Giê-va, Đức Trời là Đức Trời tốt lành. Ngài muốn muôn vật được hưởng thụ cái tình yêu của Ngài, chứ không phải là bởi vì Ngài là vua nên Ngài muốn ta hầu việc Ngài như vua thế gian đâu. Không phải. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Cha của muôn vật. Ngài muốn muôn vật được hưởng thụ cái điều tốt nhất của Ngài. Nên khi Chúa phán ngươi là Phi-e-rơ, ấy không phải Ngài phán một mình Phi-e-rơ, mà Chúa phán tất cả các môn đồ của Chúa là các ngươi là những viên đá. Các ngươi là người đi theo ta từ lúc ban đầu, các ngươi sẽ làm chứng người ta, và các ngươi sẽ là những viên đá mà ta dùng để xây trên đá này. Chúa nói chính Ngài là vầng đá của các thời đại, vì Ngài là lời Đức Chúa Trời, mà lời Chúa được ví là vầng đá của các thời đại. Bởi vì trong quá khứ, đá được xây lên các nhà, cái nơi thành quan để ẩn náu, để bảo vệ, để trú ngụ. Ngay cả các con vật yếu mòn cũng núp ở giữa cái vầng đá đó, đào hang giữa vầng đá để bảo vệ sự sống của mình. Thì Chúa dùng hình ảnh viên đá đó để cho ta là những kẻ yếu ớt, không bay nhảy như các tiên sứ, nhưng mà trong thể xác thế này không có gì bảo vệ ngoài lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết Chúa ban lời Ngài cho ta ấy là để chúng ta được nương cậy nơi Ngài. Hôm nay chúng ta đọc Thi Thiên 31, tôi thấy rằng là David luôn trông cậy vào Đức Giê-va. Mặc dù ông biết là trong thể xác thế này ông có phạm lỗi, nhưng cái chính không phải là về nơi xác thịt, mà cái chính là người bên trong. Ông trông cậy Đức Giê-va. Ngay cả khi ông biết phạm tội, ông cầu cầu đến Chúa là Chúa lắng nghe. Bởi vì chúng ta phải nhận biết được Chúa ban lời Ngài cho ta để chúng ta trông cậy, là vầng đá để chúng ta nương cậy để ẩn náu. Cho nên Ngài sẽ là bởi thánh Ngài trên đá này, thì Ngài sẽ là upon this rock I will build my church. Như vậy lời của Chúa là vầng đá, là nền tảng để Chúa lập bởi thánh của Ngài trên đá này. Điều đó có nghĩa rằng là bất cứ hội thánh nào mà không gây dựng bằng lời của Đức Chúa Trời thì nó sẽ đổ. Không phải tôi nói mà Chúa nói. Chúa nói như này, các ngươi nghe, những kẻ làm theo lời ta sẽ giống ngay, và những kẻ không làm theo lời ta sẽ giống ngay. Kẻ làm theo lời Chúa thì giống như nhà xây nhà trên vầng đá. Mưa to, gió bão, nước chảy xuống động không tác dụng gì cả, bởi vì được xây trên cái vầng đá vững chắc rồi. Còn cái nào nghe lời Chúa mà không làm theo thì xây nhà trên cát, không có nền gì cả. Mưa to, gió lay, nước chảy là sụp đổ, hư hại lớn lắm. Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng cả cái thánh làm chứng về Ngài là làm chứng về lời Đức Chúa Trời được ngự ở giữa loài người, trong thể xác thịt như thể để xác thịt hay chết của loài người, để giải bày riêng báo trời cho loài người và để cứu chuộc loài người. Danh Giê-xu không phải là danh xưng của một tạo vật như của loài người hay của một thiên sứ, mà danh Giê-xu là chức vụ giải bày Giê-va trời cho muôn dân, để cho muôn dân nhận biết rằng Giê-va trời là đấng tạo nên muôn vật, Ngài cứu cho người bằng lời của Ngài. Điều đó có nghĩa là lời của Đức Trời là sự cứu chuộc. Bỏ lời Đức Trời là bỏ sự cứu chuộc. Và Chúa Giê-xu đã phải đến thế gian này là bởi vì cớ các thầy tớ trong Israel đã phản bội Đức Chúa Trời, loại bỏ Đức Chúa Trời, không giữ giáo dục của Đức Chúa Trời, và khiến cho lời Đức Chúa Trời bị hạ nhấp, không cứu được chính họ nữa,
thì làm theo quyết định muôn dân, nên Chúa phải đến thế gian này vì tình yêu của Ngài đến để cứu đời người, nên Ngài phải đến tiêu thủy xác thịt này để làm chứng cho đời người biết rằng lời của Chúa có quyền năng không chỉ cứu chuộc mà còn bảo vệ, duy trì, nâng đỡ sự sống của con người. Bất người nào tiếp nhận lời của Đức Trời thì chính lời của Trời mà người đó tiếp nhận đó sẽ ở trong người đó, bảo vệ người đó, duy trì sống cho người đó, nâng đỡ người đó, và khi người đó được sống đời đời với Đức Trời. Tôi đọc theo đúng lời của Đức Trời, không theo bản copy của tiếng Việt. Lời của Đức Trời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta để ơn và lẽ thật. Chúng ta đang ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Rất làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là vì Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trôi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn, vì lời pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và đã thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Bản thân thánh tiếng Anh King James Version chép các câu trên như sau: And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He that come after me is prepared before me, for he was before me. And of his fullness have all we received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. No man has seen God at any time. The only begotten Son, which is in bosom of the Father, he had declared him. Có nghĩa là lời Đức Trời đã trở nên xác thịt, cư ngụ hay là đền tạm giữa chúng ta. Chúng ta đã được thấy, được ngắm xem sự vinh hiển của Ngài là sự vinh hiển của Con Một của Đức Chúa Cha, đầy dẫy ân điển và đã thật. Giăng Baptít đã làm chứng về Ngài và kêu lên rằng: đó là về Ngài mà ta đã nói rằng đấng đến sau ta là chỗ hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được ân điển thêm ân điển, vì lập pháp đã được ban cho bởi Môi-se, như ân điển và đã thật đến bởi Đức Chúa Jesus Christ. Không có một người nào thấy Đức Chúa Trời dù bất kỳ ở thời đại nào, chỉ có Con Một ở trong lòng của Cha là đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Lời này vô cùng quan trọng. Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Giêsu đã dùng lời của Ngài để bày tỏ cho đời người biết con Ngài. Chưa kể là dùng tiếng phán từ trên trời cao phán xuống để đời người biết rằng Đức Chúa Trời đang ở trên trời. Ngài phán từ trên trời cao, Ngài phán xuống. Rồi Ngài khiến cho Môi-se lên trên núi, ở chỗ đó 40 ngày 40 đêm cho sự biển của Ngài, để ghi chép lại mọi sự. Người được nghe trực tiếp Đức Giê-hô-va và được thấy trong thiên đàng, rồi ghi chép xuống trong cuốn sách đó. Không phải chỉ một lần, mới tới hai lần. Một lần 40 ngày ở trên núi Sinai. Khi Môi-se từ trên núi xuống, người ta không thể nhìn mặt của Môi-se được, bởi sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bao phủ mặt của Môi-se, khiến người ta không thể nhìn được. Nên Môi-se phải dùng cái lúc che mặt lại khi tiếp xúc với dân Israel. Môi-se là một cái bằng chứng sống của loài người, đại diện cho Chúa Jesus Christ, đã đứng từ trong lòng của Đức Chúa Cha đến thế gian này để bày tỏ cho đời người biết đấng mà đời người không thể nhìn thấy được, ngay cả các thiên sứ không hề thấy được Ngài, vì Ngài quá lớn, quá vinh hiển. Nếu như người ta ngăn trở lời Đức Chúa Trời thì chính kẻ ngăn trở đó sẽ chết. Nhưng mà sự ngăn trở đó sẽ khiến cho những người không được biết Đức Chúa Trời, và người ta sẽ chết vì cớ không được biết đấng đã tạo nên mình và ban sống cho mình như thế nào. Lời Chúa đã tỏ rất rõ ràng rằng Giê-hô-va Trời đã ban luật pháp của Ngài cho dân Israel, mà khi nói dân Israel là nói đến loài người. Đây là vô cùng quan trọng, chúng ta được nghe nói thật. Hệ thống nhà thờ không để ý một tí gì về vấn đề này cả, người ta ngồi dưới đó thụ động nghe, mà cái danh chất là đức tin đến bởi sự ta nghe. Nếu ta nghe phải lời giả là kia sẽ tin giả, mà khi ta tin không đúng thì sự tin người ta là vô ích. Không những không ích mà còn khiến người ta chết. Tất cả mọi lời của Chúa đều là bóng, sẽ được bày tỏ trong hình. Bởi vì chúng ta được sinh ra trên đất này, mà thân thể chúng ta là xác thịt của đất, nhưng mà con người bên trong ta là thần linh, chúng ta không nhìn thấy nó. Bởi vì Chúa dùng lời của Ngài, tiếng phán này để tỏ cho ta biết là chúng ta là con của Đức Chúa Trời.
Hệ thống tất cả mọi sự ta có thể nhìn thấy xung quanh chúng ta đó và nghe được, cảm nhận được đó, để biết về đấng có thật mà chúng ta không nhìn được. Cũng như chính linh hồn chúng ta có thật mà chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng mà chúng ta cảm nhận được có linh hồn ở trong chúng ta thông qua lời của Chúa. Và thì nếu chúng ta bác bỏ lời Đức Chúa Trời thì chính chúng ta cũng tự xóa bỏ mình đi, mình không biết mình là ai nữa. Ngày hôm nay loài người rất cần các cái bằng chứng để chứng minh mình là ai. Ma quỷ tìm đủ một cách để khiến người ta bị lũng đoạn, bị sao lãng và chơi linh tâm thần. Đức gì? Chỉ tạo những người nam, người nữ không có lòng thứ ba, không có nửa được nửa cái, không thử nửa nam nửa nữ được, mà chỉ có nam và nữ theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và khi người ta sinh ra, người ta luôn luôn có những cái bằng chứng để chứng tỏ rằng mình là con của ai, dòng giống nào, điều vô cùng quan trọng. Nên nghiên cứu số này, khi ta sinh ra như vậy, khi chuẩn bị sinh thì ở trên bàn hồ sinh đó người ta đánh dấu người mẹ là bằng một cái đai, tùy theo các quốc gia có đai bằng cái đai hoặc là bằng nhựa, đính vào tay đó tên của cái người đó, và bên cạnh đó có những cái vòng để cạnh đó. Khi đứa trẻ vừa sinh ra lập tức nó ghi tên người mẹ vào cái vòng đó và cột về cái tay đó. Trước khi cắt rốn đứa bé đó thì cái vòng đó được đưa vào cái tay đứa bé đó rồi kẹp lại, rồi mới cắt rốn nó để không bị nhầm lẫn, là phải làm bảo đảm được sự sống của đứa bé đó. Nhiệm vụ của hộ sinh là phải kiểm tra được cái tình trạng của đứa bé đó khỏe mạnh đến đâu, nhìn cái da của đứa bé đó nó hồng hào, nó tím, nó tái. Khi nó tái tức là thiếu máu, thiếu tím là thiếu oxy, phải bằng mọi giá để cho thở, không được cắt rốn ngay, không được cắt rốn ngay, phải để cái rau thái đó cùng với nó liên tục. Vì mỗi đứa bé như vậy đó là 3 kg, nếu là chỉ 2 kg thôi tức là yếu rồi, người ta phải dồn cái máu ở trong cái nhau thai đó trở lại cho đứa bé, ép cho từ từ cho xuống, rồi tuốt nhẹ nhẹ cái cuốn rốn đó ngược vào thông tới đứa bé, tiết kiệm máu cho bé đó, rồi mới kẹp nó lại. Càng tiết kiệm bao nhiêu huyết ở trong cái nhau thai vào cho bé đó là tốt bao nhiêu cho nó, nó khỏe. Nếu đã cắt rốn rồi mà không để nó thở là nó chết, nên phải đứa bé nó khóc đi rồi bây giờ mới cắt rốn. Khi đứa bé ra khỏi bụng mẹ kể cả 1 tiếng bên ngoài mà nhau thai vẫn còn với nó vẫn sống dù không thở. Nhưng cắt rốn rồi là rất nguy hiểm, nó phải vì nó sống qua cái oxy trong huyết của cái nhau thai truyền cho nó. Điều có nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta phải kết nối lại với Chúa của chúng ta qua lời của Ngài. Chính lời của Chúa là thứ linh sự sống sẽ vào cho chúng ta, thêm năng lực chúng ta, thêm đức tin chúng ta, để chúng ta biết chúng ta ra từ Đức Trời và chúng ta trong nơi trông cậy vững chắc nơi Ngài. Cho dù cha mẹ bỏ chúng ta, người ta là muốn chúng ta đi đâu chứ nữa, nhưng mà chúng ta đến với Đức Trời, chúng ta kêu cầu với Chúa, chúng ta vẫn được cứu. Cái điều quan trọng ở đây là kết nối với Chúa vậy. Khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải nhận biết được Kinh Thánh chép về chúng ta. Và Đức Trời là cha của chúng ta, Ngài tạo chúng ta, và chúng ta phải được tất cả mọi thứ mà Đức Trời đã định cho chúng ta được hưởng từ đây ngày. Chúng ta phải biết mục đích Chúa tạo nên người chúng ta là gì. Khi con đến đây con ngồi nghe, con đừng dự tính. Khi con đến trường, con biết cha mẹ phải bỏ tiền ra để cho con đến học. Tại nơi đó con phải tiếp nhận cho mình kiến thức, và con biết rằng cái trường đó sẽ trang bị cho con kiến thức gì, vì nó liên quan đến cuộc đời của con. Nhưng mà khi đến đây, nó còn quan trọng hơn tất cả các trường, bởi vì các trường không cho con sự sống. Nhưng mà lời của Chúa ban con sự sống lại và sự sống đời đời. Tại nơi này con phải hiểu tất cả điều gì Kinh Thánh đã chép về con. Khi con nghe con hiểu được, nếu con tìm kiếm điều đó để chứng minh con là con của Đức Trời, thì Chúa sẽ cho con có sức. Còn nếu con ngồi chỉ để nghe thôi, thì ma quỷ sẽ bịt con lại. Con hiểu gì cả? Là con nghe và con bị phán xét. Con ngồi nghe trong cái giờ đó, con bị Đức Trời phán xét để con khinh rẻ lời Đức Trời. Con khinh rẻ cái quyền kế của Đức Trời, con bị loại bỏ. Nếu một người bị Chúa loại bỏ rồi, thật cực kỳ khốn nạn. Nó tài năng đâu cho nữa, càng tài mới càng đẹp bao nhiêu, càng giàu bao nhiêu, càng dễ chết bấy nhiêu. Che đặt người đó phải cẩn thận. Các chúng bây giờ không giảng điều này, không kể báo nhân sự. Họ cứ đi rằng tôi tin Chúa rồi, tôi đến nhà thờ của Chúa rồi, không ai có thể chặn tôi được. Chúa bảo vệ tôi, Chúa ban phước cho tôi. Chúa đang tìm kiếm ai là người thường lòng kính sợ Ngài, được tìm kiếm Ngài. Chúa tìm kiếm Ngài hết lòng mới được gặp Ngài. Đến khi nghe lời Chúa, chúng ta hiểu như này. Tôi sẽ ban luật pháp cho loài người, mà loài người đó tức là loài được tạo nên bởi Đức Trời. Có một mục đích là Chúa sẽ tạo nên cái dòng dõi để kế tự Ngài, để hồi về Ngài trong quá đời đời, không phải trên đất này. Và không có nơi nào giảng cho người ta biết rằng
Trái đất này là một môi trường mà Chúa đã định trước khi loài người được sinh ra, để Ngài đặt loài người vào trong cái môi trường này để thử thách, sàng lọc, để tuyển chọn một dòng dõi thánh là dõi không bao giờ phản đối Đức Chúa Trời. Đây là cái môi trường cực kỳ khó khăn, không đơn giản, cực kỳ nguy hiểm. Mà chỉ khi người nào nhận biết điều đó rồi thì người đó nhận biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời tạo được họ, là đấng duy nhất có thể bảo vệ họ được, vì Ngài đấng toàn năng, tất cả mọi thế lực trong cái thế giới này đều bởi Chúa dựng nên và có một nhiệm vụ. Nó trực tiếp Chúa dùng để thử thách chúng ta, sang sẻ chúng ta. Và nó ý của Đức Trời, nhưng ta không được chống lại cái quyền lực đó khi nó đang làm công việc Chúa giao cho. Mà chúng ta phải nhận biết Chúa tạo nên ta để làm gì và làm thế nào để được hưởng đến cái điều mà Chúa định cho chúng ta. Khi ta hiểu rồi, chúng ta biết cầu xin đến Chúa cái ngày ban ơn cho ta. Vì chỉ có thông qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta không phản bội Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta bị bán ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Bởi vì tổ phụ ta bán chúng ta cho tội lỗi, và giờ cho chúng ta cơ hội để được chuộc lại trong này. Chúng ta được chuộc lại cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu cái trách nhiệm của mình, không phải để Chúa tự làm đâu. Chúa làm xong cái rồi, bây giờ chúng ta phải chứng minh là tôi tin Ngài. Chúng ta phải tin là mình ra từ Đức Trời, và bây giờ Chúa cho phép nó xảy ra để thử xem ai là người tìm kiếm Ngài. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ biết ai là người đầu tiên tìm kiếm Chúa, và Chúa chọn là người từ khi nào? Thông qua lời Đức Chúa Trời. Thế sau này thông qua Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì Chúa ban lời Ngài cho dân Israel rồi, mà dân Israel không hiểu ý của Ngài. Họ không biết được ý nghĩa họ là Israel có nghĩa gì. Họ tự hào họ là Israel, mà kỳ thực họ chưa phải là Israel. Họ là con cháu của Jacob, tức là người đã được đổi tên thành Israel, không phải trong xác thịt mà trong tâm linh. Vì tâm linh của Jacob đã vật lộn với Đức Chúa Trời. Sự vật lộn đó như gì? Jacob nói chuyện với Đức Chúa Trời. Xin Ngài nhớ lại mười mấy năm trước đây, khi con ra khỏi nhà con đi đến cầu con là Laban, tại nơi đồng vắng đó Chúa hiện ra trong chiêm bao. Ngài hứa với con rằng Ngài sẽ không bỏ con đâu trước khi làm xong mọi sự thuộc về con. Bây giờ Ngài bảo con trở về, chứ đừng có trở về, con phải đối diện khó khăn con không thể là vượt qua được. Xin giúp con. Ngài hứa với con rồi. Đây là sự vật lộn. Chúng ta phải hiểu giáo ước của Chúa ban chúng ta, và Ngài muốn ta đừng bao giờ quên nó. Ngài muốn ta nói chuyện với Chúa về cái giáo ước đó. Hầu chúng ta là xưng công mình, chúng ta phải nói với Chúa ngày đó, tháng đó Ngài có hứa với con, và bây giờ con cầu xin Chúa làm thành điều Ngài hứa với con. Đừng có quên. Và bởi đó đấy, Chúa đổi tên cho tâm linh của Jacob. Đức Trời không hề đặt tên một người nào trên đất này. Khi đặt tên cho người nào đó, hay là Ngài đổi bổn tánh của người bên trong. Ngài đổi tên cho Abraham thành Abraham, Ngài đổi tên của người bên trong. Bởi vì Ngài có nói chuyện với Abraham trong xác thịt, Ngài nói với Abraham trong chiêm bao, con người bên trong của Abraham. Nên đổi tên thành Abraham, cha của nhiều dân tộc. Để chúng ta hiểu là chúng ta ở trên đây có cái tên do cha mẹ chúng ta đặt cho. Nhưng tên của con không phải là cha mẹ đặt cho con, mà Chúa định cho con như vậy, con phải cẩn thận. Ma quỷ được biết Chúa định con là Văn Châu, có nghĩa là con là phải có là một người vừa giỏi luật pháp văn tự và vừa giỏi luật pháp của thế giới sự sống. Chúa đặt tên cho con trong chiếc mắt. Thì Chúa xuống bán là kể là thắng, ta sẽ cho cái đó một quả sỏi trắng, trên đó có ghi một tên mới. Hiện nay chúng ta đã sống trong thân thể này có tên do cha mẹ ta là cho. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta con người bên trong có một cái tên. Vì con người bên trong có giá trị thật, con người ngoài không có giá trị gì cả, nó ngủ là cục thịt. Nó mà sống là bởi con người bên trong nó biết nó đang cai trị Satan kìa. Chúng ta phải cảnh giác với cái điều này. Phải thông qua Chúa Jesus Christ mà người chúng ta này mới nhận biết Giê-hô-va trở là cha của mình. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều sẽ nhận được ân điển của Đức Chúa Cha đâu, mà chỉ có những người nào thật sự tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình thì đó mới nhận được ân điển. Không chỉ một lần mà là ân điển tiếp ân điển. Ân điển là cái gì? Ân điển là sự ban cho của Đức Trời cho kẻ mà thực tế thì nó không xứng đáng. Nhưng tức là tin theo xác thì nó không xứng đáng, nhưng mà vì con người bên sống của người đó nó là ra từ Đức Trời, nó được xứng đáng bởi cái tiêu chuẩn này, nó là ra từ hơi thở Đức Trời, nên chúng ban cho nó ân điển. Ân điển đầu tiên chúng ban cho là gì? Ruben nhìn thấy, tiếp là Simeon nghe được. Ân điển đầu tiên là nhìn thấy, nghe được, rồi dính líu đến, rồi người khen Chúa được, rồi bắt chân lên Chúa được. Tất cả ân tứ chúng ban cho người ta đó thuộc con người bên trong này. Cứ giống như đứa trẻ được sinh ra,
có sự cha mẹ nó dạy dỗ nó ta trở lên nó bắt đầu nhìn nhận biết ai là mẹ, ai là cha, ai là người lạ, rồi bắt đầu nghe tiếng, rồi bắt đầu cảm nhận được khi nói, rồi bắt đầu cảm nhận là làm thế nào được giữ được cái điều mình cảm. Từng bước một nó tăng trưởng lớn lên, bắt đầu nó biết được sử dụng các khả năng, các bản năng, chức năng của cơ thể mình Chúa đã ban cho nó từ ban đầu. Thì người bên trong chúng ta cũng vậy, có người bên trong ta phải được nuôi bằng lẽ thật, mà nó được gọi là sữa thiêng của đặng, tức là sữa thật, tức là lời của Đức Trời, để ta được nuôi dưỡng người bên trong của mình, tức là ân điển thêm ân điển. Như vậy ân điển sẽ được ban cho người ta tùy thuộc vào cái tình trạng thuộc linh của đó, đức tin, sự vâng phục, lòng trung thành, sự kính sợ, tính yêu của người đó đối với đấng cứu chuộc mình. Không phải là tôi đã sinh ra rồi, tôi là tín đồ hội thánh rồi, là đến kỳ đó là tôi được một sự đặt tay là tôi có ân điển đâu. Không phải đâu quý vị, nó tùy thuộc vào cái thái độ của chúng ta. Trong Kinh Thánh cho ta biết là rằng là trong 12 đứa con trai của Gia-cốp chỉ hai đứa con là Gia-cốp yêu thôi, Joseph và Benjamin. Nó rất là quan trọng. Tại sao có sự tay vị đây? Thực tế không phải. Cái điều quan trọng nhất của đời chúng ta đây là gì? Phaolô đã nói ở trong tuần thứ nhất rồi. Nếu tôi biết tất cả mọi sự huyền bí, mọi sự mầu nhiệm mà không có tình yêu thương, ích chi là thôi. Tình yêu thương đến từ đâu? Bông trái của luật pháp. Ngày hôm nay con chưa có bông trái của luật pháp. Con thích tự do. Con không muốn cha mẹ nhắc nhở con hay là gọi con nhờ con. Đó là sự dạy dỗ của sự thiêu thiên. Tôi hưởng bông trái của sự cai trị. Mỗi gia đình có luật riêng. Tôi sinh ra không đúng ý muốn của họ, nhưng mà ở trong nhà đó tôi phải chịu phục luật pháp. Khi tôi chịu luật pháp, tôi được cai trị của luật pháp đó. Luật pháp đó rèn rua tôi. Người cha đó không phải cha của tôi, nhưng ông ta dạy tôi tất cả điều gì mà con người phải biết làm, phải biết phục sự cha mẹ mình. Khi tôi lớn lên rồi, nó ở trong tôi. Thì chính cái điều ở trong tôi đó trở thành cái vốn. Khi tôi ra khỏi gia đình mình, ở bất cứ nơi nào, tôi cũng dùng cái vốn tôi có đó mà sống được. Mà bất cứ ở quốc gia nào, người ta cũng rất cần cái đức tính đó, cần kêu chịu khó, khéo léo, vâng lời, trung thành. Quốc gia nào người ta cũng tôn trọng người đó. Một đầy tớ mà làm công việc trung thành, khéo léo, cần mẫn, chủ nào cũng quý. Nó đến từ đâu? Luật pháp. Cái nhà giàu, con cái lúc nào có người chăm lo cả đời, cuối cùng đứa con nó không biết gì cả. Ra khỏi nhà là không tự nuôi được mình. Và Chúa nuôi chúng ta bằng lời của Chúa, bằng luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúa phải chịu phụ luật pháp này. Khi ta chịu luật pháp rồi, chúng ta sẽ có bông trái. Ngày nay bất cứ người nào mang danh là Cơ Đốc nhân mà mở miệng nói ân điển, không nói luật pháp, kẻ đó không phải là con yêu của Đức Chúa Trời. Không có người nào được yêu bằng Chúa Jesus Christ ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va yêu Chúa Jesus Christ nên Ngài đã phá qua một ngày đến thế gian này để làm tôi tớ của Ngài, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự. Nhưng mà cuối cùng bông trái phần thưởng của Đức Trời ban cho Chúa Jesus là gì? Cao hơn tất cả các danh. Thấy chưa? Bông trái đó. Chúng ta lại với Gia-cốp đi. Joseph luôn luôn ở gần với cha mình, nghe được điều gì để về nói với chuyện với cha mình cả. Nên duy nhất chỉ có Joseph được cha ban được chiếc áo nhiều màu hình bóng đó. Như đức con lại kính sợ cha mình, yêu cha mình, hiếu thính cha mình, thì cha luôn luôn cho những cái điều quý nhất, tỏ điều quý nhất. Chúng ta đọc trong Giăng 17, Chúa Giêsu đã nói vì cha yêu con từ trước sáng thế, nên cha tỏ cho con tất cả mọi sự mầu nhiệm trong ký đức đời thương cổ. Và Chúa Giêsu cầu xin được cha cũng làm điều đó cho những kẻ mà cha đã giao phó cho Ngài. Và những kẻ đó bền lòng, ngoại trừ Judas Iscariot ra, còn lại là bền lòng với Chúa. Thì Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho, cũng như Ngài đã ban cho con phần thưởng của sự vâng phục đó. Nếu con không vâng phục luật pháp, nếu con vâng phục cha mẹ là đấng sinh thành con trong xác thịt, con kinh nghiệm được, thì con không thể là phục được cái đấng con không nhìn thấy. Mà cái sự ban cho của Đức không nhìn thấy cao hơn tất cả mọi sự ban cho của thế giới này. Con thử đi trên internet, con tìm xem tất cả các vị mục sư trên thế giới này, trên internet có thể dò được, xem những bài giảng họ có như thế nào, rồi con xem những gì mà chúng ta đang có đây, họ có thể sánh cái gia tài mà Chúa ban cho chúng ta, thì con mới biết được cái sự ban cho Đức Trời là công bình, ân điển thêm ân điển thông qua Chúa Jesus Christ, mà chúng ta phải trung thành với Ngài, yêu mến Ngài, tôn trọng Ngài, thì bây giờ chúng ta được hưởng được sự ban cho của Chúa, đó là sự công bình. Nếu ta không trung thành với Chúa, không yêu mến Chúa, không kính nể Chúa, không tôn trọng Chúa, chúng ta không công bình với Chúa. Mà không công bình với Chúa thì không bao giờ có thể được hưởng được nước Đức Chúa Trời. Trong bài hôm nay chúng ta lại cái sự công bình của người tin Chúa nó quan hệ như thế nào đối với nước Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy trở lại với Môi-se.
trong ngày người tiếp nhận luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân sản núi Sinai. Đức Chúa Trời đã phán gì về việc người ta phải tôn trọng tuyệt đối về chủ quyền của luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho người qua dân Israel. Khi nói qua dân Israel là qua một cư dân, được gọi là dân của Đức mà nó chờ đứng thần linh, đứng hàng sống. Cái dân đó phải hàng sống với Ngài, vì không phải là xác thịt. Nên khi ta nghe lời Chúa phán với một xem, ngươi tỏ đời cho nhà Gia Cốp và phán điều này với dân Israel, hai cái khác nhau. Nhà Gia Cốp nói bị xác thịt, còn nhà Israel nói bị thuộc linh, hai cái khác nhau. Chúa không tình cờ ngẫu nhiên đâu, mà nó rất chính xác. Có cái dành cho xác thịt, có cái dành cho tâm linh. Xuất đi tôi ký là 20 câu 4 đến câu 6 như sau: người chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nơi dưới đất. Người chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và có đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va trời ngươi, tức là Đức Trời kỳ tà. Khi ai ghét ta, ta đến nhân tụ tổ phụ và lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho kẻ yêu mến ta và giữ cái điều răn ta. Bằng cái chiến vân dần chép có 4 đến câu 6 chép rằng: thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Rất là quan trọng ở đây này. Chúa cấm người ta làm bất cứ một cái hình dạng nào giống như ở trên trời hoặc trên thiên đàng. Ta nói với cái động vật cử động có sự sống, hoặc thiên sứ, hoặc chiến binh, hoặc con cá, hoặc con chim, hoặc con vật nào trên đất này, hoặc trên trời, không được quỳ lại trước cái hình tượng đó. Đừng hầu việc chúng nó nữa. Và cái kẻ làm như vậy đó được gọi là ghét Chúa. Và nhân tội tổ phụ ngài đã phạt kẻ đó 3-4 đời để con cháu họ. Nhưng ngài đã ơn đến ngàn đời cho kẻ nào yêu với ngài và vui giữ cái điều răn của ngài. Cái điều quan trọng ở đây, khi một đầy tớ của Chúa, hay nói một người chăn chiên mà gian ác lười biếng, thì cái đầy chiên mà kẻ đó chăn nó sẽ khốn khổ khốn nạn, đói, khát, rách rưới, bẩn thỉu, hôi hám, ghẻ lở, bệnh hoạn. Thuộc linh cũng vậy, thuộc thể cũng vậy. Nhưng nếu mà là người chăn chiên, thương xót bầy chiên, luôn luôn chăm cho chiên, lo cho chiên, thì bầy chiên nó sẽ được no nê và không bị khát, được bảo vệ, ngủ không bị cái con mông sói nó cắn xé, luôn luôn là mập mạp, không bệnh hoạn gì cả. Thì trong thuộc linh cũng vậy, khi mà kẻ không tôn cao lời Chúa, thì cái bầy chiên đó bị rụt sạch. Bởi vì những cái nhà nếu nó rột thì rột từ nắp rột xuống, nếu sự dầu từ trên đầu chảy đến trên râu, trên áo cả đâu thể nào, thì sự rùa xả trên đầu kẻ áp xuống đến tận gấu áo chân của người đó, đến bầy chiên ở dưới đó cũng bị rùa xả. Chúng ta vừa đọc lời Chúa trong Sách Thi Thiên 20 câu 4 câu 6. Từ câu 4 đến câu 6, lời Đức Trời chép rõ về mạng lệnh cấm được người tạo nên các vật, hình tượng của động vật, hình của loài người hoặc hình của thiên sứ, và nó không được phép thở lại, không được quỳ lại, không được hầu việc, không được phục vụ, không được lưu giữ hoặc buôn bán các tờ vật đó. Lời Chúa cũng đã chỉ rõ rằng là người không được phép tạo nên bất kỳ hình dạng nào để làm một biểu tượng, hay là để kỷ niệm, hay để ghi nhớ, hoặc để dâng sự tôn trọng thay cho hình ảnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúa nghiêm cấm cái điều đó, bởi vì không có một tạo vật nào được thấy Đức Chúa Trời cả, kể cả thiên sứ cũng vậy, vì Ngài rất lớn, rất tinh hiển. Chúa đã cấm. Mà cái sự vâng lời là vô cùng quan trọng. Tôi xem Môi-se rất cẩn thận, ông giảng cho dân xem như thế này. Ở trong phục truyền lời ký đoạn 4 câu 15 19 chép này: vậy ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va trời các ngươi từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi tại Hô-rêp. E ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng trạng nào, tạo hình trạng của ta thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của con vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất. Lại, khi người ngước mắt lên trời, thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên đình, người bị quyến dụ quỳ xuống các vì đó, và thờ lại các tinh tú này mà dưới bầu trời Đức Trời các ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng. Kinh Thánh chép rất rõ. Nhưng mà cho đến kỳ cuối cùng này, chính bản thân tôi đã kinh nghiệm được tại Canada, tại Mỹ, tại các nhà các vị mục sư,
đều mang thần tượng gớm viết này vào nhà. Nhưng họ nói là cái đó là luật pháp của Môi-se, tôi không quỳ lại cái hình tượng này. Nhưng Chúa nói trước nhất là không được phép làm nó, tạo lên nó, mua bán nó, hầu việc nó, phục sự nó, chứ nó là quỳ lại đấy. Nhưng người đó là không, cái này là nghệ thuật. À, trông có vẻ đẹp bằng gốm, rất tinh xảo, người nam, người nữ, nhà quê, nhạc sĩ, hình ảnh, đủ thứ có vẻ là nghệ thuật, là khéo léo lắm. Nhưng mà chỗ đó là vật gớm ghiếc, bởi vì Chúa cấm người ta làm, cấm ta mua, cấm người ta phục vụ nó. Người ta mua về trang trí nó làm đẹp cho mình, Chúa ghen tưởng. Nói vậy trong nhà, hình thiên sứ, hình con hiêu, hình con đại bàng, nước gớm ghiếc. Tôi chỉ họ thấy điều đó là sai. Họ bắt đầu thành cái này quá cứng nhắc đi. Cái này là luật pháp của Môi-se ngày xưa thôi. Bây giờ chúng tôi đâu có thờ phượng nó đâu. Đây là nghệ thuật. Tôi nói, quý vị đang giữ lời truyền cầu của loài người và bỏ lời Đức Chúa Trời. Quý vị không có thể cãi với Đức Chúa Trời được rằng đây là nghệ thuật. Chúa đã mang lệnh cấm làm tượng chạm cho mình. Chưa làm tượng nào giống như trên trời các quý vị, hoặc đến đất thân này, hoặc trong đất nước. Đây là, trước hết là, chớ làm, chớ phục vụ, chớ hậu việc. Bỏ tiền ra mua đồ đó, để trong nhà của mình. Thế mình, quý vị đang khoe mình có trí, mà trở thành khoe mình ngu. Quý vị đang khoe là mình có trình độ, có ý thức, có sự khôn ngoan, có mắt kiến thức đời. Mà tự mình khoe rằng mình là kẻ nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Thế nên bằng chứng quý vị nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Bởi lời Chúa hằng còn đến muôn đời. Không có chỗ nào lời Chúa qua đi cả. Rất nhiều lời cho nên là nếu ai có thể hủy phá được giáo hội này thì dân sẽ không còn trông cậy nữa. Nhưng mà không ai có quyền phá hủy được vì mang đến đời đời, vì Ngài là Đức Diều Bà, Đức Trời cả người. Chúa phán rất nhiều lần rồi. Vì các người làm như vậy có vẻ đang chống lại Đức Chúa Trời. Họ cười. Tôi xem rất nhiều nhà ở bên Canada, rất nhiều vị mục sư, nhà nào cũng có điều này. Tôi chỉ rõ cái sai, họ cười. Là tôi vẫn cứ nói. Thần tư sang đó, họ chuẩn bị cho tổ chức cho con trẻ trong một thánh họ tổ chức Halloween. Tại sao các vị ngu vậy? Halloween đó là công việc của ma quỷ. Nó đến từ nước Anh, bắt đầu từ năm 160 Anno Domini cho đến bây giờ. Đó là công việc của ma quỷ. Đến ngày lễ Giáng sinh, quý mặc cái áo màu đỏ, vị mục sư mặc áo màu đỏ, rồi ông già là ông già tuyết hô 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 đi ra. Mà quý đang làm công việc của Satan. Tại sao quý vị có thể ngu như vậy được? Là vì quý vị không có lòng kính sợ Chúa, nên thần của Chúa không ở trong quý vị được, nên ngài không thể thắp ngọn đèn quý vị lên, nên quý vị không biết mình sai. Nó không nguyên do cả. Nếu quả thật quý vị kính sợ Đức Trời, thì thần của Chúa sẽ tỏ quý vị biết cái điều đó là sai hay đúng chứ. Vì quý vị không có lòng kính sợ Chúa. Quý vị làm một thủ tục của tôn giáo, cha truyền còn nói cậy mình là ba bốn đời mục sư, nên chỉ vì cái đó là quý vị kiêu ngạo lên Chúa không ở trong quý vị, nên quý vị biết làm công việc của ma quỷ mà không biết. Tôi sang Michigan 2 năm. Và cảm ơn Chúa tôi tỏ đỡ ra và lần thứ hai tôi sang họ xóa bỏ cái sự sai lầm mình, họ bỏ. Có lẽ khác vẫn cứ tiếp tục làm. Năm 99 tôi xuống dưới Vĩnh Long, mấy ông ở nhà thờ mời tôi đến nhà riêng họ để giảng. Tôi vào cái phòng khách của họ, mời tôi cứ cái ghế chẳng kỳ đó, tôi không ngồi. Tôi bảo ô uế rồi, có đẹp kỳ nữa đây rồi, tôi không ngồi. Tôi giảng xong họ bảo xin mục sư chúc phước cho. Tôi cầu xin Chúa bởi vì tòa xét xử họ, thì họ cầm kinh thánh trong tay, họ không làm theo lời Chúa. Họ rước ối vào nhà mình, thở nó, hầu việc nó, khoe mình, thì Chúa sửa phạt. Tại sao tôi nghe lời họ? Tôi tới Chúa, nhân lên Chúa tôi của trách họ, xin Chúa sửa phạt. Họ bỏ tiền ra mua những vật ô uế để khoe mình. Và chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra cho kẻ từ bỏ lời Đức Chúa Trời. Xem bên thứ nhất đoạn 15 câu 4 đến câu 35 chép. Xem bên nói cùng Sao-lơ rằng Đức Chúa đã sai ta sức dầu cho ngươi lập làm vua dẫn Israel của ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Vậy Sô-lơ nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Tê-la-in, có 200.000 lính bộ và 10.000 người Giu-đa. Sao-lơ đi tới thành Amalek và đặt phục binh trong chúng. Người có nói với dân Kê-lít rằng: cứ nghe rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai-tô, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy dân Kê-lít phân rẽ khỏi dân Amalek. Sao-lơ đánh Amalek từ Havila cho đến Suder, đối ngang Ai-tô.
người bà sông Aga vua của dân Amalek, rồi đưa gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng sau đó bà dân chúng dòng thứ Aga chẳng giết những con tốt hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và vật tốt nhất. Chúng nó chẳng diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không có giá trị. Bây giờ con lời Đức Va phán cùng Sơ-mi như vậy: ta hối hận vì đã lập Sau-lơ làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Sơ-mi buồn rầu kêu cùng Đức Va trọn đêm. Sáng ngày sau, người đi rước Sau-lơ. Có kẻ đến nói cùng Sơ-mi rằng Sau-lơ đã đến cạn bên, dựng cho mình một cái bia tại đó. Đoạn đổi đường đi xuống kinh ngành, Sơ-mi đi đến cùng Sau-lơ. Sau-lơ nói cùng người rằng: nguyện Đức Va ban phước cho ông, tôi đã làm theo lệnh của Đức Va. Sơ-mi hỏi người rằng: vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta cùng tiếng bò rống tai ta nghe kia là làm sao? Sau-lơ đáp rằng: thật sự có dân chúng nó từ nơi người Amalek đến, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò đặng dâng nó làm của lễ cho Đức Giê-hô-va Đức Trời của ông. Vậy còn lại chúng tôi đã diệt hết đi. Sơ-mi nói cùng Sau-lơ rằng: thôi, ta đã tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay. Sau-lơ đáp xin nói: Sơ-mi nói rằng lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở lên đầu trưởng của các chi phái Israel hay sao? Và Đức Va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Và Đức Va đã sai ngươi đi và rằng: hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek, và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng nào đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Va? Cơ sao ngươi xông vào của cướp làm việc ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Sau-lơ đã cùng Sơ-mi rằng: tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Va sai tôi đi làm. Tôi đem Aga vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt đặng dâng cho Đức Va Đức Trời của ông tại nghìn ngành. Sơ-mi nói: Đức Va há đẹp lòng về của lễ thiêu và của lễ thu ân bằng sự vâng theo lời phán của ngài và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ trên đực, sự bằng nghịch cũng đáng bằng tội sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cũng là hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Va nên ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Sau-lơ đáp cùng Sơ-mi rằng: tôi có phạm tội, tôi đã can phạm bằng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi thì tôi sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Sơ-mi nói cùng Sau-lơ rằng: ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi để ngươi không còn làm vua của Israel nữa. Khi Sơ-mi xây lưng đặng đi, Sau-lơ nắm vạt áo tơi người thì áo bèn rách. Sơ-mi nói cùng người: ấy ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Israel khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi xứng đáng hơn ngươi, và lại đấng phụ Israel chẳng nói dối và không ăn năn, vì đấng ấy chẳng phải là người mà ăn năn. Sơ-lơ nói rằng: tôi có tội, song xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão và dân sự của tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng tôi thì tôi sẽ thở lại Giê-hô-va Đức Trời của ông. Vậy Sơ-mi trở lại theo Sau-lơ, và Sau-lơ sắp thở lại Đức Giê-hô-va. Đoàn Sơ-mi nói: hãy dẫn Aga vua Amalek đến ta. Aga đi đến người bộ vui mừng vì tưởng rằng quản điều cái đáng của sự chết đã qua đời. Nhưng Sơ-mi nói cùng người rằng: hễ gươm ngươi đã làm cho đàn bà không có con thể nào thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thể ấy. Sơ-mi bèn giết Aga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Gilgal. Đoàn Sơ-mi đi về Rama, còn Sau-lơ trở về nhà mình tại Gibea của Sau-lơ. Sơ-mi chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày bình thác, vì người buồn bực về việc Sau-lơ. Còn Đức Va An Nan đã lập Sau-lơ làm vua của Israel. Lời Chúa cho ta rất rõ: Đức Giê-hô-va yêu thương được người chúng ta. Trước khi ta sẽ cho nó này, Ngài tạo nên người chúng ta, quyết định của Ngài để chúng ta được kế tục Ngài. Chúng ta biết lời của Chúa có chết, hội thánh Nehemi được nghe kế điều này, nhà thờ không được nghe. Tôi chưa bao giờ thấy mục sư nói cái điều này. Nên chúng ta phải biết rằng Chúa đã đứng hoàn hảo, hơi thở của Chúa là hoàn hảo. Chúng ta bị bán cho tội lỗi, lên Chúa hoàn hảo đã bị ngăn trở ở trong tâm linh này, không truyền ra xa kỳ. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được trở nên hoàn hảo nếu ta chọn sự hoàn hảo đó là điều Chúa định cho chúng ta. Và chúng ta sẽ được hoàn hảo nếu chúng ta lấy lời Chúa vào trong mình, chúng ta yêu thích điều đó, chúng ta khao khát được trọn vẹn, và chúng ta bắt đầu tập tẩy cai trị xác thịt mình, thì chúng ta sẽ nhận được lại sự hoàn hảo đó cho chính. Không phải là công việc của chúng ta, không phải của tế lễ chúng ta dâng, mà cái chính là chính lời của Chúa có quyền phép đó, mà chúng ta phải biết điều đó là có thật
Vàng ở trong chúng ta rồi, vì bây giờ chúng ta phải tiếp nhận lời đó cho mình, lời khen đó, ai muốn điều đó, và loại bỏ sự bất hảo của sắp định đi, thì chúng ta sẽ được phục hồi lại. Nó ở trong chúng ta rồi, không phải tin đâu xa cả, ở trong chúng ta rồi. Cũng giống như là ở trong đất này có vàng, khi biết chúng nó có vàng, vì chúng ta là phải làm gì? Đào nó đi. Bởi tất cả các rác bỏ đi, vàng sẽ lộ ra. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, tâm linh ta làm trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Nó có khả năng hoàn hảo trước mặt Chúa, bởi vì sự yêu đuối của xác thì nó hạ bên nó. Và bây giờ chúng ta phải loại bỏ sự đuối xác thì đi, thông qua việc bắt nó phải phục luật pháp Chúa. Chúng ta tập chúng ta hàng ngày, chúng ta tập chúng ta hàng ngày. Con nên nhớ rằng cái tai nạn của con á là do chính cho con quyết định, nó có ở trong con rồi, nó sẽ bị hãm ép bởi sự cứng lòng của con. Nếu con cãi lại cha mẹ, con cãi lại người dạy con cãi lại những người mà hướng dẫn con không vâng phục cái quyền cái chỉ trên mình, thì cái tai nạn bị hãm ép lại. Nên nhớ rằng muôn vật đều do Chúa dựng nên, Ngài dùng muôn vật đó để đối diện tất cả người chúng ta, để sang sấy, để thử luyện, để gian tập, để dạy dỗ chúng ta. Chúa phải tin tất cả người đó và chúng phải tôn trọng tất cả mọi người chung quanh chúng ta, tôn trọng các việc đó, ngay cả cái kẻ ác như là Ba La. Nhưng mà Chúa dùng nó đó để tiên tri ứng nghiệm cho lời cho Chúa. Vậy chúng ta không khi dễ bất cứ điều gì cả, phải tập tiếp thu những cái kiến thức của tất cả mọi người chung quanh chúng ta, cái điều chúng ta giữ lấy, điều ai chúng ta nhận biết và lại bỏ đi, cảnh giác thì không bị nữa. Chúng phải tôn trọng mọi sự Chúa đem đến cho chúng ta hàng ngày, ta nghe được, tiếp nhận được, nhìn thấy được và biết cảm tạ Chúa nữa, để trao dồi cho mình cái gì về quý nhất cho mình, cái gì không tốt bỏ đi. Chúng phải nhạy bén nữa, tận dụng thì giờ cuộc đời sống trên đất này để cho mọi người bên trong mình được trao dồi, chưa biết được cái gì. Đừng chưa xác định mình, thì thực chất là chờ bắt một chút, ngủ một chút, thử sự nghèo khó đến như kẻ trộm. Nói về sự giàu có của cái vật chất là sự kiến thức, tri thức của mình sẽ bị kéo đi. Đó là tại sao mà ông quỷ muốn người ta ngủ. Thế gì mình đánh giá, nghiêm cấm người ta, cảnh cáo người ta thì được khiến người ta vào đó để đi. Lên đi bị tận dụng thì giờ. Vì chúng ta có tiếp thu được hay không mà do Đức Chúa Trời. Nếu ta khinh dễ điều gì, ta nhận được điều đó. Bởi đứa con phải tỉnh thức, phải khôn ngoan để biết cái gì quý nhất. Nếu con kính nhận Chúa mình Chúa, thì chính Chúa khiến con tiếp thu kiến thức của đời này có lợi cho chúng ta rất nhanh. Có được không? Dù con có mất thời gian học bao nhiêu nữa, con không nhận được kiến thức đó. Bởi vì tất cả mọi thứ đều đến từ Đức Chúa Trời, Ngài công bình. Rất nhiều người mang danh là người hiệu về Chúa ở khắp mọi nơi trên đất này, đem các vật mà Đức Vatican cấm tuyển dân Ngài không được làm, không được thờ lạy, không được hầu việc các bạn đấy, và trong nhà của mình. Dù họ được cảnh cáo về các vật ô uế đó, họ vẫn từ bỏ, không tiếp thu lời Chúa. Tôi tạ Đức Trời, tôi không thỏa hiệp với họ. Chúng ta phải hiểu Chúa đào tạo chúng ta. Chúng ta phải trung thành với lời Đức Chúa Trời. Ngài chọn chúng ta để làm tôi tớ Ngài. Nên nhớ, cao nhất là Đức Chúa Trời. Thứ hai là con một của Đức Chúa Trời. Thứ ba là các tôi tớ của Ngài. Rồi đến dân kính sợ Ngài. Không có vua nào dưới đất này cao hơn những cái bậc nhỏ nhất trong nước Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta chọn cái gì? Ngày hôm nay liên quan đến cái thái độ chúng ta trong cái bài này. Nếu sự công bình chúng ta không cho sự công bình của người Pharisee, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện vào nước Đức Chúa Trời. Chúng ta xem Chúa Giêsu đã phán gì về các mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời đã phán dạy Môsê và dân chúng phải tuân theo, có ý nghĩa gì với đức chức vụ của Ngài? Luca đã 24 câu 36 đến 53 chép như này. Môn đồ đang nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng bình an các ngươi. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rùng rời tưởng thấy thần. Ngài phán rằng sao các ngươi bối rối và sao cho lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta, phải xem thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân cho họ xem. Nhưng vì môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và đến làm lạ, thì Ngài phán rằng ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nước. Ngài nhận lấy và ăn trước mặt môn đồ. Đoạn Ngài phán rằng ấy đó là điều mà khi ta còn ở với ngươi, ta bảo các ngươi rằng một sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các tiên thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Ngài phán có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi điều đó, ta đây sẽ ban cho ngươi điều tra ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được bằng lấy quyền phép từ trên cao. Khi đó Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đã khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.
môn đồ thờ lạy Ngài được trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán cái tên làm chứng về Ngài. Trong các sách của Môi-se cũng làm chứng về Ngài. Trong các sách tiên tri, các thi thiên đều làm chứng về Ngài và phải được ứng nghiệm. Sự cố đối là người chưa kết thúc, có rất nhiều được sinh ra nữa. Và ngay cả khi họ thấy được cất về thiên đàng rồi, Chúa sẽ đến thế gian này để trừng phạt kẻ chống địch lại Ngài và xiềng Sa-tăng lại và cho đất này 1000 năm bình an nữa. Kinh Thánh vẫn còn. Vì Đức Giê-hô-va phán rằng, thế đất còn thì mùa gieo giống, mùa gặt hái, mùa nóng, mùa lạnh, mùa hè và mùa đông không bao giờ tuyệt diệt. Sự cứu rỗi vẫn còn thì luật pháp vẫn còn để dân họ đến với sự cứu chuộc. Xong là bình an rồi, Chúa thả Sa-tăng ra để sang sẻ thử thách người ta một lần nữa. Bây giờ sự cùng mới đến cơ mà. Bất cứ kẻ nào bây giờ dạy người ta là luật pháp khoa đi rồi, bây giờ thực hiện đi rồi, kẻ đó là kẻ chống mình lại đứng đi, nó sẽ chết. Bởi nó cho sự chết. Bởi chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy điều đó in trong Kinh Thánh mà thôi. Còn kẻ có mắt mà không nhìn thấy, nó là mù thuộc linh thì nó không thấy con đường sự sống lại, sự sống đời, nó sẽ chết. Chúa Giêsu đã cảnh cáo về thời kỳ sau đó này. Rất nhiều người mang danh người tin Chúa, thậm chí là tôi tin Chúa, sẽ bị những tiên tri giả, những giáo sư giả làm cho bị thoái hóa, mất đức tin và trở thành kẻ vô tín khi họ theo lời truyền khẩu của người và bỏ lời của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ 24 câu 1 đến câu 4 chép: khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ đang đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật tôi nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trước một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: xin Chúa phán cho tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ vì sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Cơ sẽ nghe nói về rằng và tin đồn về rằng, hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi cũng có nhiều kẻ xe xa và chưa cam dỗ phản định nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tin tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, là vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền trí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức của Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Những kẻ giảng Chúa Giêsu là Đấng Christ, nhưng nó là tin tri giả, nó là giáo sư giả. Ngày đó thì ai? Ngày đó người mang danh là mục sư, không phải do Ngài chỉ định, không phải Ngài dạy dỗ mà Ngài thiết lập. Chính cái bọn đó từ vào các trường của họ để trả tiền, để học những cái trường đó, để lấy được cái tấm giấy do những cái tổ chức đó tặng cho, cấp cho, chứng chỉ cho. Rồi làm mục sư không phải bởi Chúa Giêsu chỉ định, không có thần nào của Chúa ở trên cái kẻ đó cả. Bọn nó cũng giảng Chúa Giêsu là Đấng Christ, nó không mạo danh. Nhưng mà nó mạo danh là tôi tới Chúa, nhưng nó không phải là tôi tới Chúa. Nó làm tôi tới cho cái ý muốn của Satan mình. Satan nó bị ma quỷ nó cầm buộc. Ma quỷ mạo danh là thiên sứ sáng láng mà. Nó nhảy vào lòng người ta, kêu người ta vào trong trường thần đạo để làm mục sư. Thì tôi mới trở lại, cũng bị mấy vị mục sư nhà thờ xui tôi vào trong trường thần đạo. Tôi nghe có lý, tôi vẻ kính cho Chúa lắm. Vào được một khóa 3 tháng, Chúa bảo tôi ra ngay là tôi chưa chỉ cho tôi thấy cái sự sai lầm của họ. Tôi ăn năn, tôi ra ngay. Cũng nói Jesus là Đấng Christ. Đến đó thôi, nhưng không giảng cho người ta hãy làm theo mọi điều mà Chúa Giêsu đã phán dạy. Nó không chấp nhận điều Chúa Giêsu phán dạy. Nó dạy theo cách của nó, theo tổ chức của nó. Nhưng mà có một điều quan trọng ở đây. Chúa nói, nhưng cái nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Trời sẽ được giải ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ cuối cùng sẽ đến. Nhà thờ nói thế chứ, khi nào tin lành sẽ giải ra khắp đất, dừng lại đi. Không nói tin lành mà tin lành của nước Đức Chúa Trời. Các ông không có tin lành của Đức Chúa Trời. Các ông chưa hề có tin lành. Các ông đang ở trong tin dữ đó. Các ông đã bị phán xét. Đã bị phán xét. Căn cứ theo lời Chúa phán xét. Những kẻ không làm theo lời Chúa đã bị đoán xét rồi. Chúa dùng phán với Nicodem điều này. Đã bị đoán xét rồi. Nó đang sống đó. Nhưng mà danh sách của cái kẻ đó đã được ghi vào sổ phán xét rồi. Nó đang sống đó nhưng mà cuối cùng sẽ bị. Tin lành
về nước Đức Trời. Có điều tên này nước Trời là gì không con? Tên này bình an, nghe có vẻ là cho xác thịt, nhưng không phải. Vì xác thịt này nó tốt không tốt, nó phải trở về của đất. Ngay cả khi hội thánh cấp về thiên đàng thì không có xác thịt lên trên trời, không có. Nó phải ở trên của đất. Mà tên này bình an là cho tâm linh. Ngay cái bài giảng này không phải cho xác thịt, dù xác thịt được nghe, nhưng không phải là cho xác thịt mà cho tâm linh. Vì thế thì xác thịt là cái nhà tạm cho người bề trong ở trong đó. Thế này này là cho người bề trong. Nếu có người con ngủ, con người bề trong không nghe được, vì nó đóng mất rồi. Cái bộ tăng âm ấy đóng mất rồi, nên là không nghe được. Để trong khi ta còn nghe được lời Chúa hay lo sợ. Khi Thánh nói về tâm linh này. Lần trước, tôi giảng, con có biết không? Khi con nhìn vào cái gương để trên tường đó, thì cái gương nó dành cho xác thịt con hay dành cho tâm linh con? Con trả lời, hả? Sai. Nếu con nhắm mắt lại con nhìn thấy gương không? Không. Thì khi con mở mắt ra như vậy, thì cái gì chỉ cho con thấy cả là con cao hay con thấp? Chứ khôn. Chứ con nói gì đâu, không phải xác thịt. Không phải trong. Đức Trời không hề đặt tên cho xác thịt. Xác thịt đặt tên cho xác thịt. Kinh Thánh chép, cái gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt. Cái gì sinh ra bởi tâm linh là thần. Nên Chúa bảo, nếu con đem cái gì phải sanh lại. Mới thấy được Đức Chúa Trời, ta mới hiểu được. Bây giờ con nhìn vào Kinh Thánh, con thấy Đức Chúa Trời không? Không. Con nhìn thấy Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Bởi vì tâm linh con chưa được hưởng nó. Giờ Kinh Thánh này con đặt nhưng mà không phải dành cho con, mà dành người bề trong. Khi con nhìn vào gương, chính con người bề trong mình thấy là cái nhà của mình. Cái nhà tạm này nó méo mó, nó cao, nó thấp, cái gì, nó gồi gò. Con người bề trong nó nói không phải xác thịt. Con mở mắt ra, ngay cả người bị bệnh nó mở ra thành cái gì cả, tâm thần rồi. Nhưng con người bề trong, nó là của nó. Bất cứ điều gì chúng ta ngày hôm nay đang sống để cho người bề trong, nhưng mà ta không để ý. Và ma quỷ nó khiến cho ta không hiểu rằng có người bề trong đã bị cầm buộc. Thì khi ta được sống lại tâm linh mình, cho biết tất cả mọi sự chúng ta nhìn thấy đây, nó liên quan đến chúng ta. Đúng chưa? Từ cái xe không chạy được, được chế ra để con người sử dụng nó. Cụ thể như vậy, thế thì xác thịt này được Chúa dựng nên không phải để cho nó, mà có người bề trong. Thì khi Đức Chúa phán với Cain, Ngài phán với tâm linh của Cain, tối nữa cái thèm lắm, đợi người cho cửa kia, nhưng mà người phải quản trị nó. Ngài cũng phán với xác thịt, Ngài phán với lại tâm linh của Cain, phải quản trị xác thịt này vì ma quỷ đang bẫy xác thịt đó phạm tội. Khi xác thịt phạm tội thì nó bắt được tâm linh. Vì sao? Nói ví dụ, khi một công trình đang xây dựng, nó bị đổ. Người ta phạt ai? Phạt của nhà? Không, phạt cái người chủ xây dựng. Đúng không? Cái nhà nó không tự xây lên được, con người xây lên nó. Nó đổ, thì người xây dựng phải chịu trách nhiệm. Cũng có thể như vậy. Thế thì xác người ta phạm tội, thì người bị trong bị phạt. Vì nó không có gì xác thịt mình. Con hiểu điều này chưa nào? Xác thịt đang sống được, nhưng mà ai cả gì xác thịt? Con người bị trong. Dù có tốt không tốt, thì Đức Trời vẫn phán xét tâm linh của người đó. Ngài không phán xét thân, xác thịt. Sự phán xét đầu tiên Chúa phán với lại người là gì? Chúa phán với Adam, vì ngươi đã nghe theo lời vợ mình ăn thịt cấm, đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Chúa phán với tâm linh của Adam, vì ngươi không quản trị xác thịt, mà ngươi hỏa hiệp với xác thịt, lên xác thịt bị rủa xả, còn ngươi thì bất quyền. Ngài không phán về xác thịt, Ngài phán với con người bề trong. Vì Chúa tạo nên người bề trong, xác thịt thần chủ lên đất nặng lên làm hình người để cho người ta cai trị. Nó không có quyền cai trị. Con phải tỉnh thức để cai trị xác thịt mình. Con hiểu chưa nào? Con hiểu chưa? Sự khôn ngoan đến từ con người bề trong. Nếu ta kính nhờ Chúa hãy ban cho sự khôn ngoan, sự khôn ngoan là được vượt trội. Con đọc sách Daniel đi. Các bàn của Daniel và Daniel được khôn hơn tất cả mọi cơ quan ở trong triều đình của Nebuchadnezzar. Vì sao? Họ kính sợ Chúa. Nên Chúa khiến họ được khôn ngoan hơn tất cả các quần thần của Nebuchadnezzar. Con hiểu chưa nào? Nếu ta phải kính sợ Chúa thì mọi việc chúng ta làm cũng giống như thế, nhưng mà chúng ta làm sự khôn ngoan và chúng ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta phải tôn trọng lời của Đức Chúa Trời. Nhưng người đi ra khỏi nơi này, họ trở thành kẻ ngu. Họ nghe được cách của xác thịt, và bây giờ họ nghe được Chúa không vào trong họ được, bởi vì họ không kính sợ Chúa hơn mình Chúa. Họ từng đi theo Chúa như vậy, Chúa ban phước cho xác thịt họ, cái đó sai rồi. Rất nhiều người tin Chúa đã không nhận biết ý nghĩa của danh Giêsu. Khi Ngài phán với Nicodem, một giáo sư thuộc về dòng người Pharisee như thế này: vì Đức Chúa yêu thương thế gian, Đức Chúa đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời. Và Đức Chúa đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng ở trên thế gian mà người ta ưa sự tâm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phạm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình
phải bị trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng hầu cha các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm cho Đức Chúa Trời. Sang đoạn 3 câu 6 đến câu 21. Sáu câu này có một câu duy nhất là vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Quan trọng nhất là phải tin vào quyền phép của lời không bao giờ thay đổi của Đức Chúa Trời. Nhưng người ta chỉ Chúa Giêsu là số 1, nói những người khôn mà không khôn. Vì Chúa Giêsu là linh, Ngài Đức Chúa Trời là một. Vì sự đức của Ngài của chúng ta nên Ngài phải hiện lên trong thân thể xác thịt này để dạy người ta biết tôn trọng lời Chúa đã ban cho chúng ta. Cả cuộc đời của Chúa trong xác thịt này chỉ là một việc duy nhất thôi, là Ngài là một bằng chứng rằng lời của Chúa là quyền năng vô đối. Lời của Chúa khiến kẻ chết sống lại. Lời của Chúa khiến người ta được vững vàng không chết nữa và khiến người ta được sống đời đời. Lời của Chúa có giá trị như vậy. Cả cuộc đời của Chúa trên đất này chỉ là một cái việc duy nhất thôi. Chúng ta cũng vậy, nhiệm vụ của tôi với Chúa trên đây làm chứng về lời của Đức Trời, không phải là nói như con vẹt, lời Chúa nói sao tôi nói như vậy, không phải, mà phải sống theo lời này. Như Chúa Xuân, như chính ta đã vâng giữ cái điều răn của cha ta và cứ ở cho sự yêu thương Ngài. Chúng ta phải nhìn vào Chúa xem những gì Chúa làm chứng đó đúng không? Nhìn vào Chúa Xuân, Ngài đến thế gian này, Ngài tin Cha đứng toàn năng, Ngài trị mọi sự. Ngài bằng lòng sinh ra trong thể xác thịt. Ngài biết rằng khi ra trong thân thể nhỏ bé như vậy, ma quỷ có biết nó có thể giết được Ngài thì Ngài không sợ. Ngài không tự bảo vệ mình được, chuồng chiên mắng tỏ. Ngài không tự bảo vệ mình được nhưng Ngài vẫn yên chí phó thác mọi sự trong tay Cha. Ngài chấp nhận mạo hiểm, nhưng không phải mạo hiểm vì Ngài biết Đức Cha đứng toàn năng và Ngài đứng công bình. Ngài có trị mọi sự, Ngài biết mọi sự. Điều như chúng ta ở trong thế gian này, chúng ta sẽ được bảo vệ tuyệt đối với điều kiện là tin hoàn toàn đến Đức Cha, phó thác trong tay Đức Cha, không phải mặc kệ mà là tôi cứ làm việc tôi làm, còn phần lại là Cha bảo vệ tôi. Việc tôi làm gì, điều gì Cha đã bảo tôi làm theo như vậy, không cãi lại, tôi vâng lời tôi làm theo, thì dù thế gian gớm biết thế nào mình vẫn được bảo vệ. Tin hoàn toàn vào lời Chúa và làm theo lời, không để cho ma quỷ có một cái quyền hợp pháp nào để bắt mình, cho một mình kiện cáo mình hay được cả một mình. Và Chúa Giêsu đã làm gương mẫu này. Ngài sinh ra trong một gia đình không có quyền lực nào để bảo vệ mình. Mary và Joseph cũng phải vào Ai Cập để lãnh nạn, rồi trở về không ở trong Bethlehem mà lại ở Nazareth. Cho nên khi Ngài chịu bắp tên tại sông Giô-đanh, rồi được sức dầu, Ngài chịu thử thách. Bị người ta vu cáo biết rằng mình sẽ phải đến thời gian phải chết trên đó, nhưng mà Ngài không bao giờ sợ, Ngài chết luôn. Ngài tin hoàn toàn với Đức Cha đứng cầm quyền sự sống chết trong tay mình, Ngài không mạo hiểm. Ngài bước đi trong sự tin quyết. Nếu không có lòng tin quyết không thể hầu việc Chúa được. Ngài làm trên cá 19 năm gãy sống, dám công bố và đứng dậy bước đi không? Ngài mù từ 5 năm tuổi, bị 23 tuổi đến 18 năm bị mù, bị điếc. Trong tích tắc chưa đầy một phút đồng hồ, đặt tay, tai thông đặt mở lại. Mình phải tin hoàn toàn vào lời Chúa chứ. Có người bên trong mình phải tin và làm theo lời Chúa. Chính là nó phục hồi lại quyền của Chúa trong mình, ân điển ở thế mà điển. Khi mình được phục hồi lại những cái gì mà mình đã bị mất bởi tôi đã quá đáng, mình được phục hồi lại. Có phải tin về điều này. Chúa Giêsu đấy là mẫu mực cho chúng ta về sự sống lại của con người. Tất cả người nào tin Chúa làm theo lời Chúa sẽ được sống lại như Ngài. Chúa đã đến lại chúng ta rồi. Phải tin đến danh con một, uy quyền, bổn tánh, sự tôn trọng của lời Đức Chúa Trời. Bất cứ lời nào trong lời Chúa tôi không bỏ qua, một chấm một em tôi không bỏ qua. Tôi đánh trận đến tất cả kẻ nào trỗi dậy chống lại lời Chúa, tôi đánh trận đến cùng. Tôi không sợ kẻ đó, vì tôi biết Chúa sai tôi lên làm cái việc này. Lời Chúa phải được công bố qua mối miệng của chúng ta. Đó là bằng chứng tôi tin Chúa là đứng toàn năng. Ngài các chị muốn bắt bằng lời của Ngài, và Ngài tạo nên tôi để kế từ Ngài, tôi sao phải sợ. Mình phải tin, xây chút bình nhìn qua chúng ta. Đừng đúc bóng bình nhìn của Chúa. Và chúng ta vào trong Ngài. Vì Chúa Giêsu đến để đưa chúng ta vào trong Đức Chúa Trời. Chúng ta thông qua Chúa được làm hoàng hòa lại với Đức Chúa Trời. Chúa được kế tự lời của ông trời. Con nhìn thấy là kế tự ông con. Vì con chưa làm được tiền. Nếu được tiền chồng tôi có là con thèm lắm, còn ra một phần. Nhưng mà con phải có tiền, con sở hữu cái bánh đó đúng không nào? Con sở hữu được cái bánh đó, cái trái cái đó, thế là con sở hữu được cái chất ở trong bánh đó, cái dinh dưỡng ở trong cái trái cái đó đúng không con? Mình phải có quyền chứ, tức là mình phải có chủ quyền để mua nó, được không nào? Lời Chúa cũng vậy. Nếu con không kính sợ Ngài, con có thể nghe được lời, con biết đó là hay, nhưng con không sở hữu được. Nếu con dùng lời đã được nghe đó, con nói ra, thì con không đủ thẩm quyền để bảo vệ chính mình, Satan đánh chống lại con, và con bị thiệt hại.
Nên chúng ta phải được làm con kế tự lời Chúa. Rất là quyền hợp pháp sử dụng lời của cha chúng ta. Thì bây giờ quyền phép lời Chúa và cha chúng ta phục hồi lại cái gì chúng ta đã bị mất. Đó điều Chúa muốn chúng ta tin vào dành uy quyền bổn tánh xuống tới trong của lời Đức Trời. Một chấm một nét cũng vậy thôi. Ngày nay chúng ta phải biết là học ăn, học uống, phải học hết. Ăn làm sao cho có khỏe, phải học để biết là thực phẩm làm ích gì cho chúng ta khi khỏe, khi yếu, khi cảm, khi nhiệt, ăn đồ dùng nào cho nó bảo vệ sức khỏe của mình. Thì lời Chúa cũng vậy, chúng ta phải học để sở hữu được lời Chúa mang lại dinh dưỡng thuộc linh để khiến tâm linh chúng ta được phục hồi lại là quyền làm con kế tự lời Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã phán rõ rằng là người ta bị phán xét vì không tin đến danh còn một Đức Chúa Trời. Rất nhiều người mang danh là người giảng tin lành nhưng lại không hiểu ý nghĩa của danh Giêsu. Và tại sao Chúa muốn người ta tin vào danh Ngài và lấy danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài mà thành chức vụ, và ai được người hợp pháp nhân danh Chúa để làm chức vụ này? Thì ta không biết, họ cứ tưởng nó là như vậy là Chúa làm ơn họ rồi, nhưng là Chúa phải cảm ơn họ vì họ đã giao giảng lời Chúa. Kể cả một vài vị mục sư đứng đó mà đứng nói tiên tri không bằng một câu Chúa phán từ trên trời xuống. Từ trên thì các phán xuống là cả triệu người tin ngay lập tức, hơn là một vạn mục sư đứng giảng cả ngày chúng ta không chi. Mà Chúa cho người ta nhân danh Ngài để làm gì? Để bày tỏ quyền cai trị của Chúa, Ngài cai trị công bình. Người tin Chúa phải biết rằng Đức Chúa Jesus Christ là con kế tự Đức Trời và Ngài với Đức Trời là một. Vì là người phế bỏ luật pháp Đức Trời, là phế bỏ con đường mà Đức Trời đã ban cho người để cứu chuộc người, nên Đức Trời đã quyết định dùng chính lời của Ngài, được gọi là cánh tay của Ngài, đến thế gian này để bày tỏ cho người biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời đứng tạo nên là người, yêu thương là người, và Ngài tạo nên người có mục đích để người được kế từ Ngài, được sống lời với Ngài, và để người có được phục hồi được quyền đó. Thì Chúa đã ban luật pháp không được thay đổi đó cho loài người. Luật pháp đó là con đường dẫn ta đến sự cứu chuộc. Đừng nghe theo cái lời mới tiên tri giả mang cái thầy tế lễ mà không kính sợ Chúa. Đừng nghe con đó, hãy tin cậy hoàn toàn được Chúa, làm theo lời Chúa này. Chính quyền phép ở trong lời của Ngài, không phải chức vụ con người đó, mà trong lời của Đức Chúa Trời. Chúa xuống đến để giải bày Đức Chúa Cha cho chúng ta thông qua các môn đồ tiên ở cùng với Chúa kinh nghiệm được quyền phép của đời Chúa Trời giảng ra đó. Họ kinh nghiệm được chính họ đó. Mà chúng ta thấy điều quan trọng như thế này, các môn đồ đi theo Chúa họ không để ý. Chính bởi cớ đó nên Chúa phải đi tìm họ. Khi ngày sống lại rồi họ bỏ Chúa, sợ hãi trốn chạy. Chúa đi tìm họ lại, Chúa hà hơi trên họ, mở trí họ. Bây giờ họ mới hiểu kinh thánh. Điều đó có nghĩa là không phải ở cạnh Chúa mà có thể hiểu được đâu. Cái chính là cái thái độ chúng ta nhìn nhận Chúa. Chúng ta thuộc kinh thánh là được. Như cái căn bản không phải là thuộc kinh thánh mà là hiểu kinh thánh, sở hữu được kinh thánh. Không phải là những người sở hữu cái kho thóc đó là giàu có đâu. Nếu là không có quyền hưởng kho đó, chỉ giữ thôi, người ta vẫn đói. Cho nên khi người đó đã có quyền sử dụng toàn bộ cái kho đó. Cái quan trọng là được quyền sở hữu cái kho đó. Không phải là người ta có quyền chủ cái quyền kinh thánh này, sao thì đâu. Mà cái chính là được sở hữu những gì đã chép trong kinh thánh đó. Cái quan trọng là sở hữu nó, hiểu đó, nó vào trong mình, bây giờ nó có tác dụng. Chúng ta phải biết Chúa Giêsu đến để làm mẫu mực cho chúng ta. Ngài làm xong rồi, bây giờ Ngài trở về thiên đàng. Nhưng mà tất cả mọi sự đã chép về Ngài đó vẫn còn chép theo cái thánh này. Và chúng ta phải tôn trọng cái điều đó. Mà dù được chép thật, nhưng phải tất cả mọi người đọc thuộc mà hiểu được đâu. Chúng ta phải có sự công bình đối với lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn vào cuốn thánh đó, chúng ta phải đọc nó. Và Chúa nhìn xem cái thái độ chúng ta khi đọc lời Chúa với động cơ gì. Lý do nào chúng ta đọc lời Chúa? Chúng ta đọc với động cơ như thế nào? Để làm gì? Tìm kiếm cái gì trong đó? Có tin hay không tin? Chúa nhìn vào đó hết, nhìn vào lòng chúng ta để cho ta, để Chúa xem ta cái thái độ chúng ta như thế nào. Chúa đánh giá. Bài chúng ta học hôm nay là chúng ta đối diện với cái điều chúng ta bấy lâu nay chúng ta thờ ơ không để ý nó, mặc dù có chết. Trước khi đem con một của Ngài được gọi là cánh tay Ngài vào thế gian này để cứu chuộc người, qua tiên tri Isaiah mà Dưới Mặt Trời đã công bố như thế này: này, tay Đức Chúa chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tay Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian nan các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất bằng Ngài khỏi các ngươi, đến nơi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi đã nói dối, lưỡi các ngươi làm bầm sự xấu xa. Trong ngươi chẳng quay lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng quay lấy điều chân thật mà đối lại, hết thảy đều cậy sự không, nói lời dối trá, cu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ trứng hổ mang và dệt màng nhện, anh ăn những trứng nó sẽ chết, và nếu một cái trứng rập ra sẽ nở thành rắn lục.
nhưng mà họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra. Công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn, chân họ chạy đến điều ác, nôn nã đàm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tưởng gian tà, sự tàn hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh queo, đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Vậy nên sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm đây này, trông mong sự sáng láng mà đi trong u ám. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt, đúng chưa mà vấp chân như chàng vàng, dưới những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta cứ rên siết như con gấu và rầm rì như chim bồ câu, trong sự công bình mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi mà nó cách xa. Phải, sự phạt phép chúng tôi đã thêm nhiều trước mặt Ngài. Tội lỗi chúng tôi làm chức nghịch cùng chúng tôi. Vì sự phạt phép chúng tôi ở cùng chúng tôi và chúng tôi biết sự gian ác mình. Chúng tôi đã bàn nghịch, chối Đức Giê-va và trở lòng chẳng theo Đức Trời mình. Chúng tôi nói sự bạo ngược và phản loạn, cứ mang những điều giả dối trong lòng và nói ra. Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa, vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố. Sự nghĩa thẳng chẳng được vào, lẽ thật đã không còn. Ai lấy điều giữ thà phải bị cướp bắt. Đức Giê-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, thấy không có người chẳng ai cầu thay thì lấy làm lạ lùng. Ngài phải dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. Ngài mặc sự công bình làm giáp, đổi sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo mà vận, lấy sự xuất sắc làm áo tơi mà trò mình. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm, sự thành nộ cho kẻ đối địch Ngài, sự vô án cho kẻ thù địch. Ngài sẽ báo trả các cổ lao. Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-va từ phương Tây và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên. Khi kẻ thù địch kéo đến như một cơn lũ, thần của Đức Giê-va sẽ tôn cao một tiêu chuẩn trông lại hắn. Đứng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-va phán vậy. Đức Giê-va phán về phần ta, này là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đặt nơi miệng ngươi sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi từ bây giờ cho đến đời đời. Đức Giê-va phán vậy. Kinh 59 câu 1 đến câu 21. Đức Giê-va phán về phần ta, này là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi và miệng dòng dõi của dòng ngươi từ bây giờ cho đến đời đời. Đi vào phán vậy. Chúa nói về chức vụ của Chúa Giêsu con một ngày gọi là cánh tay Ngài đến thế gian này, và cái lời đó thông qua Chúa Giêsu đến dòng dõi của dòng dõi của dòng dõi của Chúa Giêsu cho đến đời đời. Kinh Thánh chép rõ như vậy, và lời Chúa là luật pháp, là giao ước. Ngài đã cậy các tôi tới Chúa là cái đấng tiên tri phán dạy dần dần. Lời Chúa là luật pháp, là giao ước, không bao giờ qua đi. Chúa phán cho dân, ta là Giê-va trời của các ngươi. Chúa nhớ lại rằng của Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, là Ngài hằng còn đến muôn đời. Ngài không phải như loài người mà phải ăn năn phải hối cải. Nhưng ngày hôm nay người ta sẵn sớm nói cứ như thật là điều chi được việc không làm được, Chúa làm được rồi. Ngài làm thay rồi, vì luật pháp khó quá. Ngài thương loài người nên Ngài cho có một ngày đến chịu thay cho người ta rồi. Bây giờ thì chúng ta cứ làm thờ phượng Chúa rồi, ở trong ngôi điện của Chúa nên đến thờ phượng Chúa yêu thương rồi, Chúa đến chúng ta về thế nào? Nói như thật không phải thật. Ngay cả khi dân Sen bỏ giao ước của Đức Giê-va, không giữ và không tuân theo các mệnh lệnh trong luật pháp của Ngài, thì cũng không phải vì thế mà Đức Giê-va từ bỏ luật pháp của Ngài. Vì luật pháp mà Giê-va trời đã ban cho dân Sen đó là sự công bình của Đức Trời, nó là bổn tánh của Ngài, không thể bỏ được, không thể bỏ được. Trong thời kỳ sau đó này, những kẻ vô tín trong thế gian này đã xuyên tạc lời Chúa rằng Ngài đã lập một giao ước mới với loài người. Và trong giữa bước đói, người ta không phải làm theo luật pháp nữa, vì là người sắt yếu đuối và bất toàn, không thể làm theo luật pháp đó được, nên Đức Giê-va đã dùng con một ngày làm chọn trò trên thập tự giá đời. Và sự cứu rỗi chỉ cần người ta tin đến danh con một Đức Trời là được cứu rỗi. Ai cũng cầu xin Chúa là được cứu, quỳ gối cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu là được cứu, đã được ban cho Thánh Linh rồi, được làm bạn với Chúa Giêsu rồi. Thì tôi nói, chỉ có người mù mới không nhìn thấy chữ đã in trên quyển thánh mà thôi. Còn kẻ biết bắt mình sáng mà nói như người mù thì chắc kẻ đó không bao giờ thấy con đường của sự cứu chuộc. Lời Chúa chép rõ về điều Đức Giê-va sẽ làm cho giới ước mới của Ngài, đó là Giê-rê-mi đoạn 31 câu 31 và sau chép: Đức Giê-va phán, này những ngày đến
bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giuđa. Dâu này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ai-cập, tức là giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Chúa Trời phán vậy. Đức Chúa Trời phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó sẽ ai đấy sẽ chẳng dạy kẻ lớn cận mình hay là anh em mình mà rằng hãy nhận biết Đức Chúa Trời, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ tha sự dân ác chúng nó, chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đức Chúa Trời là đấng đã ban mặt trời làm sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên đến nỗi sóng nó gầm thét. Đức Chúa Trời vạn quân là danh của Ngài, phán rằng nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bây giờ dòng giống Israel sẽ thôi không là một nước trước mặt ta đời đời. Đức Chúa Trời phán vậy. Sẽ có ngày tất cả các vị mục sư nhà thờ đứng trước mặt tôi đọc cái đoạn này 3 lần. Vì cái thánh chép giao ước này quan trọng hơn giao ước cũ. Giao ước Chúa cho dân Israel được nghe, tôi họ làm theo để họ được cứu. Nhưng mà giao ước mới là chính Ngài làm, Ngài đổ thân Ngài ở trên họ, chính Ngài khiến họ biết lời của Ngài. Giao ước này không bỏ giao cũ đâu, mà làm cao hơn, mạnh hơn, triệt để hơn, đó là thần Ngài ở trên người ta, khiến người ta biết cái lời của Ngài. Ngài đặt điều đó trong lòng, trong trí khôn người ta, cả xác thịt và tâm linh đều có luật pháp của Chúa hết. Đó là giao ước. Nên tôi không nói điều này, sợ người đó. Tức là sau khi con một Chúa Trời làm xong sự sạch tội, tức là Chúa Jesus đã đến thế gian này đền tội cho cả nhân loại. Huyết Ngài đổ ra để chuộc cho tất cả nhân loại. Huyết sự sống của Ngài đã đổ ra để chuộc tất cả kẻ nào được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Thì ngay đến đây, thì tội cái đó đã có giá chuộc. Vì đã có giá chuộc tâm linh rồi, thì bây giờ thần Đức Chúa sẽ ngự trên những kẻ nào tin vào danh Chúa Jesus. Chứ tin đây có điều kiện rõ ràng là tôi chấp nhận, tôi đồng ý, tôi amen, tôi vâng phục, tôi làm theo, tôi làm bạn với. Tin là động từ hành động tiếp diễn với lời của Đức Chúa Trời. Thì biết thần của Chúa sẽ đổ trên họ. Giáo ước này không ai có thể phá được. Vì Chúa phán về cái dòng giống Israel này là một dòng dối được vào trong nước đời đời với Ngài. Ngài không nói về xác thịt, Ngài nói về tâm linh. Israel đây là đồng cái gì với Ngài trong cõi đời đời với Ngài. Nhà thơ không dám đọc câu này đâu. Giữa bầu trời sai con một ngày là Chúa Jesus đến thế gian này để giải bày giữa bầu trời cho muôn dân được biết. Và danh của Chúa Jesus không phải là một cái tên riêng, một tạo vật như thiên sứ là người có đâu, mà là một chức vụ, một trách nhiệm để giải bày giữa bầu trời cho loài người biết. Giữa bầu trời là đấng tạo nên muôn vật, ban sự cho muôn vật. Ngài là Trời yêu thương, Ngài ban cho loài người luật pháp này, đó là con đường sự cứu rỗi. Và trong quyền phép của luật pháp đó, bất cứ người nào giữ và làm theo thì sẽ sống trong quyền phép, hay là quyền phép của luật pháp ở sống trong người đó, phục hồi người đó lại trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là con đường sự cứu rỗi trang bị cho, bởi vì sao? Luật pháp nói đến là nói về luật mà chúng ta được tạo nên để trở thành người dạy luật. Giáo sư luật là thầy tế lễ. Thầy tế lễ nghĩa là giáo sư dạy luật. Vì luật pháp để trang bị cho chúng ta, nó thuộc của chúng ta. Vì đó trách nhiệm chúng ta được dựng lên để giảng luật cho người ta, đến cho học luật này, để hiểu luật này, làm cho luật này, để giảng cho người ta làm theo luật này. Giêsu có nghĩa là Giêsu là đứng cứu chuộc, có nghĩa là chứng về Giêsu là Đức Trời đứng cứu chuộc được ngài bằng lời không bao giờ thay đổi, lời không bao giờ qua đi của Ngài. Chúng ta xem một người Pharisee sau khi được thần của Đức Chúa mở mắt cho được thấy sự vinh hiển của con một ngày là Đức Chúa Jesus Christ, đã nói gì về quyền phép của lời Đức Chúa Trời, mà chính Đức Chúa Jesus Christ con một Đức Trời là lời của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 14 chép: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến ngày sau đó này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên ký tự muôn vật, là bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bốn thể Ngài, nên lời của quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự tội tội, bèn ngồi bên hữu đấng tư nghiêm ở trong nơi rất cao, vậy được hưởng danh cao hơn danh tiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn tiên sứ bấy nhiêu. Và Đức Trời há có bao giờ phán cùng tiên sứ nào rằng người là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, này há có khi nào phán ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng mọi tiên sứ của Đức Trời phải thờ lại con. Nói về tiên sứ thì Ngài phán rằng Đức Trời làm cho tiên sứ Ngài như gió và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì lại phán rằng hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác.
Cho nên hỡi Chúa, Đức Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa cho hơn kẻ đồng loại mình. Lại có phán, hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nên nền đất, và các tờ trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Cái năm của Chúa không hề cùng. Đức Trời Hào có bao giờ phán cùng tiên sứ là rằng, hãy ngồi bên hữu ta, trước khi chừng nào ta để kẻ thù địch làm bệ dưới chân ngươi. Các tiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu đó hay sao? Đây là thư của Phao-lô gửi cho người Giu-đa, người Hê-bơ-lơ. Người Giu-đa không tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Họ tin Chúa Giê-xu là một đấng tiên tri ở Nazareth thôi. Họ không tin Ngài là Đấng Christ. Nicodem tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ đến từ Đức Chúa Trời, nhưng ông không tin Ngài là Đấng Christ. Và Chúa đã đứng khôn ngoan một lần. Ngài nói với Nicodem, bởi vì Nicodem người Pharisee. Phần tiếp đây chúng ta sẽ học với các bạn người Pharisee tại sao Chúa của rất nặng họ. Nhưng mà Chúa cũng gọi họ là người công bình. Chúa phán với Nicodem về cái điều Nicodem nhận biết Ngài đến Đức Chúa Trời đến. Nhưng mà Nicodem không biết công việc Ngài làm đó là nước Đức Chúa Trời. Nên nếu mà chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sang lại thì không thể nào thấy được và không vào được Đức Chúa Trời. Vì Nicodem là giáo sư dạy luật, người Pharisee tôn trọng luật pháp của Môi-se. Họ tin hoàn toàn vào những gì Môi-se đã chép là đến từ Đức Chúa Trời. Họ tin có sự sống lại và sự sống lên đời. Nhưng thì họ tin đó là trở thành thần tượng cho họ. Họ bị sai lầm một chút. Họ tôn trọng luật pháp để tỏ ra sự vinh hiển của mình, để người ta khen mình, trở thành sự ngăn trở nước Đức Chúa Trời. Tại cái mục giảng này phải đưa người ta đến với Đức Chúa Trời, không phải người ta đến với người đứng giảng để người ta tôn vinh cái người đứng giảng. Nên khi Môi-se lập đền tảng, người phải hủy lên tất cả mọi đồ dùng trong đền tảng đó. Điều có nghĩa tất cả mọi thứ ở trong đền tảng đó phải được chuộc lại. Cơ thể để chúng ta là đền thờ Đức Trời, tất cả được chuộc lại hoàn toàn trên Đức Trời. Thân thể, tai, mắt, mũi đều phải được chuộc lại bằng vì Đức Chúa Trời. Chúng ta không được dùng bất cứ một cái chi thể nào cho chúng ta làm điều gì cho xác thịt mình, còn lại mới cho Đức Trời đâu. Không, tất cả mọi thứ, chân, tay, môi, miệng, toàn thể chúng ta đều phải hầu việc Đức Trời. Vì được chuộc lại hoàn toàn bởi huyết của Chúa Giê-xu là đền thờ của Đức Trời và phải để tôn vinh danh Chúa. Danh Chúa Giê-xu được xưng là lời Đức Trời. Kinh Thánh chép rất rõ, Chúa vẫn ý nguyên, không bao giờ qua đi. Kinh Thánh chép rất kỹ như vậy. Chúa dùng Phao-lô, một người Pharisee, rất sốt sắng về cựu truyền của tổ phụ mình, rất sốt sắng về luật pháp của Môi-se, nhưng phải để tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng để người ta tôn vinh mình là người giỏi luật pháp, đầu tiên thì người ta được tôn trọng. Nhưng khi Chúa Giê-xu đã đến, thì họ trở thành kẻ thù nghịch với Chúa Giê-xu, tìm cách giết Ngài. Nếu Đức Chúa đã lập Chúa Giê-xu Christ làm thầy tế lễ thượng phẩm, nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ là vua của nước thầy tế lễ đó, mà đã nói đến nước thầy tế lễ là nói đến một nước mà mọi công dân của nước đó đều là thầy tế lễ, nghĩa là giáo sư luật, thì chắc chắn nước đó phải là một quốc gia luôn luôn tôn cao luật pháp của Đức Chúa Trời, và như vậy không thể không có luật pháp trong nước thầy tế lễ đó được, đúng chưa nào? Người Sadduce cạnh mình là gia tộc dòng dõi của thầy tế lễ Sadduc, họ chống lại người Pharisee, họ không tin sự sống lại. Họ không tin vào luật pháp của Môi-se, họ tin vào lý thuyết của người Đa Mã, lý thuyết của người Hy Lạp. Nên Chúa Giê-xu không thể nói cái dòng dõi này, nó hư mất rồi. Nên Chúa nói với người gọi là thầy Công giáo và người dòng Pharisee, Ngài cùa trách họ bởi cái sự giả hình. Những gì họ làm đó không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời. Ban đầu nhìn vào thấy người này là có vẻ yêu mến Chúa, kính thờ Chúa, tôn trọng Chúa lắm, yêu mến luật pháp của Chúa, nhưng không phải đâu. Chúa nói là bọn nó nhảy vào ngôi của Môi-se nhưng không làm như Môi-se. Nó chiếm chỗ của Môi-se để được sự vinh hiển nhưng không tôn vinh Chúa, và cũng trở thành kẻ thù của luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ không đưa người ta đến với luật pháp của Đức Chúa Trời để người ta nhìn biết họ là người giỏi luật pháp. Họ khoe mình nhờ họ mà người ta biết luật pháp của Môi-se, vì họ giải nghĩa luật pháp của Môi-se ra để họ được tôn vinh. Nhưng khi con một Đức Chúa đến thì họ diễn. Vậy thì cái người thuộc Kinh Thánh mà không thấy Kinh Thánh chép về ta sao? Ngày mới biết bao nhiêu người mang danh mục sư cũng giảng Giê-xu được Đức Christ, nhưng mà không đem sự cứu rỗi của Ngài đến cho chính họ, gia đình họ và những người đến trong hệ thống của họ. Ê-sai đoạn 9 câu 1 đến câu 7 chép: dân đi trong nơi chúng ta đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta ra vui trong lúc chia của cướp.
vì Chúa đã bẻ cái họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian, cả dây dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến cùng cả áo sống với máu đều dùng để đốt và làm đồ trụng lửa. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cái gì sẽ đấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là đấng của trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đang làm cho nước bền vững và lớn lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng xuất sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp và lấy đổ xuống trên Israel. Sách tiên tri Ê-sai là tin lành cho tương lai, cho chúng ta ngày nay. Trong lời của Chúa có sự sống. Sự sống là sự sáng của đời người, mà tâm linh của đời người vốn ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, và ngọn đèn được thắp sáng bằng lời của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ của tôi tới Chúa là phải đem lời Đức Chúa Trời đến để tỏa sáng người trong nhà. Chúa ơi, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành trên núi không bao giờ bị quất được. Không phải thắp đèn để giữ cái thùng, mà để trên chân đèn để soát các mọi người trong nhà, để người ta nhận biết Đức Chúa Trời và người khen Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ của chúng ta là phải biết sự sáng này phải được thắp sáng. Chúng ta hết thảy là người tin Chúa Jesus Christ, tâm linh ta phải được thắp sáng lại để tôi chúng ta đọc lời Chúa, hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Tôi hướng dẫn mọi người đến với tôi, hướng dẫn mọi người đến với được Thánh Linh là thần của Đức Trời. Nhiệm vụ của tôi là trang bị cho anh em sự hiểu biết Chúa đã ban cho tôi, tức là nhiên liệu Chúa thắp sáng ngọn đèn tâm linh tôi trang bị cho anh em cũng như vậy. Anh em phải thử nó, thắp đó cho chính mình. Trong nhà ta cần rất nhiều ánh sáng. Trong nhà này, khi ta ngồi đây từ sáng đến bây giờ, nhiệt độ trong phòng này bắt đầu là ấm lên, chúng ta không phát hiện ra điều đó đâu, nhưng mà cái máy quay phim kia nó nhận biết được. Nhiệt độ trong phòng này sẽ khiến cái màu nó rõ ràng hơn. Nhưng sau khi ta nghỉ giờ trước một giờ, phòng nó nguội lại. Đến giờ chúng ta bắt đầu vào, nhiệt độ cái phòng này lạnh đi, màu nó khác. Cùng máy đó, ánh đèn này nhưng mà màu nó khác, vì nhiệt độ trong phòng nó khiến cái màu nó khác đi. Còn nền tâm linh chúng ta cũng vậy. Lời Chúa là sự sáng. Khi ta nghe lời Chúa và trong lòng mình chúng ta được khôn lên. Nhưng ra khỏi xong này rồi, chúng ta tập trung nghe bao nhiêu thứ xung quanh chúng ta vào, và cái lời đó không còn là lời của sự sáng. Chúng ta bị trong sự tối tăm, bắt đầu ta dễ dàng bực mình, bản tính cáu gắt, nóng nảy, mệt mỏi, chán nản. Chúng ta phải nhận biết cái sự nguy hiểm này. Vì trong cái ngày thánh nhân này, ngày chúng ta được thắp sáng, chúng ta nạp cho cái bình của chúng ta, cái đèn ta sự sáng của Chúa, để nó đủ trong 6 ngày liên tục ta có sự sáng bảo vệ mình. Và hàng ngày chúng ta để có lời Chúa học nữa, để thắp sáng cái tâm linh mình lên, để ta chống chọi được cái sự tối tăm của thế gian này. Mình phải biết mình đang trong thế gian này đầy những sự tối tăm. Như vậy, Giê-hô-va Trời đã cứu được cho đời người bằng lời của Ngài, và cứu chủ đó được thi hành theo luật pháp công bình mà Đức Chúa Trời đã ban cho người chúng ta. Và chính Giê-hô-va Trời trực tiếp giám sát sự cứu chuộc này thông qua thần của Ngài hành động trên con một Ngài. Chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta có giữ lời Chúa trong lòng không? Nếu ta giữ lời Chúa trong lòng, chúng ta sẽ nhớ đến, và thần của Chúa sẽ căn cứ những điều chúng ta có trong lòng đó mà thắp sáng ngoài đời chúng ta dậy. Ví dụ, đây có một cái bình điện, tôi làm đây rồi, nhưng mà chúng ta không dùng đến nó. Nhưng bây giờ tôi bật lên, nó có điện. Khi bật điện, tôi vẫn còn bình vẫn sáng. Khi mọi người bất điện, bình điện cung cấp toàn bộ cho hệ thống âm thanh này vẫn còn ánh sáng, vẫn còn âm thanh. Điều đó có nghĩa là cuộc sống ta được an toàn hay không do chúng ta hiểu biết lời Chúa hay không. Ta có lời Chúa cho lòng chúng ta thì trong khoảng cách khó khăn nhất chúng ta vẫn được an ủi. Thi Thiên 31 chúng ta đọc sáng nay này, David bị người ta chê bai trong khi ông chạy trốn khỏi Sao Lơ. Rất nhiều người sợ liên lụy bởi David nên lẩn tránh thôi, không đến gần ông. Và ông cầu xin Chúa, Chúa bảo vệ ông. Vì ông tin rằng Thiên Chí Sa-biên đã sức giàu cho ông rồi, không phải để chơi, chỉ có việc làm. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải tin rằng Chúa ra ngồi đây đó, không phải để ngồi làm thủ tục tôn giáo đâu, không phải để nuôi tôi đâu, không. Để chính Chúa nuôi quý vị, chính Chúa thắp ngọn đèn quý vị lên để sửa soạn quý vị, để quý vị được cứu về thiên đàng. Là cái phần thứ hai tôi sẽ đọc sau khi tôi nghỉ trưa, chúng ta sẽ được biết. Ngài đang sửa soạn chúng ta trong cái kỳ cuối cùng này. Chúng ta phải nghe để hiểu được cái điều mà Chúa làm cho chúng ta. Tiếp đến trong Ê-sai đoạn 11, câu 1 đến câu 16 chép: có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài đang sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định.
nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình, lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng ông. Bây giờ muông sói sẽ ở với chim con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi, bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó làm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò, trẻ con đang bú sẽ chơi kề ổ đắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rán lục, nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta. Vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết được diệu bà như các dòng nước che lấp biển. Xảy ra trong ngày đó, dẫy sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyri, Edito, Phatrom, Cút, Elam, Sidea, Hamat cùng các cù lao biển. Chúa đã dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Bây giờ sự ghen tương của Ephraim sẽ mất, sự quấy rối Juda sẽ bị trừ đi. Ephraim không ghen ghét Juda nữa, Juda không quấy rối Ephraim nữa. Chúa sẽ bay trên vai dân Philistin về phía tây, cùng nhau cướp giật con cái phương đông, cha tay trên Edom và Moab, con cái Ammon sẽ vâng phục họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắt giải biển Ê-díp-tô, vung tay trên sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm khẩy suối và khiến người ta có thể đi qua không có dép. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài lẫn kẻ sót lại bởi Assyri, cũng như đã có một đường cái cho Israel trong ngày họ ra khỏi Ê-díp-tô vậy. Kinh Thánh chép tiếp về Chúa Giê-xu ra từ dòng dõi của vua David. Ngài dùng sự công bình để cai trị muôn dân, đó là luật pháp công bình Đức Chúa Trời. Và hai lần Chúa nhắc đến dây say dựng lên cái ngọn cờ, vì vậy là tiêu chuẩn. Chính Chúa Giê-xu tiếp tục dâng lên một cái tiêu chuẩn duy nhất để người ta nhờ đó mà được cứu, đó là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải được trở nên giống như hình bóng còn Đức Chúa Trời, tức là những gì mà lời Chúa đã chép chúng ta phải giống như hình như vậy. Bằng cách nào? Chúng ta được bắt tên trong lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa thay đổi hoàn toàn bổn tánh của chúng ta để chúng ta trở lại bổn tánh là con Đức Chúa Trời. Vì chúng ta là con Đức Chúa Trời bị bán cho tối, bây giờ Chúa dùng lời Ngài để chúa chúng ta lại cho Ngài. Chúng ta phải trở nên giống Chúa chứ. Nhà thờ không làm điều này, chúng ta tin Chúa được cứu rồi, bỏ ra bọn nói dối. Chúng ta không được chiều sát như mình, chúng ta phải biết rằng Chúa là đấng thánh khiết và công bình, Ngài không tin về ai cả. Chúng ta phải chứng minh mình là con Đức Chúa Trời qua sự tin và làm theo lời Chúa. Vì chúng ta là tiếp nhận làm theo thì lời đó sẽ biến đổi chúng ta, khiến ta trở nên giống như Trời để được vào thiên đàng. Đừng tự lừa dối mình, không có chuyện ngồi đó mà Chúa cứu chúng ta đâu. Chúng ta phải làm theo lời Chúa để được cứu. Chúng ta trong cuộc sống chúng ta phải làm mới có tiền để nuôi lưng, mua lương thực để nuôi sống mình. Trong thuộc linh cũng vậy, chúng ta phải làm theo để lời Chúa biến đổi chúng ta để trở nên giống như Chúa, để trở nên con cái Đức Trời, để được về thiên đàng vinh hạnh. Quy các lời Chúa ban chúng ta, điều gì ta không đạt được Chúa đã làm cho ngày ban lời để cho ta rồi. Thông qua sự cứu chuộc của Chúa Christ mà chúng ta được hưởng quyền kế thừa lời Chúa. Chúa đã dựng một cây cờ cho các nước, tên là một cái tiêu chuẩn cho các nước, cho muôn dân. Chúng ta ngồi đây có vài cái người, nhưng sẽ có kỳ bận rộn, sẽ kỳ bận rộn. Chúng ta ở Sài Gòn này đấy, ở nơi nào mà bán đồ rẻ, đồ ngon, đồ tốt đấy, sẽ đông khách. Người họ đánh người ta vẫn tìm đến. Trong thủ linh cũng vậy. Chúa giấu chúng ta khỏi sự bận rộn ngay từ bây giờ, để ta làm chọn công việc chế ra những cái đồ ăn tinh xảo đóng hộp. Đến kỳ họ đến có sẵn đồ cho họ, chúng ta không thể giảng từ đến cuối cho họ được, mà chúng ta có đồ sẵn nhỉ? Họ đến sẽ nghe, họ biết rồi họ sẽ mua, họ sẽ buôn, sợ để cất gánh. Trong thực thể có buôn, trong thủ linh cũng có cái buôn bạc, sẽ có nhiều nơi, sẽ nhiều người trở thành kẻ kinh dịch. Họ được ăn qua lời tiên tri để chép cho sách tiên tri Ê-sai tại vì bộ này cho nó thấy Chúa Giê-xu không hành động một mình, nhưng các thần của Đức Giê-hô-va đã ngự trên Ngài cùng làm việc với Ngài, tức là cùng mình trên Chúa Giê-xu vậy. Và tiêu chuẩn của chức vụ mà Chúa Giê-xu thành trên đời này là luật pháp công bình của Đức Trời. Như câu 4 của năm đã chép này, nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Thành tín là lời hứa của Chúa đã phán trước đó sẽ được giữ đến ngày hôm nay. Chúng ta phải tin vào sự thành tín của Chúa. Ngài đã hứa Ngài sẽ làm chọn. Phần lớn chúng ta là vì quá nóng đẩy, nôn nóng, cả thêm mệt mỏi. Nhưng mà Chúa làm đúng kỳ. Chúng ta tin Ngài sẽ làm đúng kỳ cái điều Ngài đã hứa cho chúng ta. Như đây Chúa nói chúng ta biết. Chúa đã đến làm mẫu của chúng ta về sự tin của Ngài.
và sự công bình của Đức Cha, sự tín ngưỡng của Đức Cha và quyền năng của Đức Cha. Ngài biết tất cả mọi sự và Chúa Jesus phó thác mọi sự trong tay Đức Cha. Và từ khi Ngài sinh ra trên đất này, cho khi Ngài được trở về thế gian, tất cả đều ứng nghiệm như gì, những gì mà Đức Chúa ban đã phán trước cho các đấng tiên tri, thì chúng ta cũng phải làm theo như vậy. Thì Chúa phán như này: quả thật có đức của mọi người, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại có làm việc lớn hơn nữa vì ta đã về cùng Cha. Gia đình 4 câu 12. Chúa Jesus không để các môn đồ Ngài dùng sức riêng của họ hay là dùng trí khôn của riêng họ để làm công việc Ngài giao cho đâu. Không, chính Ngài và các người chờ ở trong thành cho đến khi được mà lấy quyền phép từ trên cao. Ta về với Đức Cha và ta sẽ sai Ngài đến. Chính Chúa Jesus đã đến nói chuyện với Đức Cha và Thánh Linh của Đức Chúa Jesus đến trên chúng ta, cũng như các thần đã ở trên Chúa Jesus và thần của Chúa ở trên chúng ta, để chúng ta được chính cái thần đó dạy dỗ dân dân. Chúng ta làm việc trong các thần của Đức Chúa Trời, Ngài làm việc qua chúng ta. Chúng ta trở lại với đề tài sự công bình của người tin Chúa liên quan đến nước thiên đàng như thế nào. Chúng ta cần đọc lại mạng lệnh mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy trong loạt bài đầu tiên mà Ngài đã giảng tại trên núi gần thành Capernaum trong xứ Galilee. Chúa phán: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta đã thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, âu hỉ một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy tôn giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Bản tiếng Việt dịch còn đơn giản. Bản tiếng Anh chết này: nếu sự công bình của chúng ta không trỗi hơn sự công bình của các thầy tôn giáo, người phòng Pharisee, thì cho nên in no case you can get in kingdom of God. Tức là không có trường hợp nào, không có một phương pháp nào, một biện pháp nào, một cái giá nào để các ngươi có thể được hưởng được nước thiên đàng. Vì chúng ta thắc mắc là người Pharisee thuộc hạng người như thế nào mà chính Chúa Giêsu đã từng của trách họ vì sự giả hình của họ, và chính Giăng Báp-tít đã gọi những người Sadducee và người Pharisee là dòng dõi giáo lục. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại so sánh sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee với những người tin Ngài, khi Ngài nói về tiêu chuẩn để một người tin Chúa vào được nước thiên đàng? Theo lịch sử của người Giu-đa ghi lại, thì vào khoảng năm 167 trước khi Chúa Giêsu Christ giáng sinh, bắt đầu có sự phân rẽ trong hàng ngũ của những người nghiên cứu luật pháp Giu-đa. Thì phe người Sadducee là cái phe này, họ nói là họ ra từ dòng dõi của Sa-đốc người Lê-vi. Trong ngày vua David lập Sa-lô-môn làm vua Israel thay mình, thì người có dùng thầy tế lễ Sa-đốc và tiên tri Na-than sức dầu cho Sa-lô-môn để lập người làm vua Israel. Và những người Sadducee lấy đó để cho rằng họ có thẩm quyền cai trị trong tôn giáo của Giu-đa. Phe đảng người Sadducee không tin vào năm sách của Môi-se, họ không tin về sự hiện diện của các thiên sứ, họ không tin về sự sống lại và không tin về sự sống ở đời. Thì họ tin vào cái giáo lý của người Hy Lạp, người La Mã. Còn phe người Pharisee thì tin hoàn toàn vào luật pháp của Môi-se và hai bằng đá mà Môi-se đã nhận từ tay Đức Giê-hô-va là có thật. Họ tin có thiên sứ, họ tin có sự sống lại và có sự sống về đời. Họ tôn trọng luật pháp của Môi-se và họ khoe rằng họ là những người có công chép lại, phiên dịch, giải nghĩa cho người ta hiểu luật pháp của Môi-se. Từ năm 167 trước khi Chúa Giêsu giáng sinh này thì đã có sự phân rẽ này ra làm hai, và người Pharisee thì họ tự phân rẽ ra nên họ gọi là Pharisee, mà Pharisee trong tiếng Hebrew nghĩa là tự tách riêng ra. Các thầy tôn giáo mà Chúa Giêsu nói đây là những người chuyên sao chép, là những người giỏi văn tự, có tài năng để ghi chép lại, sao chép lại, có chữ viết tốt các cái văn bản của luật pháp của Môi-se. Mà trong người gọi là thầy tôn giáo đó thì có Ezra, là thầy thế lễ Ezra mà được gọi là người thông thạo luật pháp của Môi-se. Thì những người này là người cậy mình là người thông giáo, tức là chuyên ghi chép lại nên hiểu, nên thuộc, và họ khoe mình về cớ là nhờ họ mà luật pháp của Môi-se được chuyển ra cho các chi phái của Israel, các thành đại sứ Canaan. Và họ khoe mình vì cớ họ là người công bình. Chúa Giêsu đã không nói nhiều về người Sadducee vì hạng người đó không đáng nói đến, bởi vì nó vô tín, nó cứng lòng vô tín, Chúa nói đến. Nhưng mà Chúa nói nhiều về những người vì dòng Pharisee, vì họ là những người mà tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời là có thật.
Họ tin tuyệt đối về Môi-se và luật pháp của Môi-se. Họ khoe mình về cớ họ là người hiểu luật pháp, thuộc luật pháp, và họ phiên dịch giải nghĩa cho người ta biết về luật pháp đó. Đó là nguồn gốc ban đầu. Nhưng sau đó rồi họ trở thành cái thần tượng và họ tách mình ra để thể hiện rằng mình là người Pharisee, cách ăn mặc rồi bắt chước như là thầy thông giáo, bắt chước như thầy tế lễ, mà cái áo cái tua dài giống như kiểu của Aaron đó, để đứng ở ngoài đường giữa chợ cho người ta khen mình. Khi Chúa Giêsu đến, ngài giảng tin lành quyền phép ra, thì người Pharisee bắt đầu ganh tị ngài, bởi vì trước khi Chúa Giêsu đến thì người Chúa đang luôn tôn trọng người Pharisee vì nhìn bộ bên ngoài của họ, cách quần áo họ, biết là những người thông thạo luật pháp của Môi-se, cho rằng người là kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ tự hào vì có người Pharisee ở trên cái xứ của mình, trong khi xứ đó bị người La Mã đô hộ. Nhưng mà khi Chúa Giêsu giảng như vậy thì họ ganh tị, bởi thế cái đoàn dân theo Chúa Giêsu. Và khi Chúa vào thành như vậy thì người Pharisee cấu kết với lại các thầy tế lễ cả tập mưu để cách giết ngài. Và Chúa Giêsu rủa xả cái hành động ác của họ, nó là sự giả hình. Chúa Giêsu không khen người Pharisee là người công bình, nhưng vì cớ những người Pharisee có tôn trọng luật pháp của Môi-se, họ có tin lời Đức Giê-hô-va là đúng là thật, và bởi cái đó, cái hành động tin đó được gọi là công bình. Vì khi xưa, khi Abraham nói với Đức Giê-hô-va rằng ngài khiến tôi chết tuyệt tự không con, ngài có hứa với tôi ra khỏi vòng bà con mình tôi có đi theo ngài, mà bây giờ tôi chờ hoài không thấy có con đâu cả. Nhưng mà Đức Giê-hô-va phán được ấy không phải cái người Eliezer để tớ nhà ngươi sẽ là dòng dõi ngươi đâu, cái từ ngươi đâu không, kẻ nào ở trong ruột gan ngươi ra sẽ là kẻ kế từ ngươi. Rồi Chúa đưa Abraham ra khỏi ngôi nhà, nhìn lên bầu trời ban đêm. Ngươi có thể đến vì sao trên trời không? Nếu ngươi đến được thì đến đi, dòng dõi ngươi sẽ đông như vậy đó. Và Abraham tin điều Đức Giê-hô-va nói là đúng, và Đức Giê-hô-va kể cái sự đó là công bình cho Abraham. Nếu như Đức Giê-hô-va kể sự công bình cho Abraham chỉ vì Abraham tin lời Đức Giê-hô-va nói là đúng, thì người Pharisee cũng được xưng công bình ở cái điểm họ tin luật pháp Đức Giê-hô-va là đúng là có thật, họ công bình chỗ đó. Mà nghe bây giờ thấy rằng cái dòng dõi ra ác nó còn kinh khủng hơn người Pharisee. Hệ thống nhà thờ ngày mai trên thế giới này nhiều lắm, không đáng sách xét cho người Pharisee này. Bởi người Pharisee đó dù nó giả hình nhưng mà nó còn khiến người ta biết có luật pháp của trời, là họ tôn trọng luật pháp đó, họ sốt sắng về luật pháp đó. Thậm chí Nicodem người Pharisee, giáo sĩ Gamaliel cũng là người Pharisee, họ không phải là kẻ thù của tin lành, dù họ có sự giả hình nhưng mà họ làm chứng cho thế gian biết là luật pháp của Đức Giê-hô-va là đúng, là có thật, là tốt lành, có sự sống lại, có sự sống đời, có thiên sứ, có sự sống đời sau, họ sống của mình. Nhưng cái bọn người nghe đây không tin điều này. Mỗi buổi sáng chủ nhật đến thì mục sư chưa đến giảng đâu, ở cái mục bên cạnh đây có một người đứng đó để đại diện trong cái ban trị sự, đọc danh sách người bị bệnh, xin hội thánh nhân dưới cầu nguyện, xin để Chúa chữa lành cho. Nhưng mà trong buổi đó mục sư nói là không có phép lạ bây giờ, vậy để xin chữa lành làm chi? Họ từ mâu thuẫn với nhau thì bọn đó không thể sách giết cho người dòng Pharisee khi xưa được. Vậy thì nếu như người Pharisee khi xưa còn xưng lời công bình, còn bị Chúa rủa xả là phải vào địa ngục vì sự giả hình của chúng nó. Nó dạy người ta làm theo nhưng nó không làm theo. Nó dạy người ta đừng ăn trộm thì nó ăn trộm. Nó dạy người ta đừng phạm tội tài dâm thì nó phạm tội tài dâm. Thế thì bọn người này không dạy người ta tin luật pháp nữa thì nó còn kinh khủng như thế nào? Matthew 23 câu 1 đến câu 39 chép như: Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ ngài rằng: Các thầy thông giáo và người Pharisee đều ngồi trên ngôi của Môi-se, vậy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm, bỏ đi buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài ra cho rộng, sủ cái túi áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưa người ta gọi mình bằng thầy. Nhưng ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, và các ngươi thiết thầy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đứng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là Đấng Christ. Sao ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Khốn cho ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không bỏ đó bao giờ, nhưng có ai muốn vào thì lại ngăn trở.
khốn cho ngươi, thầy thông giáo của người Pharisee, là kẻ giá hình, vì ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà quá. Vì cơ đó các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo của người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì mắc phải lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời, là đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho ngươi, thầy thông giáo của người Pharisee, là kẻ giả hình, vì ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều ngươi phải làm mà không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đàn. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo của người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy rẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho ngươi, thầy thông giáo của người Pharisee, là kẻ giả hình, vì ngươi giống như bồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Cả người cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho ngươi, thầy thông giáo của người Pharisee, là kẻ giả hình, vì ngươi xé rách bồ mả của đấng tiên tri, trao dồi bồ mả của người công bình, và nói rằng nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không mùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri vậy. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục yên, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên, này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất đổ với các ngươi, từ máu AB là người công bình cho đến máu Sachari là con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật tôi đã cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết cái đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sẽ đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà ngươi chẳng cứng. Này, nhà ngươi sẽ bỏ hoang vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân Chúa mà đến. Chứ người Pharisee đây là nói một hạng người, một cái thứ người biết có luật pháp của trời nhưng dùng luật pháp đó để che đậy tội lỗi của mình, không làm theo luật pháp như vậy ta làm theo luật pháp đó, nhưng mà tự họ không làm theo luật pháp và trở thành những kẻ ngăn trở nước của Chúa. Và Chúa phán cái dòng dõi này vẫn còn tận ngày, vì Pharisee là sự tách riêng ra. Cái điều quan trọng ở đây là Chúa muốn chúng ta phải xây dựng cuộc đời của mình trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời, vì Chúa dùng lời Ngài để tạo nên chúng ta. Đức Chúa Trời không giấu bất cứ điều gì cho tặng tạo bằng Ngài như thiên sứ hay là người chúng ta. Ngài dùng lời Ngài tạo nên muôn vật và Ngài ban cho các tạo vật có sự hiểu biết để có thể sống được trong cái môi trường mà Chúa ban cho. Mỗi một loài chim, mỗi loài thú có tiếng kêu, có bộ lông vũ khác nhau và vô cùng đất khác nhau và có loại lương thực thực phẩm khác nhau, và chúng ban cho mỗi khả năng có sự hiểu biết để chúng biết cái điều gì nó ăn được và sống như thế nào, bay làm sao, và nó biết đối thủ của nó là vật nào, con vật nào nguy hiểm cho nó và vật nào nó có thể ăn được. Chúng ban cho mỗi một vật có khả năng biết để sống trong môi trường cho đạt cho. Chúa rất tuyệt vời, Ngài tạo nên muôn vật và Ngài lo sự sống cho muôn vật từng ly từng tí một. Chúa nói chúng ta được quý hơn loài chim. Chúa rất là buồn khi người ta bỏ lời của Ngài, và Chúa biết rõ cái điều này thì ma quỷ sẽ làm công việc này, và Chúa đã định cho cái dòng dõi này được tạo nên để tôi luyện, thử thách, luyện lập để tìm cho Ngài một dòng dõi thẳng. Không có nơi nào giảng cái điều này.
Chúa bày tỏ cho tôi và Chúa muốn tôi bày tỏ điều đó ra. Chúa Giêsu không biết kế hoạch cứu chuộc đến ngày nào sẽ hoàn thành. Chỉ có mình Cha biết thôi. Và Đức Chúa Cha là Đấng đã quyết định tạo nên được người để tìm người một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ. Vì Ngài yêu tất cả thứ dữ còn lại ở trên thiên đàng, Ngài không muốn cái thứ dữ đó bị hư mất đi. Nhưng Ngài không dùng cái phép siêu nhiên để bắt cái thứ dữ phải phục Ngài. Ngài dùng tình yêu thương của Ngài, là tình yêu thương Ngài là để trong con một Ngài, để các thứ dữ của Chúa hiểu được tình yêu của Ngài. Không phải quyền phép siêu nhiên của Ngài, Ngài không tự mình làm chứng cho mình. Ngài dùng chính công việc của Ngài để khiến các tạo vật của Chúa nhận biết Ngài là tốt lành. Kính Thánh Nhân, mỗi vật đều ngửa trong Chúa. Các tạo vật thế này đều ngửa trong. Chúng ta không hiểu ngôn ngữ của các loài vật, nhưng các con vật đều nhận biết rằng có một Đấng tạo nên nó. Nó ngửa trong ấy. Khi con quả nó đói, nó kêu đều. Chúa biết. Ngài chăm sóc tất cả mọi tạo vật, kể cả vật dưới cực kỳ dưới biển sâu. Chúa cũng tạo cho nó khả năng ở dưới nơi mà không ánh sáng mặt trời chiếu đến, nó cũng có khả năng phát sáng để kiếm được ăn ở dưới đáy biển sâu. Nên Chúa cho chúng ta biết, Ngài cho ta lời của Ngài. Bởi vì bất cứ một kẻ nào nó có điều kiện để khiến người ta biết lời của Chúa mà nó trở thành kẻ ngăn cản lời Chúa, Chúa ghét cái kẻ đó. Ngài ghen tương. Chúa là Đấng hoàn hảo. Ngài đứng chu cấp mọi sự cần dùng cho chúng ta. Ngài không muốn các tộc của Chúa lại tham lam tìm cách chiếm đoạt bất cứ điều gì mà Ngài không ban cho nó. Chúa muốn ta thỏa lòng với tất cả điều gì Chúa đã ban cho chúng ta. Vì điều chi chúng ta có cần, Chúa biết trước cả. Ngài biết hết rồi, Ngài sẽ ban cho ta đúng kỳ, đúng lúc, đúng thời. Bất cứ điều gì mà chúng ta đúng lúc chúng ta có cần, mà chúng ta nhận được, chúng ta quý hơn là chúng ta có dư thừa. Ngài muốn ta hoàn toàn trông cậy đến Ngài. Ngài biết các mùa đã định. Ngài khiến cho mưa, Ngài khiến cho gió, Ngài khiến cho nắng, để khiến các mùa đã định cho các vật đó. Ngài muốn chúng ta hiểu rõ điều này. Đó là tại sao mà Chúa của trách các thầy thông giáo và người đồng Pharisee. Bởi vì họ tiếp cận lời của Chúa nhiều hơn tất cả dân Giu-đa. Hàng ngày họ tiếp cận lời của Đức Chúa Trời. Họ biết rõ lời Đức Chúa Trời hơn tất cả những người khác trong sự. Nhưng họ lại không nhận biết cái giá trị của lời Chúa. Vì Chúa phán cho dân Giu-đa biết rằng hết người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà được sự sống lại. Các thầy thông giáo biết rõ ngôn ngữ Hebrew. Người Pharisee biết rõ cái ngôn ngữ Hebrew. Nhưng họ lại không chú ý vào cái điều Chúa đã định đó. Mà là lợi dụng cái điều khó khăn của dân chúng ta là họ không có thời gian để học lời Chúa. Để bọn người này dùng sự biết của mình để trục lợi. Ngày nay ở tại các nơi thống nhà thờ, mỗi ngày thánh nhật các vị mục sư là kẻ ban ơn bố thí lời của Chúa cho dân sự. Chúa ghét cái đó. Họ muốn giảng bao nhiêu phút thì tùy ý họ. Không muốn giảng bài nào thì tùy ý họ. Họ không tôn trọng chủ quyền của Đức Chúa Trời. Họ không chú ý đến sự sống của bề trên. Chúa ghét cái đó. Dù người đó giả hình hay không thể hình, nhưng miệng họ đã xưng là mục sư, là người chân bày, thì chiều pháp luật của người chân bày mà Chúa định cho cái thấy đó, Ngài đãi họ. Cái người ăn thì chiên, mặc áo lông chiên, mà không cho người trong người chiên thì Chúa diệt nó. Vậy chúng ta là ai? Chúng ta là người tin Chúa. Chúng ta là nhận biết vì tội lỗi mình mà con một Ngài, con một Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ phải bị đóng thật tử giá. Và chúng ta biết là nhờ Chúa Jesus Christ chịu chết mà chúng ta được cứu chuộc. Nhưng tại sao chúng ta không làm công việc Chúa đã giao cho chúng ta? Ngài chết để chúng ta được sống lại. Và chúng ta sống lại để làm công việc mà Cha đã định cho chúng ta trước khi chúng ta sinh ra trên đất này. Chúng ta được sinh ra để kế tự Đức Chúa Trời. Mà muốn kế tự Chúa, chúng ta phải hiểu lời Chúa. Mà hiểu lời Chúa để làm gì? Không phải để xưng mình là công bình. Hiểu lời Chúa để mình được mặc chiếc áo làm con Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đã bị bán, tội lỗi, bị nhuộm bởi tội lỗi, bởi tội phụ chúng ta rồi. Mà bây giờ chúng ta biết qua lời của Chúa. Vậy chúng ta phải được sạch tội mình thông qua lời của Chúa. Vậy thông qua lời của Chúa chúng ta sạch tội. Thì chúng ta khai mình sao? Không. Chúng ta không phải để làm sạch mình. Để mình được sống sự ích kỷ đâu. Chúng ta phải tận dụng tối đa khả năng mình có để hiểu lời Chúa. Để cho mình được sạch. Để cho mình được trỗi dậy. Để được phục hồi quyền làm con kế tự lời Đức Trời, để đi ra giảng lời Chúa cho dân sự. Trở lại với vua David. Vua David là con thứ 8 của Isai, là con út chăn chiên. Trong khi dân Giu-đa phải đối diện với Goliath người Philistine, các anh của David đi ra mặt trận cùng với Saul đánh người Philistine kia. Isai sai con út mình đem bánh hột rang đến thăm các anh của David. Nhưng khi David đến mang quà cho Saul rồi đến thăm các anh mình ghét David. Ta biết cái độ mặt dã ác của mày, vì muốn xem trận chiến thì mày đến đây phải không? Mà trong cái đó thì David
mang tấu lệnh của cha mình, mang bánh đến thăm các anh mình ở lên trên trời. Anh thì đố kỵ. David chăn chiên cho cha mình. David là người có trách nhiệm đối với bình chiên của cha mình. Khi con gấu, khi con sư tử đến cướp chiên, David chống lại nó để bảo vệ con chiên của cha giao cho mình đó được an toàn. Và vì cái đó nên Đức Chúa Ba chọn David để lập David làm người chăn chiên. Chúng ta phải biết trách nhiệm của chúng ta. Không phải chúng ta đến đây để sống còn, để được vào nước thiên đàng, hay được cứu rỗi. Nếu đọc cái tư tưởng đó, chúng ta không công bình với chúng mình. Bài hôm nay chúng ta đang đối diện với cái sự công bình mà Chúa nói chúng ta phải cho hơn người công bình của người Pharisee đó là cái gì? Nếu ta xem chúng ta có công bình trước mặt Chúa hay không? Rõ ràng là khi Chúa Jesus chưa đến thế gian này thì người Pharisee được tôn trọng. Thì khi Chúa Jesus đến rồi, thế là xảy ra rồi, thì người ta kéo cho Chúa Jesus và người Pharisee ganh tị đố kỵ. Người Pharisee bàn với thầy tất cả là chúng ta phải làm sao bây giờ? Hết thầy mọi người đi theo người đó rồi. Chúng ta phải hành động thôi. Nếu không thì chúng ta lấy gì mà ăn? Chúng ta giảng cho ai bây giờ? Người ta kéo tất người đó đi hết rồi. Là ganh tị đố kỵ. Thì quay dập tắt ra đi. Chúng ta nên nhớ rằng khi cái tốt nhất chưa đến thì cái tốt có giá trị. Nhưng khi cái tốt nhất đã đến rồi thì cái tốt phải ở lại. Giăng Baptít đã nói rằng ta là phép báp têm của ngươi ăn năn. Nhưng đấng đến sau ta sẽ là phép báp têm của ngươi bằng nước thánh linh và bằng lửa. Và khi Giăng Baptít thấy Chúa Giêsu đến, lập tức người nói kìa, chiên con trời trên cao, đấng đến cất tội lỗi thế gian đi. Ngay lập tức các môn đồ của Giăng Baptít đi theo ngài. Giăng Baptít nói ta phải hạ xuống, ngài phải dấy lên. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, môi trường nào, thì khi ý của Chúa đã đến, chúng ta phải để Chúa được lên trên hết. Phải lên trên hết. Nicodem cũng là một người thuộc về dòng người Pharisee. Gamaliel cũng là một giáo sư dòng người Pharisee. Và trong số những người Pharisee có một người tên là Saul. Người này khi sinh ra ở trong chi phái Benjamin và sinh ra là con một thị trưởng, cũng không là người Benjamin nhưng mà lại là công dân Roma, nên ông ta rất được tôn trọng và người rất sốt sáng về công việc của cựu truyền tổ của mình là luật pháp Mô-sê. Ông mong muốn được trở thành một hàng giáo phẩm trong hệ thống tôn giáo Do Thái. Ông muốn được cai trị. Nếu bắt bớ hội thánh của Đấng Christ, chúng ta xem Kinh Thánh chép gì về điều này. Cứu vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 1 đến câu 5 chép. Hỡi các anh các cha, hãy nghe điều tôi đang nói để bình vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần. Người bé nói rằng tôi là người Juda, sanh tại thành Tạt Sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Vì điều đó thì cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành Đa Mách, là tôi nơi tôi toan đi đặt bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Rất sốt sáng về câu chuyện của tổ phụ bắt bớ lại những người tin theo Chúa Jesus Christ. Nghĩa là họ cuồng đến mức độ là bất cứ một tôn giáo nào, hệ phái nào tín ngưỡng khác với họ là họ diệt, mà không để ý xem điều đó như thế nào theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cẩn thận. Đó là sao mà Chúa và chúng ta phải thắp còn để chúng ta sáng lên bằng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn tất cả mọi vật thông qua lời của Đức Chúa Trời. Chính Phaolô đã nói là khi xưa ông nhận Đức Chúa Trời bằng trí khôn và vừa ông chống lại hội thánh của Đức Chúa Trời mà ông không biết. Cho nên khi Chúa mở mắt trông rồi, ông không còn bán cái thịt vào huyết nữa, ta không dùng trí khôn của xác thịt mình để nhận biết Đức Chúa Trời nữa. Nên là chính thánh linh của Chúa làm việc trong tâm linh này. Hệ thống thần học, hệ thống nhà thờ bắt bơ chúng tôi ra. À, bởi vì họ không nhìn vào lời Đức Chúa Trời, họ vấp phạm lời Đức Chúa Trời, bởi vì họ không nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Thế thì đại chiến rất rõ về những điều sẽ xảy ra nơi ngày sau Rốt này. Vinh quang sau Rốt của nhà Đức Ba lớn hơn vinh quang ban đầu. Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Ba đã ban luật pháp của ngài cho Môi-se và Môi-se chép xuống và các đấng tiên tri sau Rốt này cũng chép xuống các lời của Chúa đã phán. Để dùng có một ngày để phán ra mà chính từ Chúa Giêsu không chép được gì cả mà các môn đồ của Chúa chép lại những gì ngài đã giảng. Ngài làm qua con người. Vì sao? Ngài ta lên là người để khí từ ngài. Nhưng mà chúng ta không tin điều đó. Vậy thì họ không tin, ai đang chứng minh họ là mục sư đến từ Đức Chúa Trời? Họ tự bình vực họ là đến từ Đức Chúa Trời, nhưng họ không tin rằng người khác đến từ Đức Chúa Trời sao? Vì họ đã đến từ Đức Chúa Trời, thì dấu chứng nào thì thấy chép họ đến từ Đức Chúa Trời? Họ quyền bình vực mình mà, họ không bình vực. Họ dùng quyền, độc tài để bắt dân sự đó, theo lệnh của họ, dọa dân sự của Chúa không được
làm theo lời của người khác, bắt bớ lại những người đến từ Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta không được phép vi phạm điều này. Chúng ta phải có sự sáng của Chúa cho lòng. Chúng ta nhìn tất cả mọi sự, xem điều gì đến từ Đức Trời và điều gì đến từ Satan. Ngay từ lúc ban đầu trong ngày ban luật pháp cho dân Israel từ núi Sinai, Giê-hô-va trời đã cảnh báo rằng hết thảy dân Israel cũng như là người là loài xác thịt đang sống lắm, nhưng mà tâm linh của họ lại đang ngồi trong bóng của sự chết. Vì thế cho nên hết thảy những người nào được nghe tiếng của Giê-hô-va trời thì hãy chọn lấy sự sống, tức là tiếp nhận, vâng giữ và tuân theo hết thảy mọi điều đã chép trong luật pháp của Giê-hô-va trời được ban cho Israel qua Môi-se, thì tâm linh của người ấy sẽ nhờ quyền phép của luật pháp đó mà được sự sống lại và sẽ được sự sống đời đời. Nhưng mà dân Israel đã không chú ý vào các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Và có thể tới đây trong dân Israel cũng không tôn trọng các mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Trời đã phán. Vì thế cho nên quyền phép của luật pháp Đức Trời đã bị hạ nhập, không thể khai phóng quyền năng của Đức Giê-hô-va có sẵn trong các mệnh lệnh của Ngài để giải cứu tâm linh của người ta ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Lời Đức Chúa đã chỉ cho ta biết mục đích Ngài tạo nên là người để tìm một dòng dõi thánh, là một dòng dõi đặt ý muốn của Đức Ba ở trên hết tất cả mọi sự. Mà ý muốn của Đức Ba là muốn là người hết thảy sẽ tiếp nhận và làm theo luật pháp của Trời để trở nên giống như Ngài. Đức Trời làm vua của mỗi loài vạn vật bằng tình yêu của Ngài. Chính quyền phép của tình yêu thương Đức Trời khiến muôn vật phục Ngài, không vì cớ Ngài toàn năng họ sợ bởi tình yêu của Ngài. Và chúng ta dùng tình yêu của mình để cảm hóa tất cả mọi vật. Và tình yêu thương là biểu tượng của luật pháp Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn ta nhận biết sự tốt lành của Ngài thông qua luật pháp của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết là tất cả các dân tộc trên đất này đều có luật pháp. Nhưng mà tất cả luật pháp đó đều dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là 10 điều răn. Mà không có luật pháp nào chống lại 10 điều răn cả. Vì tất cả người đều biết 10 điều răn là tốt lành. Bởi đây, Chúa muốn chúng ta nhận biết sự tốt lành của luật pháp đó và làm theo lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta lập theo luật pháp của Trời, chúng ta biết ý tưởng của Đức Chúa Trời. Thì thấy chưa? Đức Chúa phán ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng cả người, đường lối ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối các ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho xanh ra về cái nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về lỗ nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đi trong sự bình an, chứ mà các ngươi núi về đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cái gối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ bọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và một lớp dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Ê-sai-a 55 câu 8 đến câu 13. Nếu hệ thống nhà thờ ngồi xuống nghiên cứu cái đoạn kinh thánh ngắn này thôi, họ sẽ biết là danh Đức Giê-hô-va tốt như thế nào. Họ phải nhìn vào họ đi. Khi không có luật pháp của Trời thì họ là gai gốc trà chuông. Mở miệng ra là ganh tị đố kỵ, nơi hành đánh nhau, chia rẽ nhau, chống đối nhau. Cho đến khi họ đã làm theo luật pháp của Trời rồi thì họ được thay đổi. Nó không phải là gai gốc trà chuông nữa, có là cây sim đã ăn được, có là cây tùng có thể làm nhà được. Người ta gặp mình không còn lo là gai gốc trà chuông nữa, mà thấy là lợi yên ổn bình tĩnh. Vì lời Chúa là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 chép, Đức Chúa phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho ngươi được sự trông cậy cho lúc cuối cùng của mình. Khi nào chúng ta biết sự cuối cùng của chúng ta? Chúng ta hết thấy đều đó là những tội nhân. Thậm chí ngay khi chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta vẫn còn bước đi dẻo hai hàng giữa tội nhân và thánh độ. Nên khi chúng ta gặp khó khăn trục trặc rồi, chúng ta mới phát hiện ra chính mình sai. Mình ngẫm rằng nếu như tôi có cơ hội làm lại từ đầu, tôi sẽ không làm như thế này nữa. Điều gì khiến ta biết mình sai? Luật pháp Đức Chúa Trời. Và trong lòng chúng ta soi sáng chúng ta. Vì tự trong chúng ta, lương tâm chúng ta, tức là tâm linh ta đó có sự sáng của Chúa, có luật pháp Đức Chúa Trời trong chúng ta rồi, tự biết mình sai và biết Đức Chúa Trời là đúng. Ngay từ lúc ban đầu, lời Chúa đã tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời ưa thích cái gì. Đó là Đức Chúa Trời tôn cao lời của Ngài, là sự sống mà Giê-hô-va Trời đã ban cho muôn vật. Chúa dùng lời của Ngài tạo nên muôn vật. Và ngày nay Chúa tiếp tục nhìn vào trong loài người, xem ai là người thực lòng yêu mến Chúa. Chúa nhìn vào tất cả nơi mà có người gọi là tin Chúa, các hệ phái mặc dầu đủ các thứ tên. Chúa nhìn xem trong tất cả là ai là người tin Chúa thật,
Người tin Chúa Trời sẽ yêu lời của Đức Trời và biết Chúa ghét cái gì và Ngài yêu cái gì. Sáng thế ký đoạn 4 câu 1 thì con đang chép. Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sanh Cain và nói rằng nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Và cách đi lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng bữa nó. Đức Giê-hô-va đoán xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đưa đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cain lấy công lao của xác thịt mình làm của lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Ngài công bình. Cain dùng công lao của mình dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va. Có xứng đáng không? Hơi thở cũng của Đức Giê-hô-va, hạt giống cũng của Đức Giê-hô-va, đất của Đức Giê-hô-va, tất cả đều của Đức Giê-hô-va hết. Chúng ta lấy gì dâng cho Ngài? Đúng không nào? Chúng ta chẳng có gì dâng cho Ngài cả. Nhưng mà Abel thì khác. Abel cũng dâng của lễ, nhưng mà Abel dâng của lễ như thế nào? Abel dâng chiết đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó, dâng bằng lễ thịt của mùi thơm. Nhưng kỳ thức lúc đó chưa hề có luật pháp. Nhưng tại sao Đức Giê-hô-va lại chọn của lễ của Abel? Tôi từng thắc mắc cho nên con ơi, ta tìm kiếm xem trong tất cả người ngay từ lúc ban đầu, xem trong người được sinh ra bởi Adam đó, ai còn nhớ đến ta? Abel còn nhớ đến ta. Abel còn nhớ là ta thích cái gì? Vì ở trong lòng ta ra biết ta thích cái gì. Đức Chúa Giê-su ra từ trong lòng Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su biết rõ cha thích cái gì, yêu cái gì. Cha yêu sự công bình. Sự công bình là chúng ta phải biết cha ta yêu cái gì và chúng ta dâng cái đó cho cha mình. Tôi có cái gì để dâng? Mà sức lực tôi có đến từ Chúa. Vì Chúa tạo nên tôi để làm gì? Tôi biết mục đích Chúa dâng tôi để tôn cao danh Ngài. Vì danh của Ngài là cái gì? Là rêu ba đứng từ cứu hàng hiệu. Lời của Chúa ban cho ta được ví là chiên và bò. Là sự cứu chuộc chúng ta. Như vậy là Abel tự cho lòng của Abel đã biết Đức Chúa Trời yêu thích cái gì. Cái điều gì mình có? Chúa ban cho mình cái gì? Hôm nay chúng ta biết Chúa thích cái gì? Kinh Thánh chép, Chúa đã khiến cho lời của Ngài được tôn cao và danh thiên Ngài. Tại sao vậy? Vì lời của Chúa là sự sống cho muôn vật. Lời của Chúa là sự sống cho chúng ta. Chúng ta biết tôn vinh Đức Chúa Trời về điều Ngài ban chúng ta. Không phải là tiền bạc của cải khác, cái đó chúng ta cần, Ngài không cần. Chúng ta cảm tạ Chúa vì chính Ngài đã ban lời của Ngài cho chúng ta. Lời đó cứu cho chúng ta, lời đó khiến ta biết Ngài. Và tôi làm công việc, đây là công việc tốt nhất là người chúng ta cần phải làm. Abel đã làm. Hình bóng của chiên lòng của mơ đó là hình bóng về lời của Đức Chúa Trời. Khi tôi nhận được điều Chúa bày tỏ ra, tôi không để đến ngày mai. Tôi làm ngay ngày hôm nay để tôi chia sẻ. Trong ngày thứ 6, ngày thứ 7 đã định vị Chúa rồi. Ngày đó tôi ngồi xuống Chúa bày tỏ ra. Và tôi nhận được, lập tức tôi chia sẻ ra, tôi vui mừng cảm tạ Chúa. Vì tôi biết đây là điều Cha muốn. Điều Chúa muốn là chúng ta được cứu chuộc. Điều Chúa muốn là chúng ta được phục hồi lại sự sống của chúng ta. Và đó là lời của Đức Chúa Trời. Vì Chúa mang lại cho Môi-se, nếu người lập tức một bàn thờ vào đất, thì trên đó là dân chiên và bò. Có nghĩa là Môi-se là người đại diện cho Chúa Giê-su. Môi-se là người đại diện giảng luật pháp cho dân sự của Đức Chúa Trời. Giảng luật pháp tức là chúng ta dạy dân sự của Chúa biết sử dụng ngôn điểm của mình trở thành bàn thờ dân của lễ cho Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời thích cái gì? Ngài muốn ta cảm tạ Ngài những điều gì chúng ta nhận được. Vì trong hàng ngũ ta có 10 người. Người đều cảm ơn Chúa ngày cho con mua nhà, cảm ơn Chúa ngày ban cho cái xe, cảm ơn Chúa ngày ban cho con người mình đẹp, cảm ơn Chúa ngày ban cho con nghề nghiệp. Cuối cùng có một người cảm ơn Chúa đêm qua Chúa cho con chiêm bao, Chúa giảng lời của Chúa cho con mừng quá. Đứa nào Chúa yêu, đứa cứ nhận chiêm bao cảm tạ Chúa vì điều Chúa cho. Chiêm bao nó không nhận gì trên tay nữa cả, nhưng mà nó cảm tạ Chúa vì đó là sự mầu nhiệm Chúa bày tỏ cho nó biết lời Đức Chúa Trời. Nó cảm tạ Chúa quý hơn tất cả mọi thứ xác thịt người ta nhận được, đúng chưa? Abel dâng điều tốt nhất, chiên đầu lòng cùng mỡ lòng. Chiên đầu lòng, chưa thấy chiên lòng biết là gì không? Đó là chuyện giống như khi Noe ra khỏi tàu, Noe không giữ lại những con của vật quý nhất và dâng cho Đức Chúa Trời. Và đó là hiểu được mình không? Ông không nghĩ rằng ơi, nếu như con này thì lấy con nào làm giống nữa? Ông không nghĩ được đó. Ông nghĩ muốn Đức Ba là trên hết. Chúa bảo Abraham dâng con đầu lòng của mình cho Đức Chúa Trời. Abraham chấp nhận. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn. Tôi không kể đó là của tôi không, đây là của Chúa cho tôi. Ngài biết tôi yêu quý nó, Ngài thử tôi, tôi dâng luôn. Ngài biết tôi ra khỏi Việt Nam để đến Canada để sinh nhật cuộc đời của mình. Khi tôi bắt đầu có nhà, có xe, Ngài kêu gọi tôi. Ngài không kêu gọi trước. Ngài thử xem tôi có tin Ngài không? Tôi tin. Ngài bảo tôi ra. Tôi bỏ tất cả, tôi đi ra, vui mừng đi ra. Chúa thử chúng ta, cái điều gì chúng ta dâng cho Chúa là tốt nhất đây? Sự bằng lời. Abel đã hiểu ý của cha, bởi vì trong tâm linh Abel vẫn còn nhớ đến Chúa, nên được gọi là người công bình. Nên người công bình này vẫn nhớ là Ngài là cha tôi.
Và tôi biết sai, tôi ít yêu cái gì, tôi dâng cho ta cái đó. Không phải là Ngài khinh rẻ cái công lao của cái ý, không phải. Ngài thử sẽ cho được ấy, ai là người còn nhớ đến Ngài. Vì thực tế trong lòng chúng ta còn nhận biết đến Chúa mà, một con biết mà. Vì người này giảng ra không cao quá sức chúng ta đâu. Chúng ta bị lu mờ bởi vì tội lỗi của xác thịt thôi, nhưng mà trong tâm chúng ta vẫn còn nhớ đến Đức Chúa Trời. Vậy nếu ta nhớ Chúa, chúng ta phải biết rằng Chúa thích cái gì. Bởi lỗi chúng ta thấy có ba người Chúa giao cho, một người 5 ta lân bạc, người 2 ta lân bạc, một người 1 ta lân bạc. Hai người làm lợi ra, Chúa đều khen hết. Nhưng kẻ mang chỗ đâu đi, Chúa bảo nó kẻ gian ác, vứt ra ngoài. Chúng ta phải biết Chúa đã yêu mến cái gì. Ngài yêu lời của Ngài. Thực tế, Ngài có toàn quyền. Ngài ban lời của Ngài cho chúng ta để cứu chúng ta. Vì chúng ta phải tận dụng thì giờ để học, để biết lời của Chúa, để làm chứng cho người ta, để người ta đừng giấu đi. Nên Chúa nói, hãy cẩn thận về cách các người sẽ nghe. Sẽ ban cho kẻ đã có, để được có được thêm. Nhưng lấy đến kẻ nào tự mình có. Tôi càng ngày tôi càng có dư dật. Tại vì khi tôi nhận được từ nơi Chúa, tôi vui mừng. Tôi vui mừng vì tôi có đồ để ban cho anh em tôi. Tôi vui mừng vì có bánh để cho sự của Chúa. Tôi vui mừng có sự sáng của Chúa trang bị để cho người khác biết. Tôi không phải là người bố thí. Tôi là người chuyển giao điều gì Chúa giao tôi. Như David đã mang bánh và phục lan cho anh em mình ở trên trận. Đó điều Chúa muốn. Cho đến khi sau đốt này, Đức Chúa vẫn tiếp tục tìm kiếm cái dòng dõi thánh này theo tiêu chuẩn của bổn tánh Ngài. Là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Jesus đã tỏ ra qua lời cầu nguyện của Ngài đối với Đức Cha chúng ta xem. Giăng 17 câu 1 đến câu 8 chép. Đức Chúa Jesus phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời và rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xa thịt. Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vẫn có nơi Cha trước khi cho con thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ thế gian, họ vẫn thuộc về Cha. Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng một sự Cha đã giao cho con đều là từ Cha mà đến. Thì con đã truyền cho những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy. Thì biết quả thật rằng con đến từ nơi Cha và tin rằng đây là Cha sai con đến. Đây là điều quan trọng nhất Chúa bày tỏ. Đây là điều vô cùng quan trọng chúng ta phải biết. Chúa tìm cái điều này. Chúng ta có nhận biết rồi đến Đức Chúa Trời không? Bọn hệ thống của tôi không nhận cái điều này. Bất cứ điều gì khác với họ là hạ trống. Họ tìm cách diệt giống người Pharisee vậy đó. Họ là ai ở trước mặt Đức Chúa Trời mà họ lên mình kiêu ngạo vậy? Họ không nhìn vào lời Đức Chúa Trời. Họ không sống trước Đức Chúa Trời. Họ sống với xác thịt của họ và họ sẽ ở một mình giữa xứ. Ở đây Chúa tôi ta biết là Chúa đã báo cáo Đức Cha những kẻ mà Cha đã giao cho Ngài và Ngài đã giao giảng lời Cha truyền cho Ngài cho họ. Họ đã nhận biết, họ đã nhận lấy và những quả rằng còn đến từ Cha. Chúng ta có nhận biết lời này đến từ Cha không? Thái độ chúng ta như thế nào? Tôi nhắc nhở chúng ta hãy cẩn thận về cách chúng ta nghe. Cái thái độ chúng ta liên quan đến bài giảng này, cái thái độ chúng ta vô cùng quan trọng ở trước một chút khi ta nghe lời này. Chúng ta biết có trách nhiệm của mình ở trước cái điều gì Chúa ban cho không? Đây là điều gì mà tôi nhận được từ Đức Chúa Trời, không phải tôi khoe mình. Đây là đến từ Đức Chúa Trời, tôi xoa xuống đúng tư cách của một tôi Chúa để trang bị lại cho dân sự của Chúa. Cách có trách nhiệm, có bằng chứng không chối cãi được Chúa bảo được. Không phải chối cãi rằng không có bằng chứng. Tôi lại có trách nhiệm, anh em có bằng chứng để về kiểm tra lại, học lại, vì đây là của anh em. Chúng ta có vui mừng vì cớ Chúa đã tin cậy và giao nhiệm vụ này cho chúng ta không? Chúng ta vui mừng không? Hay là có là cái nhằm? Hay là ta có là một thủ tục tôn giáo? Nếu ta không vui mừng những cuộc báo này mà Chúa lo công việc của xác thịt mình thôi thì chúng ta khốn nạn hơn hết. Đứng lo với tài sản của thế gian, Chúa đã đứng công bình. Nếu ta xây bất cứ công việc gì, chúng ta gieo bất cứ hạt giống nào, chúng ta đã gặp nó trong sự công bình. Nếu ta gieo sai, chúng ta sẽ bị cắn nuốt. Nếu ta đúng, ta sẽ gặp lại trọn vẹn. Cái gì của Chúa thì thuộc về Chúa, cái gì của thế gian thuộc về thế gian. Ngài công bình. Khi theo Chúa rồi thì hãy đến Chúa, bỏ mọi sự lại phía sau, giao Chúa cải trị. Tôi đã làm điều này trước mặt Chúa, tôi nói Chúa lại Chúa, Ngài công bình. Con bị xử phạt là xứng đáng vì con đã từng biết có Chúa nhưng con không tìm kiếm Chúa. Con đã giao cuộc đời con cho kẻ ác, con kết hợp làm một với kẻ ngoại đạo. Thì bây giờ Chúa gọi con ra, con bỏ lại mọi sự.
Cái gì thuộc về con, thưa chúa của mình, chúa cho con hưởng. Còn không, cho họ lấy đi. Không tranh chấp. Tôi nghe. Khi ra rồi, tôi cảm tạ Chúa ngài công bình. Tôi xin đáng như vậy. Tôi không hề buồn phiền vì cớ tôi bị người ta bóc lột. Tôi vui mừng vì cớ ngài giải cứu tôi, ngài tha tội tôi và ngài giải thoát tôi khỏi đó. Tôi không vui mừng vì cớ tôi được đi thay nhiều không. Tôi vui mừng vì tôi được giải thoát khỏi cách tôi mọi tật tội lỗi. Tôi vui mừng vì ra thì sư biết, bạn tôi biết. Ở đây chú Sư cho ta biết. Và sự sống đời là những bí tích của cha. Tức là tôi chưa có một và thật cùng Giê-xu Christ là đấng cha đã sai đến. Ngày nay có rất nhiều người mong muốn được sự cứu chuộc nhưng mà họ không nhận được. Vì Kinh Thánh nhất sự sống đời là nhìn biết cha. Ai tỏ chúng ta biết nhìn Đức biết được cha? Ai tỏ cho chúng ta lời Đức Chúa Trời? Văn tự nói như vậy, nhưng mà Thánh Linh của Chúa mới tỏ chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng thần linh tối cao. Nếu biết Chúa tức là biết bổn tánh của ngài, tình thương của ngài, sự ngoan ngoãn của ngài và muốn hiệp một với ngài. Sự biết đây là được vào trong ngài, được ngài động chạm đến. Ngài mở cái lòng chúng ta ra và ta hiểu biết được. Chú bạn ta chỉ như con nít ấy. Con nít nó nhận biết mẹ đó qua mùi thịt. Có mùi của da thịt mẹ nó. Rồi bắt đầu mới hình ảnh, rồi mới tiếng nói. Ngay từ trong tâm linh nó nhận biết mẹ nó đến. Khi được mẹ nó bế rồi, nó chưa biết nhiều đâu, nhưng mà nó càng ung dung lắm. Rồi một tay thì cầm vũ, một tay cầm chân, nhắc như nhắc thơ, thưởng thức cái sữa của mẹ nó, bình an vô sự. Cứ mà cho nên con nhít khi nghe lời Chúa có vui mừng không, có sung sướng không? Ở đây chúng ta đang học về cái đề tài. Nếu sự công bình chúng ta không chối cho sự công bình của người Pharisee, chắc chúng ta không vào nước Đức Chúa Trời. Đồng nghĩa việc không biết Đức Chúa Trời thì làm sao hưởng được dinh dưỡng để có sức đi theo Chúa được. Khi ta đói, chúng ta cần được ăn được uống để có sức phụ lại. Mà chúng ta đứng bên cạnh nó, cái tủ nó khóa lại rồi. Trong đó cái tủ đó đủ đồ ăn, nhìn thấy nó mà không mở được ra, không thể đập được. Phải có tiền bỏ vào mới mở ra được rồi. Ai cho ta tiền bây giờ? Chúng ta phải trả giá là có tiền phải không nào để mua đồ. Thì chúng ta đi ra Chúa cũng vậy. Chúng ta biết rõ ràng sự sống của linh hồn chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Mà nếu ta không kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, chúng ta không nhận biết kinh nghiệm của luật pháp công bình của trời quan trọng như thế nào, chúng ta chỉ lo cho xác thì mình đi. Chúa là đấng nghe tương, ngài không cho chúng ta biết được lời của Chúa đâu. Chúng ta không thể vừa theo Chúa vừa theo ma môn được. Chúng ta phải có sự hiểu biết chính xác để chọn cho mình một con đường duy nhất. Trước khi tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình hôm nay, rồi cái phần chúng ta tìm được là Chúa sẽ cho, còn Chúa xin nuôi. Những người dòng Pharisee nhận biết giá trị của luật pháp mà Giê Phúc Giê đã ban cho dân xem qua Môi-se và họ tách riêng mình ra. Và ý nghĩa của sự tách riêng đó gọi là Pharisee trong tiếng Hebrew đó. Họ tách mình ra khỏi những người Giê-xu-đa khác. Những người dòng Pharisee đã lấy trí khôn của xác thịt mình mà chiếm đến ngôi vị của Môi-se và tôi cho mình quyền giải nghĩa Kinh Thánh, nhưng không phải để tôn vinh danh Đức Giê-va mà để tìm kiếm sự nhìn đến từ con người. Và họ trở thành kẻ ngăn trở công việc của Đức Giê-va. Họ ngăn trở bằng cách nào? Họ dạy người ta làm theo luật pháp. Như khi ta có lạ của ông dạy mình không ăn trộm mà ông ăn trộm. Ông dạy mình đừng phạm tội tà dâm và ông ấy chu nhà là vào gái phạm tội tà dâm ông đâu. Vậy thì họ phá luật pháp bằng chính công việc của họ. Họ ngăn trở. Chúng ta nghĩ như thế nào? Khi xem cái video một vị mục sư người ta tôn trọng đứng trước cả triều dân trên mấy video quay. Ông nói tôi có làm yêu mến Chúa và tôi đang bị ung thư, tôi yêu mến Chúa. Những người mà mới tiếp nhận Chúa đang cầu mong được tin lành đến chữa lành mình. Mà bây giờ nghe mục sư ông là nghĩ yếu mến Chúa và ông bị ung thư, thất vọng ngay lập tức. Nếu người đó biết Kinh Thánh và ông ơi, ông nói thiên nghịch rồi, là sao tin được bây giờ? Rõ ràng là Chúa xuống đến để cứu chuộc chúng ta. Chúa dạy các môn đồ của Chúa ban quyền năng phép tắc trị quỷ chữa bệnh. Sai họ đi để khiến sống kẻ chết, chữa lành kẻ bệnh, trừ các quỷ. Vậy mà ông hôm nay ông là mục sư mà ông lại bị ung thư. Vậy thì ai là người chữa lành cho chúng tôi? Đây, dạ người Pharisee hiện đại ấy. Chúa Giê-xu đã phán với thảy những kẻ sẽ tin đến danh ngài. Cho nên các công đồ của Chúa như thế này. Vì ta phán cho ngươi rằng nếu sự công bình của ngươi chẳng trôi hơn sự công bình của các thầy tôn giáo và người dòng Pharisee thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Ma-thi-ơ 5:20. Chứ sự công bình được chép trong 20 trên là chữ Dikaiosune số 1343 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là thái độ đúng đắn, sự ngay thẳng, phẩm chất trong sạch, thánh khiết, vô tội, công bằng trong hành động, trong lời nói, trong công việc làm, trong tư tưởng được tỏ ra qua thái độ và làm việc làm, căn cứ trên nền tảng của lời Đức Trời. Nếu thái độ của ngươi không đúng đắn, không ngay thẳng,
không có phẩm chất trong sạch, không thánh khiết, mà là có tội lỗi, không có bằng cho hành động mình, không có bằng cho lời nói, không có bằng cho việc làm mình, không có bằng cho sự tư tưởng và cái thái độ, không có bằng, không có nền tảng lớn của trời, thì làm sao người có thể vào được nước Đức Chúa Trời? Bây giờ chúng ta nhìn đi, chúng ta là người tin Chúa mang danh người của mình, vậy thì trong cái tiêu chuẩn này, chúng ta có thái độ đúng đắn với lời của Chúa Trời không? Chúng ta có sự ngay thẳng, chúng ta có phẩm chất trong sạch, thánh khiết vô tội, công bằng cho hành động, cho lời nói, cho việc làm, cho tư tưởng, tu tổ qua thái độ việc làm, căn cứ trên nền tảng của lời của Trời chưa? Chúng ta có chưa? Khi ngồi nghe lời Chúa buồn rười rượi. Vì sao? Vì kinh doanh thất bại, khó khăn trục trặc, vì sai lầm, kéo theo sai lầm này, kéo theo sai lầm kia, rắc rối, rối mù lên, không có tâm nào mà nghe lời Chúa cả. Không có thái độ công bằng. Ai khiến chúng ta bị rắc rối? Chúng ta chứ ai? Chúng ta con cái của Trời, là con cái của Đấng khôn ngoan. Tại sao không khôn ngoan mà để bị người thế gian nó lừa đảo? Hãy trở lại nguồn gốc của nó đi. Đều do chính chúng ta hết. Vì chúng ta đã không để lời Chúa cai trị mình. Cho nhớ chuyện, những người bắt được người đàn bà phạm tội tà dâm đưa đến trước mặt Chúa, rồi xin Chúa xét xử như thế nào? Ý là lúc người nói trong các ngươi ai là người không có tội, trước hết ném đá người. Những người già cả đi ra trước, vì họ nhận biết mình có tội. Cuối cùng chẳng có người ném đá người đàn bà đấy cả, vì tất cả đều có tội. Điều này có nghĩa rằng nước thiên đàng đã được Đức Trời bằng lòng ban cho chúng ta. Vì sao? Thì trong dấu ước Chúa đã phán, xong ngày đó Ngài sẽ lập dấu ước của chúng ta, đó là Ngài đặt luật pháp của Ngài vào trong lòng chúng ta và trong trí khôn chúng ta. Vì Ngài yêu chúng ta đã không thể tu sức mình để nói cho luật pháp của Chúa để được sự sống lại được nữa rồi. Bây giờ Chúa làm mọi sự cho thông qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá rồi. Bây giờ Chúa đã giải thoát trong lòng chúng ta, tức là Ngài trả tất cả mọi món nợ tội tổ phụ chúng ta đến bây giờ là chấm dứt, và bây giờ chúng ta bước theo Ngài. Ngài đổ thân của Ngài trên chúng ta. Mặc dù chúng ta chưa hoàn hảo, thần của Chúa vẫn sẵn sàng chịu nhục chúng ta. Tôi nhớ được có vụ chúng tôi phải mổ một ca bị ung thư, tức là phải ung thư, bị viêm phúc mạc do một bị thủng ruột thừa để quá muộn. Khi cả cái căn phòng đó khi mở ra rồi, bác sĩ trưởng nói là mở cái cửa sổ ra, bật quạt, thổi ra đi, hôi quá không chịu được. Nhưng không thể bỏ bệnh nhân đó được. Tất cả đều đang đây, trực tiếp cái mũi sông lên, tất cả người phải chịu cái hôi của cái bụng nó thối kinh khủng lắm, phải ngồi đó, phải phun nước vào đó, rút ra, phun vào rút ra để rửa sạch ổ bụng nó đầy phân, trong đó là rút sạch nó đi để mà làm sạch đó để khâu lại, không bỏ trốn được, phải chịu trận. Bệnh nhân nó mê đến gì đâu, tất cả đều được găng hết, thở tới đâu lại ra vào chỗ này thôi, không có gì khác cả, không có bình chống không khí hóa học như quân đội được, phải chịu trận. Chúa phải nhìn cho chúng ta bởi hồi hãm của xác thịt mình để dìu dắt tâm linh chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúng ta đâu có sạch, tư tưởng đều sự giá đã không ạ? Ngài biết ta bị bán cho tội lỗi, mà Ngài muốn chúng ta biết chúng ta bị bán, và chúng ta muốn được chuộc thì phải tranh thủ bằng mọi cách nhanh chóng để ra khỏi cái món nợ đó chứ. Nhưng mà chúng ta không, từ từ Chúa ơi, còn tiếc của lắm. Con không lao, con rời từ tù, từ Bắc vào Nam, bây giờ con cốt nhà cửa đất đai, bây giờ phải đơn giản lắm, Chúa cho con thời gian. Thái độ đó không công bình, thái độ đó tự giết mình, vì chính mình không quý sự sống của linh hồn mình muốn quý thế gian này. Cái thái độ chúng ta là phải hiểu rõ, thái độ ta phải đúng đắn với lời của Chúa. Ngài cho ta giống như khi xưa Chúa để dân gian làm tôi mọi, Ê-tô 435, họ kinh nghiệm làm tôi mọi cho một sứ không thuộc về mình, nhưng mà Chúa đưa họ ra rồi để đưa họ vào sứ đường sứ mật, cái sứ mà họ không phải xây nhà mà có nhà, không phải đào giếng mà có giếng, không phải trồng cây mà có trái ăn, có bầy chiên bầy bò, nhưng họ không có thái độ đúng với Chúa. Họ làm bằng oán trách, họ nói với Môi-se là ấy tôi không có mồ mả đất để cho tôi sao mà đưa tôi vào đồng vắng. Họ vô tín, họ làm bằng oán trách và Chúa khiến họ chết trong đồng vắng. Họ không có thái độ đúng đắn với Chúa. Vì thế mà chúng ta tự xem mình có thái độ đúng đắn với sự cầu nguyện của Chúa chưa? Chúng ta lên đây dự, chúng ta thấy những bao nhiêu người đã dự chúng ta rồi họ bỏ đi vì cái gì? Chúng ta xem Chúa đối xử họ ra sao? Họ gian lận với kẻ lên cận mình, lừa đảo, cướp nhà cửa. Có kẻ ngồi đây, đến đây để có tiền bên Mỹ trợ cấp cho, không phải đến vì cơ Chúa, vì đến đây có tiền. Thế còn có bạn ở đây, mình kia hỏi phố nhà ơ, người này vẫn còn nhóm tại đây là có tiền vì về hàng khác. Có phải vì Chúa đâu? Không, họ giả hình. Họ đến nghe lời Chúa rồi, nhưng họ vẫn tay trong tay ngoài lừa đảo nhau để chiếm đoạt thân thể của nhau, rồi bắt đầu họ cắn xé nhau.
họ làm rối loạn vào thánh của Chúa, Chúa đuổi nó đi, không ai đuổi nó cả. Họ không có thái độ đúng đắn, họ không sự công bình đối với Chúa, thái độ sai, không sự ngay thẳng, không có phẩm chất trong sạch trong lòng họ, đầy tội lỗi, không có bằng trong hành động, trong lời nói hoặc trong việc làm, trong tư tưởng họ không xứng đáng với Chúa. Cho nên là cái sự công bình này phải trỗi hơn có nghĩa là gì? Phải vượt trội hơn, giỏi dư dật trong sự tôn trọng, trong sự kính trọng, trong các vấn đề, trong các nghi lễ, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi môi trường, trong mọi thời gian, trong mọi thời đại. Trong bất cứ hoàn cảnh thế nào, không ăn theo Chúa Thương, tôi vẫn phải có sự công bình của tôi đối với Chúa. Vì sao? Vì chúng ta biết là cả cái vũ trụ này đều trong tay Đức Chúa Trời. Chúng ta thử đi vào một trong cái nhà máy, ví dụ nhà máy chế tạo xe, hoặc xe máy, hoặc xe hơi, hoặc máy bay. Mỗi một phân xưởng, mỗi một con người được giao công việc rõ ràng. Tất cả đều làm đúng cái thủ tục đó, không ai tranh chấp của ai cả. Để cuối cùng có sản phẩm đi ra. Họ tôn trọng công việc đã được giao cho mình. Vì sao? Không ai bắt buộc họ. Họ cần đồng tiền, ông chủ cần có công nhân làm việc. Tất cả đều hợp đồng với nhau làm việc. Thì chúng ta phải biết là trong xã hội này đều do Chúa dựng nên. Ngài khiến tất cả mọi sự va chạm với nhau. Kinh Thánh nhất là sắt mài nhọn sắt. Chúng ta đã biết Chúa tạo nên muôn vật để sáng sấy luyện lọc. Ngài tạo nên Israel, Ngài cũng tạo nên Philippines để sáng sấy Israel. Nếu Israel kính trọng Chúa với Chúa thì Philippines làm tôi mọi cho Israel. Nhưng khi Israel bỏ lời Chúa, lập tức Israel tấn công lại Philippines, tấn công lại Israel. Khi Israel không chịu phục luật pháp của trời, Babylon sang cướp tất cả mọi sự đi. Khi Israel đang hối cải, Chúa khiến nó trả lại tất cả mọi sự. Tất cả điều đó là quyền tể trị của Đức Trời. Chúng ta phải tập vâng phục. Chúng ta có vâng phục không? Dân Israel không vâng phục mà lại như thứ ba. Họ chống lại tiên tri Jeremy. Họ nói tôi đã tin Chúa rồi thì không ai quyền cướp cái nhà của tôi cả. Nhưng Chúa nói cái nhà ngươi không có. Khi ngươi tin theo ta, làm theo lời ta cho ngươi đất, cho nhà là của ta hết. Khi ngươi không làm theo, ta lấy nó đi. Quyền của Chúa. Phần lớn người ta không biết điều đó. Có người đến đây với cái vẻ mặt kẻ thù nghịch của Đức Trời. Chống lại Chúa. Vì sao? Vì tôi khó khăn, tôi xin Chúa ban phước này, không ban phước cho. Là sao Chúa có thể ban phước cho kẻ ăn cắp của Chúa được? Thái độ không đúng. Chúng ta phải biết chúng ta đang ở trong cái môi trường sàng sảy của Chúa. Chúng ta phải vui mừng vì cớ chúng ta được sàng sảy. Kinh Thánh chép, nếu chúng ta không bị Chúa xử phạt, chắc chúng ta là con ngoại tình, không phải là con đẻ. Còn nếu ta là con đẻ của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa xử phạt. Vậy thì chúng ta còn nghe lời Chúa đây, tức là Chúa đang xử phạt chúng ta. Chúng ta phải vui mừng, có thái độ đúng với Chúa để làm theo lời Chúa. Tôi biết rõ tất cả mọi điều này. Bởi đó, tôi giảng lời này không phải chỉ cho anh em ở đây, có biết bao nhiêu người nữa, họ không được nghe như chúng ta. Nên chúng ta phải có thái độ đúng đắn và trỗi hơn người Pharisee. Chúng ta phải hiểu đúng sự trỗi hơn sự công bình của người Pharisee và thầy tôn giáo mà Chúa đã bán đó. Đó là chúng ta phải nhận sự thật. Ta xảy đến trong ngũ người Pharisee như Sau Lơ vậy. Sau Lơ sốt sắng về câu chuyện của tổ phụ mình là luật pháp của Môi-se. Ông làm việc đó để ông được lên cai trị. Ông không biết luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông thuộc, ông hiểu, nhưng không biết luật pháp trời ban cho mình có tác dụng gì cả. Ông đến đó là một cơ hội để tiến thân. Biết bao nhiêu người đã nhân luật pháp này mà làm cơ hội tiến thân. Đầu tiên là làm sao được thân với mục sư của thánh địa phương để có cảm tình. Rồi bây giờ được giới thiệu để học khóa này khóa kia. Rồi có chứng chỉ rồi để lên cao để làm chức mục sư. Có bằng rồi nên làm sao làm quen với được quyền để mà cho mình một cái cơ sở để làm chủ tọa chứ. Lên lõi vào cái dòng mafia này, mafia tôn giáo này. Chúa ghét cái đó. Họ không sống vì ý muốn của Chúa được nên. Họ sống cho xác thịt họ để họ được tôn trọng. Giống hết những người Pharisee như Phaolô khi xưa đó. Ông xuất sắc cứu trường một tổ của mình để ông có được cái tờ lệnh của các thầy tới đây cả để đi bắt bớ người ta. Ông đi sự bắt bớ làm vui để ra ông trung thành với cái đảng này để ông được làm giáo sư giống Gamaliel, giống như Nicodem. Chúa ban luật pháp để cứu chuộc tất cả mọi người. Vì Chúa đã định tất cả những người trên thế này được làm con kế tự Ngài. Đó là quyền cao nhất. Chúng ta phải vui mừng vì cớ Ngài đã định chúng ta được làm con kế tự Ngài. Chúng ta phải vui mừng vì cớ Chúa tìm được một người tôi tớ sẵn sàng làm tất cả mọi sự cần thiết nhất chúng ta có cần để được học, biết về Chúa nhanh hơn, tốt hơn, đầy đủ hơn so với người khác. Tôi tạ ơn Đức Trời vì cớ Ngài cho tôi cái ơn này. Thần của Chúa giúp tôi làm được công việc này. Quý vị không tìm một người thứ hai làm như thế này. Không có bảy giảng nào giảng đến 6 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ cả. Người ta không soạn bài như đúng như thế này đâu. Họ sợ lắm quý vị. Họ sợ trách nhiệm lắm.
Các mục sư ở bên Mỹ mà giảng ra in tạp chí magazine ấy, hai mặt là hết. Rất cẩn thận, từng ly từng tí bọn đi lên sợ bắt bẻ, để không bắt bẻ được lời của họ. Tôi vẫn là kẻ nhát gan, trốn trách nhiệm. Bất cứ điều gì Chúa tỏ, tôi yên xuống. Đây là bằng chứng. Bằng chứng tôi đây, trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Thiên Sứ, trước mặt ác quỷ. Đây là bằng chứng tôi tin cậy đây Ngài. Tôi không hổ thẹn vì điều tôi đã soạn ra. Vì đây là điều tôi biết khi tôi làm điều này, ma quỷ biết. Và nếu tôi sơ xuất, nó là kẻ vui mừng trước hết, nó đánh tôi. Mà tôi không nhìn vào nó, tôi nhìn ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi soạn xong rồi, bây giờ tôi in xuống đủ 16 trang chưa? Khi bật máy in lên, sai máy in, nó giảm đến 17 trang mà không được rồi, có gì sai rồi. Tôi phải chỉnh lại cho chính xác rồi, bắt đầu in ra. In ra thấy có lỗi chính tả rồi, buồn lắm chú ơi. Anh em người đầu tiên đọc sẽ có lỗi chính tả. Sau đó tôi đọc lại, tôi sửa lại. Rồi sau đó tôi mới đưa lên Internet, có trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi không muốn anh em đang đọc bị cái sạn, đang cơm ngon bị cái sạn khó chịu lắm. Đang đọc được Chúa bị cái lỗi ngơ ngẩn rất là buồn cười. Thái độ chúng ta phải cẩn thận là trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa chọn cho tất cả người chúng ta xem chúng ta có cẩn thận trong việc nhỏ không. Nếu ta trung tín cho việc nhỏ, Ngài cho chúng ta có trong nhiều. Tôi muốn chúng ta đối diện với cái tiêu chuẩn này. Đây là điều Chúa phán. Đừng vui khi Chúa của trách người Pharisee. Nhưng mà Chúa vẫn còn nói là Chúa mắng họ bởi vì Chúa muốn họ sửa sai để được cứu. Chúng ta phải thật cẩn thận. Vì đây là Chúa cho ta lời của Ngài để chúng ta so sánh. Cái lý do mà Chúa Jesus của trách người dòng Pharisee đó, đó là động cơ mà người Pharisee đã sống bề ngoài. Người ta tưởng là người tôn kính Chúa, yêu mến luật pháp trời. Nhưng mà nó là cái giả hình bên ngoài. Chúa ghét cái sự giả hình vô cùng. Những gì họ bên ngoài đó mà không có được họ là ích chi. Đừng thể không muốn ơn của Chúa ban cho là người để trở thành cái cớ khiến họ chết. Hay không muốn các ơn của Chúa ban cho trở thành vật cám dỗ. Hay không muốn Lucifer phạm tội. Hay không muốn cái thiên sứ thiên đàng trở thành ma quỷ. Tự họ muốn làm điều đó thôi chứ Chúa không muốn. Chúa nhìn xem là chúng ta khi ta nghe lời Chúa của trách chúng ta có ăn năn không? Có hạ mình không? Cái gì mình sai rồi. Luca đoạn 11 câu 37 đến 54 chép này. Đức Chúa Jesus đang phán có một người Pharisee mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài ngồi vào bàn ăn. Người Pharisee thấy Ngài không rửa tay trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng: "Hỡi các ngươi là người Pharisee, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dại dột, Đấng đã làm bề ngoài há không làm nên bề trong nữa sao? Thà người lấy của mình có mà bố thí thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi người Pharisee, vì ngươi nộp 1/10 về bạc hà hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Trời thì ngươi bỏ qua. Ấy là việc các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho ngươi người Pharisee, vì ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho ngươi vì ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Một thời dạy luật bèn cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Jesus nói rằng: Khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây bồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy các ngươi làm chứng và ưng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, có ngươi lại xây mộ cho. Vì nên sự khôn ngoan của Đức Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó. Chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia. Họ cho huyết của mọi đấng tiên tri đổ ra từ sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi. Từ huyết Abel cho đến huyết Satani bị giết dưới khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết đấy. Khốn cho các ngươi là thầy giả luật, vì ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết. Chính mình không vào, mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Chúa ra, Giê-xu ra khỏi nơi đó rồi, các thầy thông giáo người Pharisee bèn ra sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và làm mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Cho đến thời kỳ sau đó này, dòng dõi giáo luật như Giăng Baptít đã mắng người Sa-đu-xê và người Pharisee vẫn đang phát triển, và rất nhiều người trong hệ thống của những người đó phải gọi những người đó là những người Pharisee hiện đại. Như tôi nói, xét cho cùng, những người Pharisee hiện đại đó không đáng xét xét của người Pharisee ngày xưa. Bởi thực sự người Pharisee như kia còn đáng tôn trọng hơn. Bởi vì sao? Ít nhất còn một công bố luật pháp của Chúa là hẳn còn đến một đời. Tin có sự sống lại. Ít ra những lời làm chứng vọng còn có ích lợi người khác tin thế, đúng không? Còn ngày nay người Pharisee hiện đại này khiến người ta không tin đến Chúa nữa. Nghi ngờ luôn. Nhưng mà đáng khổ thay cho kẻ biết thì đó là Pharisee hiện đại mà không đi ra. Không đi tìm chỗ nào đó khác hơn tốt hơn.
biết đó là phải xịn đặt những vấn đề đó. Vậy nên người đó amen, chịu trần, ngồi đấy nghe, dưới nghĩa phần 10 cho đó. Thế đó có Chúa đâu mà dân phần 10. Dân ai chứng nhận, ai ban phước cho bây giờ. Mà có dân đúng đâu, không đúng đúng. Vì họ dạy sai. Từ do ý chí của dân bao nhiêu thì dân. Cuối cùng khiến dân dự ăn cắp Chúa. Ai là người tin Chúa thật? Ấy là người tiếp nhận vâng giữ và tuân theo hết thảy các mệnh lệnh mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy, và tâm linh của người ấy phải nhờ quyền phép của Thánh Thần và của Thánh Linh mà được tái sanh, hầu cho được thấy Đức Chúa Trời và sẽ được vào trong Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta nước thiên đàng của Ngài, nhưng mà chúng ta có thể vào được đó hay không? Ngài đã cho rồi, nhưng mà chúng ta không thể vào được nếu chúng ta không có sự công bình đúng như Chúa đã phán đầy. Chúng ta phải trả một giá mà xứng đáng điều Chúa ban cho. Vì nếu ta không vào nước Đức Trời, điều đó có nghĩa như thế nào? Về nước thiên đàng là gì? Nước trời là gì? Chứ nước đây là kingdom. Basilia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là hoàng gia của vua, nền tảng của quyền phép, sự cai trị. Đó là lời của Đức Trời. Nicodem đến với Chúa Giêsu. Ông là người Pharisee. Ông thấy Chúa Giêsu giảng, ông biết Ngài là giáo sư đến từ Đức Trời. Bởi vì ông không thể bì được vì Chúa Giêsu. Bởi vì ông là người giỏi luật pháp. Nhưng mà Chúa Giêsu đã giảng luật pháp tất cả mới của Đức Thánh Linh. Để biết quyền pháp đó, ông đến ban đêm. Vì ông biết là trong dòng người Pharisee có nhiều người ganh tị với Chúa Giêsu. Nên ông đến ban đêm để ông tránh bị bắt bớ. Ông nói Chúa Giêsu là tôi biết Ngài là giáo sư đến từ Đức Trời. Nhưng mà Chúa Giêsu không nói về điều đó. Mới Nicodem Ngài nói một cái điều mà Niu đang cần phải biết. Nó nói như thế nào? Quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chết đến điểm lạ vì điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió mà thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đâu. Hết người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Giao đoạn 3 câu 5 câu 8. Ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây, chúng ta vẫn tin mình đã được tái sanh. Tôi không dám chống đối nha. Chúng ta tin vì mình nói tiếng mới. Là thứ tiếng chỉ có người chẳng nói trong tâm nào. Nhưng mà liệu con người bởi trong chúng ta nó lớn đến cao bao nhiêu? Nó lớn như thế nào sau sự biết của nó? Tôi nói với đứa trẻ con, 1 tuổi nó biết nói cái gì, 2 tuổi biết nói cái gì, 3 tuổi biết làm cái gì. Nên thì khi gặp bạn bè mình và con mày, bây giờ biết cái gì rồi? Cái cháu nó được mấy tháng à, ví dụ như vậy. Chúng ta hỏi thăm xem con bạn của mình nó biết cái gì rồi. Nó quan tâm cái điều đó. Ai cũng quan tâm đến sự biết của con cái mình. Và chúng ta quan tâm đến con người bên trong mình biết gì chưa? Chúng ta vẫn biết lời giảng của tôi từ Chúa là đúng. Nhưng mà chúng ta xem con người bên trong mình đã bắt đầu cái trị xác mình, xác thịt mình theo luật pháp của Chúa chưa? Cái phần quan trọng là chúng ta đã thực hành bài tập cho chính mình chưa? Nếu ta không thực hành điều này, chúng ta đang tự giam cầm chính mình, làm sao vào được Đức Chúa Trời được? Hàng ngày chúng ta còn biết mua gạo nào ăn cho ngon miệng, rồi thức ăn nào bổ cho xác thịt mình, no, có chất. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khiến con người bên trong mình có được vững vàng trong cơn chiến tranh này không? Đó là lẽ thật. Đó là nền tảng của người phép, sự cai trị, hoàng gia của vua. Đó là điều Chúa muốn ta phải vào đó để chúng ta hiểu được. Để khi Chúa giảng ra, ngay lập tức chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Ngoài bằng lệnh mà Chúa đã phán bế thầy, người tin Chúa phải tái sanh tâm linh mình. Thì người tin Chúa cũng phải nhận biết trách nhiệm của mình là phải có một tấm lòng trong sạch. Mà sự công bình, chúng ta vừa học đó, đó là phải có một tấm lòng ngay thẳng, trong sạch, thánh khiết, vô tội, công bằng trong hành động, trong lời nói, trong công việc làm, trong tư tưởng được tỏ ra qua thái độ và việc làm, căn cứ trên nền tảng của lời được chứng. Thư thánh danh này phải luôn hẳn ở trong lòng, trong trí và trong cuộc đời của người ta. Như Chúa đã phán, nó là phải trội hơn sự công bình của người Pharisee, tức là phải có sự vượt trội hơn, dư dật trong sự tôn trọng, trong sự kính trọng, trong các vấn đề, trong các nghi lễ, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi môi trường, trong mọi thời gian, trong mọi thời đại. Chúng ta phải học luật thuận lời này và bắt xác thịt này phải chịu phục nó. Không phải thắng người khác để mình được tiền, mà là thắng cho xác thịt này để có người về trong mình được đứng dậy để đi hầu việc của người dân. Thưa quý thần linh, ai sẽ ban cho chúng ta sức lực được? Chúa ở cạnh chúng ta, làm sao mình có sức được? Vì chúng ta quên là chúng ta phải nhìn thấy được thanh toán thế lợi, chúng ta sẽ có sức. Mình đi theo Chúa thì chúng không thấy điều đó, không ai trả lại cho chúng ta. Bởi chúng ta quên sống xác thịt của chi khôn, mà Chúa bảo chúng ta phải sống trong người bên trong.
Chúa biết được cơ trời. Vậy thì Chúa cho ta cái chìa khóa để vào nước thiên đàng, để lấy được sự thiêng dạy con người bên trong mình. Tức là con đèn chúng ta được thắp sáng lên bằng lời Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta cảm thấy nặng nề khi mục sư giảng có vẻ dễ dàng lắm, nhưng mà họ đọc tiếng rõ ràng là vẫn là vật tự, dù giải nghĩa ra vẫn là vật tự, tôi vẫn đọc được đây, nhưng mà không vào trong lòng tôi, bị mục sư được thông cảm với tôi được, hoàn cảnh của tôi khác. Chúng ta lý trí bị bế tắc, vì chúng ta vẫn chưa vào lòng nước thiên đàng, vì tư tưởng chúng ta vẫn bị điều khiển bởi chi khu của xác thịt mình, và ma quỷ đã dùng cái đó để tấn công chúng ta. Chúng ta vẫn bị ma quỷ lũng đoạn cai trị chúng ta bằng cái logic 1+1=2. Chúng ta vẫn tính toán cuộc đời chúng ta thiệt hơn theo cái cuộc xác thịt, và chúng ta không thể dứt bỏ nó được. Nếu ta không dứt bỏ được cái nguồn gốc đó, chúng ta không theo Chúa được. Vậy làm thế nào chúng ta dứt bỏ được? Vẫn là quyền phép của lời Chúa chúng ta mới có thể dứt bỏ được. Còn nếu không, chúng ta vẫn bị ràng buộc, ma quỷ vẫn ràng buộc người ta bằng lý trí của người ta vào những cái gì công lao người ta làm. Bởi lâu nay chúng ta không dẹp thải thoát được. Sau khi ra khỏi xứ Ê-tô, dân sẽ hành trình qua 50 ngày kể từ khi rời khỏi nhà nô lệ. Tôi đã nói về cái sự mổ miệng để chúng ta được giải tỏa. Ra khỏi Ê-tô hoàn trình 50 ngày, quý vị. 50 ngày ra khỏi nhà nô lệ. Vào ngày mùng 3 tháng thứ 3, tức là tháng Sivan của dân Israel đó, họ tới nơi đồng bằng Sinai. Dân Israel đã chờ đúng 3 ngày tại trên núi Sinai. Họ đứng tại đó 3 ngày để Moses lên trên núi gặp Đức Giê-hô-va. Tôi đang nói về cái luật thụ thể để chúng ta sống lên tục linh. Chúa bảo Moses nói cho dân Israel tắm rửa sạch sẽ đi, không được đứng gần người ta, và đứng tại trên núi không được phép đứng gần núi, không được phép cho 3 ngày chờ. Và Moses lên trên núi Đức Giê-hô-va để mà nhận lãnh mặc lệnh của Đức Giê-hô-va. Họ chờ được 3 ngày. Thứ nhất, hành quân ra khỏi Ê-tô trong đêm ngày 13 tháng thứ 3, họ hành quân 50 ngày đến được trên núi Sinai. Khoảng 600.000 người lớn, chưa kể bà và con nít, tổng cộng gần 200 người. Hành trình trong 50 ngày tới được nơi đồng bằng Sinai. Tại đó, họ chờ đúng 3 ngày tại trên núi Sinai, chờ Moses gặp Đức Giê-hô-va. Sau 430 năm làm tôi mỏi cho Ê-tô, dân Sen nhận được luật pháp của Đức Giê-hô-va, ứng nghiệm lời hứa của Đức Giê-hô-va với Abraham. Đúng ngày 6 tháng Sivan này, Moses nhận được 2 bảng đá giao ước của Đức Giê-hô-va, và ngày 6 tháng Sivan đó được gọi là Pentecost, tức là ngày lễ ngũ tuần. Chúng ta đều có luật hết. Hãy nhìn xem Kinh Thánh đã chép và sẽ ứng nghiệm. Và chúng ta để tận dụng thời gian của mình để chuẩn bị về với Chúa. Xuất Ê-tô Ký đoạn 19 câu 12 đến 10 đến 12 chép. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy đến cùng dân sự, khiến dân sự giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo xuống mình. Qua ngày thứ 3, dân khá đã rằng: vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai, và người hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi, và dặn rằng khá giữ đình đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân, thế kẻ nào đụng đến sẽ bị xử tử. Pentecost tức là 50 ngày, có một thời kỳ cho chúng ta. Giê-hô-va trở nên đứng tự hữu hoàng hữu. Ngày của Ngài không phải như ngày của loài người tính theo giờ đâu, vì Ngài đã phán với tâm linh của người chứ không phải phán với loài người xa thịt. Và núi Sinai là bóng của luật pháp mà Giê-hô-va trời đã ban cho Israel qua Môi-se. Khi Giê-hô-va phán rằng hãy đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải dẫn áo xuống mình, đó là mạng lệnh Đức Giê-hô-va phán với dân Israel là dân sở Chúa tạo nên bằng hơi thở của Ngài. 50 ngày đã có số ân điển Chúa ban cho chúng ta khi theo Chúa. Số 5 là số ân điển, số 10 là số trách nhiệm. Trách nhiệm ta đi theo Chúa, đi theo ân điển Chúa ban cho. Kể từ khi ta tin Chúa đến bây giờ, chúng ta nhận được bao nhiêu bài giảng của Chúa rồi? Đó phải ân điển không? Đó là ân điển. Chúa không phán xét. Chúa mở trí chúng ta để hiểu lời của Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa của chúng ta được ân điển nhiều hơn nơi khác. Vì những bài chúng ta giảng đó có con đường rõ ràng, mạch lạc, không nghi ngờ, có bằng chứng, có đi nghe, có bài in. Chúng ta được đọc đi đọc lại, nghiên cứu nó. Đó là một khi ân điển Chúa ban cho ta. Và khi chúng ta đến một cái nơi đã định, tại đây Chúa bảo hãy sẵn sàng trong 3 ngày, Đức Giê-hô-va sẽ hiển linh trên núi. Trong 3 ngày đó là cái gì? Hãy đến cùng dân sự, khiến sự giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng dẫn áo xuống mình.
Có nghĩa là tôi giảng cho lịch sử của Chúa, biết luật pháp của trời để ta giữ mình cho thanh sạch, cho hôm nay, cho hiện tại và cho ngày mai, cho tương lai. Tức là ngày hôm nay tôi phải làm sạch tội lỗi mình thông qua luật pháp của trời. Để nếu như đêm nay Chúa đến, tôi được về với Chúa. Hoặc đến đêm mai Chúa đến, tôi được về với Chúa. Và khi thánh linh của Chúa vừa đến, chúng ta rất khó khăn. Vì Ngài như đám lửa hay thiêu đốt. Nếu ta ô uế, thần của Chúa đến chúng ta thì sao? Ngài không giết chúng ta đâu, nhưng mà Ngài sẽ thiêu đốt đồ uế này. Và chúng ta sẽ bị xỉ nhục. Bây giờ Ngài đuổi ma quỷ ra khỏi chúng ta rồi, lăn lộn dưới đất thì ổ cái người này bình thường thấy hay lắm mà, tốt lắm mà, bây giờ sao lăn lộn này quỷ ám cho người đầy như vậy? Chúng ta từng thấy điều đó. Giật áo xuống mình. Áo xuống ta làm cái gì? Là lời như tôi nói ra. Chúng ta mặc áo để mình được tôn trọng, mặc áo để cho mình dễ chịu, được thỏa mãn cái điều mong muốn của xác thịt mình, hoặc mùa hè mùa đông, hoặc để dự lễ để khác tôn trọng mình, thì cái áo đó trang phục cho mình được thỏa chí cái ý muốn của xác thịt mình, hoặc cảm giác, hoặc là thân thể. Thế thì cái miệng chúng ta nói ra cũng vậy thôi. Chúng ta nói ra để thỏa cái điều mình bực bội, hay là mình vui lòng, hay là mình vui mừng. Áo đấy, áo cũng nên là lời chúng ta nói ra. Lời chúng ta nói ra nói về cái tư tưởng của mình. Cái bài giảng của tôi là tôi mặc cho được sự cái áo của Đức Chúa Trời, áo luật pháp và áo đại thần. Để ta có, để ta nói ra. Ngày Tết các con trẻ đều khoe với bạn bè mình, bố tao, mẹ tao, anh chị em tao, về tao, tao cho tao áo mới. Vì hàng ngày chúng ta có áo mới chúng ban cho qua một miệng ta có nói được ra không? Trong 3 ngày giận áo xuống mình. Đứng cái đàn bà có nghĩa là đừng thoải với xác thịt. Không phải vì trong ta là Israel, bên ngoài nó là Jacob. Chúng ta phải cái gì xác thịt, không được thỏa hiệp với xác thịt. Và ngươi hãy phân định giới hạn cho là sự ở chung quanh núi và rằng khá với mình đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân, hay khi nào đụng đến sẽ bị xử tử, đừng vi phạm. Hãy cẩn thận, đừng vi phạm giới mạng của Đức Trời, đừng vi phạm luật pháp của Chúa, đừng vi phạm các điều răn mà Chúa đã định cho chúng ta. Có người mang danh là người chăn mày, họ vi phạm luật pháp của Đức Trời. Chúa nói với kẻ đến chúng ta để được quân trộm cướp. Kinh Thánh chết phải để Đức Ba chỉ định như khi chưa Ngài chỉ Aaron. Không ai quyền kiếm chức trọng đó được. Kinh Thánh chết rõ đó. Ngài định từ trước sang thế, Ngài ra khó cho Chúa Giêsu để làm môn đồ của con một ngàn. Đây là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài không khó gì với để chọn lựa con người. Ngài có đưa cạnh là người giúp đỡ Ngài đâu, nhưng người ta làm điều đó ở khắp mọi nơi, nhân ngàn khắp mọi nơi. Ngài không ngăn cản, vì sao? Ngài đang tìm một dòng dõi thánh. Ở đây Chúa mang lệnh cho Môi-se hãy phân định giới hạn cho dân sự. Có nghĩa là tất cả người mà Chúa chỉ định làm chức vụ giảng lời Đức Trời dân sự đó phải cho sự của Chúa biết tôn trọng quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Thì họ không tự xác thịt mình leo lên núi. Núi Sinai bóng một nơi được ban luật pháp cho, tức là bóng quyền của Kinh Thánh này. Sinai có nghĩa là nơi Gai Góc. Mà núi đó muốn lên đó phải leo. Muốn gặp Đức Chúa phải lên núi. Phải lên núi cao lắm quý vị. Cũng có thể như vậy. Để có thể gặp được Chúa qua cuốn sách này thì trước hết phải phục cuốn sách này. Phải học nó. Phải nhận biết giá trị quan trọng của luật pháp này, phải phục nó. Khi phục rồi, Chúa biết cái là mình phục, mình không phạm tội nữa, không kiêu ngạo nữa, không gian dối nữa, làm đúng 10 điều răn. Bây giờ chúng ta mở ra, Chúa bắt đầu nói chuyện với mình. Không phải đơn giản quý vị. Nhưng người này người ta không phục luật pháp này mà đơn giản, họ đang dưới mặt Đức Chúa Trời. Nên phải tìm giới hạn cho sự không được phép đeo đến núi, không được đụng đến chân, không phục mấy mon men đấy. Môi-se đã truyền lại cho sự rằng trong 3 ngày hãy sẵn sàng chết gần đàn bà ở trong suốt Ê-tu ký đoạn 19 câu 15. Đây là mệnh lệnh tiên tri cho tuyển dân của Đức Trời. Vì bất cứ khi nào khi lời Đức Trời được công bố ra thì bằng lời này cũng được nhắc lại, không phải chỉ cho dân Israel trong thuộc thể mà tất cả người nào được gọi là Israel thật của Đức Trời, tức là cho tất cả tâm linh của loài người. Người ta phải đối diện với bằng lời này, vì nghĩa cơm chứa 3 ngày này là rất quan trọng. Trong 3 ngày này, mà ngày này không phải là ngày của chúng ta tính 24 tiếng đồng hồ một ngày đâu, không, ngày của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở trong ngày thứ 3. Chúng ta đang trong ngày thứ 3 của Đức Chúa Jesus Christ. Và tất cả chúng ta, dù người đàn ông hay đàn bà, mặc dầu không được phép gần đàn bà. Vì chiếc đàn bà đây là giống cái không có thể ra xác thịt này. Khi xưa Adam bị phán xét vì chiều theo xác thịt mình, nghe theo lời vợ ăn trái cấm. Bất cứ gì mà lệnh Chúa đã định, xác thịt này phải cai trị, phải chịu cai trị của tâm linh để không vi phạm luật pháp của trời. Nếu xác thịt nào vi phạm
thì tâm linh đó bị phạt. Tôi nói ví dụ nếu như người ta giao cho con một chức vụ là babysitter, con coi trẻ, đồng lương của con đã được định rõ ràng rồi. Nhưng nếu người ta chủ nhà về mà nếu đứa trẻ đó bị lấm đem, bụi bặm mà biêu đầu biêu trán tím nào chỗ kia thì người ta sẽ tố cáo con trước mặt công an và đi giám định, con phải đền hoàn toàn sức khỏe đứa bé đó, đúng không? Không thể đối là tại vì nó nhỏ, nó không biết được, chính vì nó nhỏ không biết được tôi mới thuê là babysitter. Cũng có thể như vậy. Nếu có người bề ngoài vi phạm luật pháp trời thì người bề trong chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì có người bề trong là chủ nhân, có người bề ngoài là phải chịu cai trị. Người bề ngoài nó là sắc thể bằng đất, là cái không, là cái hình, phải chịu cai trị của tâm linh. Bởi đó chúng ta phải dạy luật pháp cho dân sự, tâm linh nghe, sắc thể nghe, và mỗi người phải bắt đầu đứng dậy cai trị sắc thể mình làm theo luật pháp của trời. Không được thỏa hiệp với xác thịt, không để cho xác thịt phạm tội, tức là không được gần đàn bà, tức gần đến gì thì thỏa hiệp, chiều theo, dung túng cho lắm. Bây giờ chúng ta đến với cái điều quan trọng, để hiểu biết cái giá trị quan trọng của cái ba ngày này. OCR 6, câu 1 đến câu 3, đây là kinh điển chết này. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc viên tịch. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dừng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-va, chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đi cùng chúng ta như mưa cuối mùa trên đất. Đây là bản tiếng Việt dịch sai nghiêm trọng. Dịch sai cải về Ngài, cải về ý nghĩa. Và cái chế văn này chết như sau: Come and let us return unto the Lord, for He hath torn and He will heal us. He hath smitten and He will bind us up. After 2 days, will He revive us. In the 3rd day, He will raise us up, and we shall live in His sight. Then shall we know if we follow on to know the Lord. He is going forth, He prepared at the morning, and He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Có nghĩa là, hãy đến, chúng ta hãy trở lại với Đức Giê-va, vì Ngài đã xé chúng ta, sau Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã trừng phạt chúng ta, sau Ngài sẽ băng bó vết thương cho. Sau 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta được sống lại. Trong ngày thứ ba, Ngài sẽ khiến chúng ta đứng dậy và chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ biết, nếu chúng ta tiếp tục noi theo để biết Đức Giê-va, sự Ngài đã đi trước để sửa soạn như buổi sớm mai, và Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa và mưa đầu mùa trên đất này. Bản tiếng Việt chép là trong 2 ngày, cái đó hoàn toàn sai với cả về văn phạm, với cả về ngôn ngữ. After 2 days, sau 2 ngày, Ngài khiến chúng ta tỉnh dậy. Trong ngày thứ ba, chúng ta là ngày thứ ba. Trong ngày thứ ba, Ngài đi dựng chúng ta dậy và chúng ta sẽ sống ở trước mặt Ngài. Và chúng ta sẽ biết, nếu chúng ta tiếp tục noi theo Ngài để biết Ngài, cái điều rất quan trọng ở đây. Vậy thì cái ngày này là ngày nào? Tin chi OC là tin chi Chúa thứ ba từ năm 753 trước khi Chúa Giêsu tăng sinh đến năm 715. Tức là trong 38 năm trước khi Chúa Giêsu sinh, lời tin chi này đã được nói trước khi Chúa Giêsu đến thế gian này hơn 700 năm. Và lời tiên tri này đã nói về sự Đức Chúa Giêsu sẽ trở về thiên đàng với Đức Cha sau khi Ngài đã hoàn thành giá cứu chuộc nhân loại trên thập tự giá vào năm Anno Domini 32. Và trước khi trở về thiên đàng với Đức Cha, Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của Ngài như sau: là mọi người chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho ngươi rồi. Ta đi săn sẵn cho ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã săn sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta đã trở lại đem mọi người đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thôma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Vì mà các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Giăng 14 câu 1 đến câu 7. Trước hơn 700 năm, tiên tri OC đã nói tiên tri về sự Chúa trở về thiên đàng, và đến ngày nào Ngài trở lại. Trước khi giải nghĩa lời tiên tri này, chúng ta trở lại với mạng lệnh lịch sử mang ý nghĩa quan trọng về sự cứu chuộc của Giê-hô-va trời đối với lời của chúng ta thông qua dân Israel. Lê-vi ký đoạn 23 câu 15 đến câu 16 và câu 21 chép xong: kể từ sau ngày Sa-bát là ngày đem bao lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ tròn, gây tính 50 ngày cho đến ngày sau của ngày lễ Sa-bát thứ 7, thì phải dâng một bộ lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va.
các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại. Bánh đó làm bằng 2/10 bột lọc hấp có pha men. Ấy là của lễ đầu mùa dâng cho Đức Giê-va. Các ngươi giao truyền sự nhóm miệt trong chính nội ngày đó. Phải có một sự nhóm miệt thánh, cho nên làm một công việc xa tịnh nào. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi mặc dầu ở nơi nào. Đời đời mặc dầu ở nơi nào. Đây là lễ đầu mùa. Chúng ta nhớ chuyện con tàu Noe không? Lênh đênh trên mặt nước một năm tròn. Và đến ngày 17 tháng 7, con tàu ta từ núi Ararat. Sau này, trong ngày rút dân sẽ ra khỏi Ê-tô, Chúa đổi tháng 7 đó thành tháng riêng. Tức là quay lại 6 tháng, thành tháng riêng trong 10 năm. Lúc ngày 17 tháng riêng, lễ đầu mùa được thiết lập, thì cái lễ đầu mùa đầu tiên được hình thành không phải bởi luật pháp, nhưng được giám ra con tàu Noe, đó là tháng 7, ngày 17. Con tàu Ararat tấp trên núi Ararat, hình báo về ngày 17 tháng 7 thuộc linh, hội thánh của Chúa được cất về thiên đàng. Chúng ta không biết là ngày nào, nhưng là ngày thuộc linh. Vì con số 17 này luôn luôn được lặp lại. Chúa tình cho dân xe đến ngày 17 tháng riêng này là lễ đầu mùa. Và dân xe khi vào xứ Canaan, ngày 14 tháng đó là họ vào xứ Canaan. Chúng thấy điều gì xảy ra ở đây? Đến ngày hôm đó, họ ăn bánh còn kẹo. Ngày hôm sau, ngày 15, họ ăn bánh cái của mình còn đó. Sau đến ngày thứ 16, mana giảm dần. Và đến ngày 16 là hết mana luôn. Ngày 15 tháng riêng đó, mana xuống ít đi, giảm dần đi rồi. Đến ngày 16, hết mana luôn. Đến ngày 17, họ bắt đầu ăn thổ sản ở trong xứ. Ngày 17 tháng riêng đó, họ ăn thổ sản của xứ Canaan. Có nghĩa là khi chúng ta vượt qua sông Giô-đanh, ngày đầu tiên chúng ta ăn trái đồng bộ là lễ thật mầu nhiệm Chúa ban chúng ta. Tức là ngày 17 tháng riêng. Ngày 17. Mầu thứ 7 là 8. Tháng riêng là tháng đầu năm cuối năm. Tức là trong thời kỳ đầu tiên, ngày chúng ta được phục sinh lại. 1 đến 7 là 8. Và ngày 17 tháng riêng, năm 32, Chúa Sư phục sinh. Ngày đó đến ngày 14, ngày thứ 17, tức là 36, ngày phục sinh trái đồng bộ. Đây là một lại tiên tri về ngày lễ ngũ tuần năm 32 Anno Domini, là ngày dân xem thuộc linh sẽ nhận được sự giao phúc mới của Đức Ba ban cho chúng ta. Nhớ chuyện này, câu 1 các sứ đồ đoạn 2 câu 1 đến câu 4 chép như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm tại một chỗ, thì linh có tiếng từ trời đến như là tiếng gió thổi vào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Ngày 17 tháng riêng, Chúa Giêsu phục sinh. Nhưng ngài có về thiên đàng hay không? Không. Trong 40 ngày đó, ngài gặp các môn đồ của Chúa, kêu gọi họ trở lại. Khi ngài trở về thiên đàng, 10 ngày sau là ngày lễ ngũ tuần, ngài ban Thánh Linh của Chúa xuống cho thánh của Chúa trên đất. Ngày lễ ngũ tuần, tất cả mọi điều được ứng nghiệm trong chức vụ của Chúa Giêsu. Đúng ngày 6 tháng Sivan lịch của Israel năm 32 Anno Domini, tức là khoảng giữa tháng 5 và tháng 6 lịch thế giới, lần thứ 9 tiếp tục ứng nghiệm, đó là ngày lễ trái đầu mùa. Ngày 17 tháng Nisan năm Anno Domini 32 là ngày Đức Chúa Giêsu phục sinh. Ngày là trái đầu mùa của sự sống lại từ những kẻ chết, là ngày bắt đầu. Cho đến ngày thứ 50 là ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh được ban xuống cho thánh thật của Chúa Giêsu Christ. Sách Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 20 đến 26 chép: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam thì một người đều chết, thì cũng bởi đấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Như mỗi người sẽ theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về ngài sẽ sống lại. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực, thì ngài phải cầm quyền giữa trường đặt những kẻ thuộc dưới chân mình, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Ở đây Chúa muốn chúng ta đối diện với cái điều chúng ta cần biết, bởi vì cái điều mà người Pharisee đang ngăn cản không cho ta biết đó, là lời Đức Chúa Trời. Nếu như người Pharisee không cho mọi dân chúng chứng minh luật pháp, thì không biết là thật. Vì tất cả những điều luật pháp đã chép đó đều chép về sự cứu chuộc của loài người. Nếu thực sự không có luật pháp, không có hy vọng. Chúng ta vừa đọc những điều Chúa mạng lệnh về luật pháp dân gian, ngày lễ ngũ tuần
ngày lễ lều tạm, ngày lễ chuộc tội, rồi ngày lễ trái đổ mùa. Nó liên quan đến sự hy vọng của chúng ta. Trong luật pháp của Chúa có các bạn này này. Nếu người ta bỏ điều đó đi, làm sao có sự hy vọng được bây giờ? Và ngày nay tôi muốn nói điều này để chúng ta biết là chúng ta phải nhận biết chúng ta đang lo lắng về luật pháp, gánh nặng quá. Tôi vì biết bao nhiêu sự tôi phải dùng trí khôn mình đi giải quyết, mà cứ luật pháp tôi không vượt qua được. Kỳ thực của luật pháp là giao ước. Nếu chúng ta ban luật pháp, có nghĩa là có điều kiện. Nếu ta làm theo luật pháp, điều gì sẽ đến? Sự báo trả công bình của Chúa sẽ đến trên chúng ta. Bởi vì Chúa ban luật pháp để con người bên trong có việc làm. Nó dùng luật pháp đó để dạy cho xác thịt mình làm theo luật pháp, hầu cho nó tước bỏ mọi quyền của ma quỷ cầm buộc xác thịt người ta trong tội lỗi. Hàng ngày chúng ta đều đối diện với gương mà, nhất là chị em là phụ nữ. Chúng ta đều đối diện với gương để nhận biết tình trạng của mình trước khi đi ra để khỏi bị người ta khinh dễ, đúng không? Lời Chúa là cái gương để bày tỏ tình trạng thuộc linh của linh hồn mình. Chúng ta cần cái gương đó là luật pháp của Đức Trời để soi cho chúng ta biết. Con người bên trong phải biết tình trạng thật của xác thịt mình đang bị của linh nào đang lừa dối câm buộc nó. Việc ta giải quyết không phải đi theo để tranh chấp giải quyết hậu quả của xác thịt đâu. Không, cắt đuôi cái tội lỗi khiến xác thịt bị vi phạm đi. Thanh toán nó ra để đuổi ma quỷ ra khỏi cuộc đời của mình đi. Cái kỳ tinh sau. Còn nếu không đuổi cuộc ma quỷ ra khỏi cuộc đời của mình, chúng ta vẫn tranh chấp hậu quả của ma quỷ, thì giữa chúng ta với cái người xâm phạm chúng ta không thắng được nó. Bởi vì bọn nó có sức đến từ ma quỷ, nó tiếp tục là ác của chúng ta không thể dùng điều ác để báo trả nó được. Chúng ta thanh toán ngay cái gốc mà mình không cầu của chúng ta được. Thì bây giờ chính lẽ thật sẽ ở trong ta khi anh ta dừng lại. Sự sống thắng sự chết, sự sáng thắng sự tối tăm. Chúng ta phải làm theo luật pháp của Đức Trời. Vì trong luật pháp của Đức Trời có giáo ước, có sự trông mong, có sự trông cậy, có niềm hy vọng. Hãy đến chúng ta hãy trở lại với Đức Giê-hô-va. Vì Ngài sẽ chúng ta, sau Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã trừng phạt chúng ta, sau Ngài sẽ băng bó vết thương cho. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta được sống lại. Trong ngày thứ ba, Ngài sẽ khiến chúng ta đứng dậy và chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ biết nếu chúng ta tiếp tục noi theo để biết Đức Giê-hô-va. Sự Ngài đã đi trước để rửa soạn như buổi sớm mai, và Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa và mưa đầu mùa trên đất này. Bản tiếng Việt không có cái câu này. Mưa cuối mùa bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 của lịch thế giới này, tức là mùa gặt hái các vật đã được gieo. Còn mưa đầu mùa là mùa thu, là mùa gieo hạt giống. Gieo hạt giống là sự ban Chúa xuống cho loài người chúng ta. Và mùa gặt, tức là mùa hè đấy quý vị, mưa cuối mùa đấy, cơn mưa cuối mùa lớn hơn cơn mưa đầu mùa. Như vậy chúng ta đang ở mùa hè thuộc linh của cái ngày thứ ba. Nhưng mà Chúa Giê-xu không trở lại đón hồi thấy hâm hầm chân trụi lõa lộ, và Đức Thánh đã làm công việc kiện toàn hội thánh thật của Chúa. Sẽ có sự phân tách rõ ràng đâu là hội thánh thật và hội thánh giả. Đức Thánh đang làm công việc này chưa đại trà. Chúng ta phải sửa soạn cho mình để làm công việc này. Ngài đang sửa soạn chúng ta. Chúa Giê-xu là trái đầu mùa. Ngài ban chúng ta rồi. Ngài trở về thế gian để sửa soạn chúng ta một chỗ ở trên trời. Có nghĩa là trên đó có bao nhiêu chức vụ trong chính phủ Ngài đã ấn định rồi. Nhưng mà ai là sự rửa xứng đáng? Thánh Linh của Đức Thánh đang đến trên đất này. Và rất nhiều nơi không nhận biết Đức Thánh Linh. Nhưng trong có một ngày, thưa quý vị, trong có một ngày của Chúa thôi, Ngài sẽ làm công việc của Thánh Linh ở khắp mọi nơi. Ngài sẽ làm rạng danh Ngài. Không phải tất cả nơi gọi là hội thánh sẽ biết được điều này. Chúa đã phán rằng Ngài sẽ kéo chiên của Ngài đến chuồng tử tế và chỉ có một người chăn, tức là một Thánh Linh, một tí lý duy nhất, chính xác nhất, lẽ thật, luật pháp của Chúa mà thôi. Chúng ta đang làm công việc này. Chúa Thánh Linh sẽ làm đại trà, nhưng chưa phải ngày hôm nay, rất là gần đây. Ngài sẽ làm công việc này. Ngài đã kéo chiên của Chúa đến trong thời gian rất là gần. Ngài dẫn dắt tất cả vào nơi đó, và những người vào đó sẽ được cứu. Những kẻ rốt lên đầu, bắt đầu lên rốt. Những kẻ được Chúa cho tội, Chúa đi mời đó sẽ không được vào. Chúa loại này. Chúng ta phải tỉnh thức ngay từ bây giờ. Đừng để chúng ta ngồi đây mà bị loại. Vì trước mặt Chúa một ngày như một ngàn năm, một ngàn năm như một ngày. Từ khi Chúa Giê-xu phục sinh đến ngày hôm nay là sang ngàn năm thứ ba rồi quý vị. Theo lịch Kinh Thánh là 360 ngày một năm, không phải 365 ngày theo lịch Kinh Thánh. Từ năm 32 đến bây giờ, tính theo lịch của Kinh Thánh là sang ngàn năm thứ ba rồi. Kinh Thánh nhận, trong ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy và chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Không phải trên đất này mà trên thiên đàng. Trong ngày thứ ba, bởi vì Chúa Giê-xu đã đi trước chúng ta.
Thứ nhất là gì? Ngài chuộc chúng ta trong 3 ngày trong mồ mả đấy. Đến ngày thứ 3, Ngài sẽ sống lại. Và Ngài trở về thiên đàng, Ngài được dọn rồi. Đến ngày, trong ngày thứ 3 này, trong ngày thứ 3 này, không biết là lúc nào. Như chúng ta biết rằng Thánh Linh sẽ sửa soạn. Chúng ta chưa thấy hành động ở trên đất Việt Nam này. Nhưng ở các nơi khác đã có. Rất nhiều phép lạ xảy ra, nhưng mà chưa đại trà, chưa thấy luật pháp của Chúa được công bố. Bởi vì Kinh Thánh chất là Chúa sẽ dùng nước trong để khí độ nền thánh. Không bếp không thì không cho chứ được. Như đấy nhất sự vinh hiệu ở trước mặt Ngài. Không phải là một tôi tới Chúa, mà tất cả mọi người. Thần của Chúa hành động ở trên tất cả mọi người. Như khi nào thì thần của Chúa làm điều này? Đây là khi mà luật pháp của Chúa được tôn cao. Tất cả mọi người được trang bị quyền phép của Chúa rồi, đầy dẫy rồi. Bây giờ cùng một lúc Thánh Linh của Chúa giáng trên tất cả mọi người, bất cứ ở nơi nào. Năm 97 tôi sang Ohio, tôi gặp mục sư Rob Bassley. Cái ngày mà cờ Liên Xô kéo xuống, cờ Nga kéo lên, ông có mặt với thầy của mình sang viện trợ lương thực cho nước Nga. Ông giảng tại Điện Kremlin, tại Hồng Trường. Khi ông đang giảng, Thánh Linh giáng xuống toàn bộ nói tiếng mới. Cảnh sát, tức là vệ binh đấy, đứng để bảo vệ đó, nói tiếng mới luôn. Họ đã đặt chặn đường ở trên xa lộ đó, đền chứng cả xe buýt nói tiếng mới. Tất cả mọi nơi chúng bay phù đông đều nói tiếng mới hết, lan truyền là xe buýt nói tiếng mới hết. Thánh Linh của Chúa giáng trên, Ngài sẽ làm điều đó ở trên Việt Nam. Ngài sẽ làm điều đó, Ngài không để chúng ta ở rừng. Chính Thánh Linh sẽ làm công việc này. Căn cứ từ lời tiên tri của Giê-hô-va Bầu Trời cậy tiên tri OC để phán rằng, mà chúng ta biết rằng kể từ khi Đức Chúa Giêsu trở về thiên đàng với Đức Cha là khoảng 10 ngày trước ngày lễ Vu Tuần năm 32 Anno Domini, Đức Thánh Linh, tức là Thánh Linh của Đức Đức được ban xuống cho hội thánh của Ngài, và bắt đầu từ đây được gọi là ngày thứ nhất trong 3 ngày của lời tiên tri trên đoạn sách OC đoạn 6 câu 1 câu 2. Thông qua sự hiện diện của hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ, máy thầy dân Israel cũng như loài người trên đất này phải đối diện với luật pháp của Giê-hô-va Đức Trời. Dân Israel phải chịu sự rủa xả, sự sửa phạt vì cơ họ đã chối bỏ con một của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ. Vậy vì cơ tội lỗi của họ mà đền thờ của chúng ta tại thành Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 Anno Domini, bị phá hủy hoàn toàn, không hòn gạch nào, hòn đá nào chồng lên nhau cả. Bởi vì cái đền thờ thứ hai đó được xây dựng nó bọc vàng. Khi lửa cháy như vậy, vì tất cả đền thờ đều làm bằng gỗ, cây hương lan đều có dầu cả, nó cháy, vàng chảy xuống và lính La Mã vào đó để lật các viên đá để tìm vàng. Và khiến nó không còn một đá nào trồng hoặc đá kia mà còn nguyên vẹn. Đó hình bóng cho khi người ta bị trừng phạt. Ma quỷ sẽ bới móc không thoát một chỗ nào cả. Nó bơi hết ra để trừng phạt kẻ đó. Matthew 23 câu 37 đến 39. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, người riêng tôi đấng tiên tri phải đến đá những kẻ chịu sai đến của ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túm con mình lại trong ấp trong cánh mà ngươi chẳng hứng. Này, nhà ngươi sẽ bỏ hoang vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhà đình Chúa mà đến. Kể từ khi Chúa Giêsu trở về thiên đàng với Đức Cha, cho đến ngày nay tính theo lời Chúa đã chép, Kinh Thánh chép này, cho nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày ở trong Phi-líp thứ 2 đoạn 3 câu 8, thì chúng ta đang ở trong ngày thứ 3. Tính theo lịch Kinh Thánh, một năm có 360 ngày là ngày Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại để đón hội thánh của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu không trở lại để đón hội thánh mà lại không đủ tiêu chuẩn thánh cho Đức Giê-hô-va. Đức Thánh Linh là thật thật đang hành động trên hội thánh thật của Ngài. Đó là Đức Thánh Linh sẽ dùng quyền phép của Đức Thánh để khiến hội thánh của Ngài được đến thánh. Như lời Chúa đã chép vào trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 27 chép này: hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội đến thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không giống chi như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ sẽ được ở trước mặt Ngài. Có hai phần: nước rửa và dùng đạo. Nước rửa tức là tắm gội, giảng luật pháp cách trọn vẹn, dân sự biết mình phạm tội, họ ăn năn thì được sạch tội. Dùng đạo làm cho hội tinh sạch, lễ thật khiến hội được nên thánh. Không có nơi nào giải như chúng ta có cả. Chúng ta cảm ơn Chúa. Lấy điều Ngài sửa soạn cho hội thánh của Ngài, chúng ta cảm ơn Chúa điều này. Luật pháp khiến họ nhìn biết tội lỗi, họ ăn năn, lễ thật khiến họ được nên thánh. Nước rửa và dùng đạo làm hội tinh sạch. Hai phần này phải cùng làm một lúc. Đại trà khắp mọi nơi. Cùng thời gian chúng ta sẽ bận rộn, chúng ta cảm ơn Chúa điều này. Vậy chúng ta phải làm gì? Sửa soạn chính mình. Chúng ta phải được vào trong nước thiên đàng. Thông qua cái thái độ chúng ta, cái sự công bình của chúng ta phải trôi hơn sự công bình của người Pharisee. Đừng chê bai hệ thống bây giờ, chúng ta phải làm chọn.
trách nhiệm của mình trước tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tỉnh thức về trách nhiệm của chúng ta ở trước mặt Chúa. Vì chúng ta biết ta ở trong thời kỳ nào. Chúng ta biết trách nhiệm của mình. Chúng ta biết điều Chúa ban cho ta là cái gì. Chúng ta được Chúa ban cho điều rất là quan trọng để chọn từ trước đến giờ không thiếu hụt. Và khi Chúa ban ta cơ sở mới, tại nơi đó chúng ta sẽ có nơi rộng rãi để có phòng chuyên cho người ta đến để mua sách ra bất cứ lúc nào, chúng ta phải tái bản liên tục. Bởi vì đó là cái điều Chúa sẽ ban, đó là thông lúa thật của Chúa, và người ta sẽ có một mẫu duy nhất. Đó là Chúa rõ ràng nhất để giảng ra. Kể cả không có gì giảng, họ không có bài giảng, có bài in cho dân sự của Chúa đọc, chúng ta có bài cho họ. Thánh Linh của Chúa hành động trên họ. Mà chúng ta phải rửa dọn lên chính chúng ta trước mặt Chúa. Và giờ là chúng ta cùng nhau đứng dậy cùng nguyện tạ ơn Chúa vì cái điều Chúa ban chúng ta. Đây là điều Chúa nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có gương để soi chính mình vào thì tình trạng thuộc linh của mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều Chúa ban chúng ta trong ngày thánh này. Chúng ta cầu nguyện trong kinh mới. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Con dâng hội thánh trong tay Ngài cai trị và dẫn dẫn và chúc phước cho. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng chung. Lạy Cha Chúa con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền tinh nghĩa được thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Cầu xin Diêu Văn Trường sống soi sáng bằng Ngài trên đời thánh của Ngài cùng trên các tôi trai tớ gái của Ngài, vì sáng của Chúa sẽ thắp ngọn đèn cho con lên soi sáng cho để con sống trên đường lối thánh khiết công bình của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha cùng với điện dư dật của Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu chuộc chúng con được đặt dẫy trên đời thánh của Ngài chẳng thiếu một ơn nào, cùng sự cai trị, sự lãnh đạo, sự sửa soạn của Đức Thánh ở trên đời thánh của Chúa từ nay cho đến khi hội thánh của Ngài được cất về thiên đàng với Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước cho thánh của Chúa.